Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 56. Hiên Viên Nhất Nhất lẳng lặng mà đứng, trên người tiên quang lóe lên, nhẹ nhàng lắc đầu, tên bán yêu này rốt cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lý gì đối với Phi Viện công chúa rồi, mới có thể khiến cho một vị công chúa không thèm chú ý hình tượng như thế mà muốn giết chết hắn. Phong Phi Vân tự mình làm rõ hiểu lầm, nói. Thánh nữ nhưng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cái gì cũng không làm, có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy chính mình là đệ nhất thiên chi kiêu nữ của Bạch Chu yêu tộc lại thua ở trong tay một tên bán yêu cho nên không cam lòng, nhục nhã, hối hận, ghen tị thiên tư của ta còn cao hơn so với nàng, cho nên mới hận ta như vậy. Phi, nếu không phải bản công chúa bị cổ thi đánh bị thương, sao lại thua ở trong tay sinh vật hèn mọn như ngươi? Phi Viện công chúa nghiến răng, muốn từ trong Phật quang tránh thoát. Phong Phi Vân than dài một tiếng nói. Cổ thi kia cũng là bị ta tế ra, là khôi lỗi chiến binh của ta, hắn đem ngươi đánh bại cùng với việc ta đem ngươi đánh bại thì có khác nhau bao nhiêu, công chúa điện hạ, nếu ngươi không phục, chúng ta tái chiến. Oanh long long. Phi Viện công chúa không chịu nổi một cái miệng kia của Phong Phi Vân, rất muốn lao ra giam cầm của Phật Quang, đem tên bán yêu này nghiền xương thành tro. Trong khoảng thời gian này Hiên Viên Nhất Nhất đều đang tu luyện thánh tính, cũng không quá rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà tâm trí của nàng cao tuyệt, chỉ cần hơi hơi nhắm mắt, một vài bức hình ảnh phát sinh ở chỗ này lướt qua liền không ngừng xuất hiện ở trong đầu của nàng. Thời điểm khi nàng lần nữa mở mắt, ánh mắt mặc dù trong suốt mà linh tính, nhưng ánh mắt nhìn Phong Phi Vân lại không giống lúc trước, nói. Ngươi tu luyện qua đại khôi lỗi thuật. Phong Phi Vân đã sớm nghĩ tốt lời đáp lại, nói. Khi ta còn bé từng xông vào một tòa cổ động phủ, ở bên trong tìm được một quyển quyển tông tu luyện khôi lỗi thuật, ta cũng không nghĩ đến số mệnh của ta thật cường đại, một quyển tông này dĩ nhiên là đại khôi lỗi thuật một trong thái cổ bát thuật. Ngữ khí của Phong Phi Vân rất thành khẩn, tràn đầy cảm ơn đối với Thượng Thiên. Hiên Viên Nhất Nhất nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nàng cũng không phải là một người hay xen vào việc của người khác, cũng không nói ra loại yêu cầu vô lý để cho Phong Phi Vân đem đại khôi lỗi thuật lấy ra cho nàng xem. Nàng nhìn Phong Phi Vân một cái thật sâu, nói. Bán yêu minh có thể xuất ra một thiên chi kiêu tử như ngươi, chính là phúc của bán yêu minh, hy vọng ngươi có thể đi lên chính đồ, để cho bán yêu trong thiên hạ đều tìm về tự tôn cùng địa vị của bọn họ. Có những lời này của thánh nữ, sau này Phong Phi Vân muốn không cố gắng cũng không được. Phong Phi Vân nghiêm nghị mà nói. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Vô luận như thế nào vẫn phải đa tạ ngươi hai ngày này hộ pháp cho ta. Chỉ bất quá ân oán giữa ta cùng Phi Viện công chúa, ngươi vẫn là không nên nhúng tay mới tốt, đối với ngươi không có chỗ tốt. Phong Phi Vân nói. Chẳng lẽ ngươi muốn thả nàng? Hiên Viên Nhất Nhất nói. Phi Viện công chúa chính là người thừa kế tương lai của Bạch Chu yêu tộc, càng là thánh tổ truyền nhân ở trong mắt tất cả tu sĩ Bạch Chu yêu tộc, ở trong Bạch Chu yêu tộc có địa vị không giống bình thường, nếu như nàng vẫn lạc ở trong nhân loại quốc độ, nhất định sẽ khiến cho cả Bạch Chu yêu tộc tức giận. Một khi không cẩn thận liền sẽ khiến cho hai chủng tộc sinh tử đại chiến, đến lúc đó chính là chuyện mà ai cũng không muốn nhìn đến, cho nên Phi Viện công chúa không thể chết được. Phong Phi Vân có chút im lặng mà nói. Nhân tộc hàng năm đều ở trên chiến trường vạn tộc chinh phạt tứ phương, không ngừng công chiếm lãnh địa của Bạch Chu yêu tộc, nếu như cả tộc Bạch Chu muốn đánh một trận với nhân tộc thì đã sớm chiến rồi. Cái này không giống, chiến trường vạn tộc đã tồn tại từ xưa đến nay. Giữa hai chủng tộc có thể chiến đấu với nhau, tranh đoạt danh giới, nhưng mà từ trước đến giờ còn chưa phát sinh ra toàn diện đại chiến, đây là hai khái niệm bất đồng, một khi bộc phát ra chiến đấu toàn diện giữa hai chủng tộc, như vậy nhất định chính là một tràng đại tai nạn, sinh linh chết đi sẽ rất nhiều, hơn nữa người nào có thể dự liệu được yêu tộc khác sẽ không thừa cơ xuất thủ với nhân loại, đi đến kiếm một chén canh, một khi tạo thành cục diện như thế. Như vậy hậu quả sẽ dễ dàng nghĩ ra được. Không phải là ta và ngươi có thể gánh được trách nhiệm này. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Nữ nhân làm việc chính là không quả quyết như vậy, chuyện tình suy nghĩ quá nhiều, rất nhiều chuyện ngược lại là không dám làm, cho nên nói người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh các ngươi vĩnh viễn đều sẽ chỉ nói ra mấy câu hung ác, chuyện chân chính dám làm lại không có bao nhiêu. Phong Phi Vân nói. Nói tóm lại, người của ta còn bị Bạch Chu yêu tộc nắm giữ trong tay, ta không thể nào thả Phi Viện công chúa. Hiên Viên Nhất Nhất thật cũng không tức giận, như cũ rất bình thản, thanh âm ôn nhu mà nói. Cái này dễ thôi, chỉ cần ngươi đem Phi Viện công chúa giao cho ta, ta khẳng định đem người của ngươi mang về hoàn hảo không hao tổn gì.
Phong Phi Vân khẽ nghiêng mắt nhìn Hiên Viên Nhất Nhất một cái, rất muốn biết trong đầu của nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nàng rốt cuộc là lo cho thiên hạ thật hay là đầu bị lừa đá rồi. Kẻ địch lớn như Phi Viện Công Chúa, lại không phải là chó mèo bình thường, để nàng trở về, không nghi ngờ gì là thả hổ về rừng, nếu như tương lai nàng trở thành nữ hoàng của Bạch Chu yêu tộc, như vậy uy hiếp liền càng lớn. Đại chiến giữa hai chủng tộc liên quan gì đến hắn, giết Phi Viện Công Chúa, trừ đi hậu hoạn mới là chuyện đúng đắn. Nhưng mà một nam nhân muốn theo đuổi nữ nhân, ít nhất phải làm được hai điểm. Thứ nhất, hết thảy ý kiến làm trái với ý nguyện của nàng đều phải giữ lại. Thứ hai, hết thảy người đối địch với nàng đều là phái phản động. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, cười nói. Được rồi, nếu thánh nữ điện hạ nghĩa cao như thế, như vậy tại hạ liền đem Phi Viện Công Chúa giao cho ngươi. Phong Phi Vân đem Phật Quang thu hồi lại, Phi Viện Công Chúa chợt khôi phục tự do, lần này nàng lại không vọng động xuất thủ với Phong Phi Vân nữa. Biết tu vi hiện tại của mình bị phong ấn, coi như là xuất thủ cũng không thể gây ra tổn thương gì cho tên bán yêu ghê tởm kia. Đã như vậy làm sao còn phải khổ mà tự đi rước lấy nhục. Còn có đan châu mà thánh tổ lưu lại. Phi Viện Công Chúa nói. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói. Không thể nào cho ngươi. Trong một viên hạt châu màu trắng kia dựng dục lực lượng của thánh hồn, uy lực thật sự quá lớn, thuộc về chiến bảo cấp bậc đại sát khí. Không thể nào trả lại cho Phi Viện Công Chúa. Thái độ của Phi Viện Công Chúa rất kiên quyết, nói. Thánh Tổ Đan Châu chính là thánh vật của Bạch Chu yêu tộc, nếu như không đem Thánh Tổ Đan Châu trả lại, ta tuyệt không rời đi. Ha ha, vậy thì thật tốt. Phong Phi Vân rất cao hứng nói. Nếu như Công Chúa Điện Hạ lưu lại, ta có thể coi là kiếm được một phần quân công rất lớn, không biết có thể đổi được bao nhiêu quân công, cạc cạc. Lông mày của Hiên Viên Nhất Nhất cao lại, biết được ý nghĩa mà Thánh Tổ Đan Châu đại biểu, cũng biết nguyên nhân mà Phi Viện Công Chúa kiên trì như vậy, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói. Đem Thánh Tổ Đan Châu trả lại cho nàng đi, ta SX lấy bảo vật cấp bậc như vậy trả cho ngươi. Phong Phi Vân nói. Ngươi điên rồi phải không, nàng là địch nhân của ngươi, muốn trăm phương ngàn kế đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi còn giúp nàng như vậy, ta biết ngươi tâm hướng thiên hạ. Nhưng mà ngươi tha cho nàng một mạng đã là ân đức cực lớn rồi, đem Thánh Tổ Đan Châu trả lại cho nàng, đó không phải là một chút tổn thất nàng cũng không có sao, sau này khẳng định càng thêm không sợ hãi, cho dù tu vi của ngươi cao tới đâu cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể bình an vô sự đi. Phong Phi Vân cũng muốn tức điên lên rồi, may mắn là chính mình không phải thật sự thích Hiên Viên Nhất Nhất, nếu như thật sự thích nàng chỉ sợ hắn đều sẽ điên lên mất. Phong Phi Vân cảm thấy giá trị của chính mình cùng giá trị của Hiên Viên Nhất Nhất cách nhau rất xa, hoặc là nói giá trị của Hiên Viên Nhất Nhất cùng với rất nhiều người đều cách nhau rất xa. Hiên Viên Nhất Nhất rất bình tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc ba động, đem cổ kiếm trên lưng tháo xuống đưa cho Phong Phi Vân, nói. Thanh cổ kiếm này từng là bội kiếm lúc còn trẻ của một vị thánh linh, mặc dù xa xa không được tính là thánh linh khí mãnh nhưng mà bên trên lại khắc xuống kinh lịch của vị thánh linh thành đạo kia. Đối với tu hành của tu sĩ có ích rất lớn, giá trị sẽ không thấp hơn so với Thánh Tổ Đan Châu. Phong Phi Vân đều muốn đờ đẫn rồi, trong lòng rất muốn hỏi một câu, chẳng lẽ đây chính là khác biệt giữa thánh nữ cùng người khác? Thành thật mà nói trong thân thể của Phong Phi Vân có thánh linh chi khí, uy lực không yếu hơn bao nhiêu so với lực lượng của thánh hồn, cũng không phải là rất cần một viên Thánh Tổ Đan Châu này, nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho việc hắn có thể đem bảo vật thu được lại trả cho địch nhân. Đây là chuyện mà người ngu mới có thể làm ra. Có một số lúc, thánh nhân khác với kẻ ngu, cũng là ở lúc thánh nhân làm chuyện điên rồi có thể giảng ra đạo lý, mà kẻ ngu lại không thể. Phong Phi Vân đem Thánh Tổ Đan Châu lấy ra, sau đó giao cho Hiên Viên Nhất Nhất, nói. Nếu như thánh nữ điện hạ muốn, đừng nói là một hạt châu, coi như là cái mạng này của ta cũng là có thể đưa cho ngươi. Hiên Viên Nhất Nhất nhìn Phong Phi Vân một cái thật sâu, nhận lấy Thánh Tổ Đan Châu. Than thở một tiếng, nói. Một đao cố nhiên có thể chém dụng địch nhân trước mắt, nhưng mà làm như vậy cũng không nhất định là đúng. Thanh cổ kiếm này ngươi liền thu lấy đi, nó theo ta tu hành 20 năm rồi, hẳn là có thể đền bù tổn thất cho ngươi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Mỗi người làm việc đều cho rằng là chính mình làm đúng, nếu ta không ngăn cản thánh nữ thả nàng, như vậy thánh nữ cũng không cần phải là vậy với ta. Nhân sinh trên đời, đường ở dưới chân, đường là chính mình đi. Người chạy cười người bò cười người chạy, kỳ thật người quỳ còn đang cười bọn họ,
Về phần thanh cổ kiếm này vẫn là quên đi, nếu như ta mang theo bội kiếm của thánh nữ đi ra ngoài chạy một vòng, bảo đảm sẽ chọc tới một đám người đuổi giết, đây cũng không phải là chuyện đùa, một viên thánh tổ đan châu này coi như là ta cho thánh nữ một cái nhân tình. Ta đây liền thiếu ngươi cái nhân tình này. Thiên Viên Nhất Nhất cũng không nói thêm gì nữa, đem cổ kiếm thu hồi, sau đó liền dẫn Phi Viện công chúa rời đi. Sau khi Hiên Viên Nhất Nhất rời đi, Phong Phi Vân cũng theo đó rời đi, bất quá bọn họ đi là hai phương hướng khác nhau. Phong Phi Vân đem cỗ cổ thi kia cùng mấy ngàn tôn thạch nhân khôi lỗi đều mang đi, mấy ngàn tôn thạch nhân khôi lỗi kia đều đặt ở trong giới linh thạch. Mà cỗ cổ thi kia thì dùng hắc bào bao phủ lại, trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành đen nhánh, liền đi ở phía sau Phong Phi Vân. Khi còn sống ngươi tên là Niếp Hải, như vậy hiện tại ta liền đặt cho ngươi một cái tên mới, tên là Hải Thần Vệ, ngươi có bằng lòng hay không? Phong Phi Vân mặc áo bào trắng, tuấn lãng tiêu sái hướng trung tâm của Cửu Nguyên Tiên Thành từng bước đi tới. Cỗ cổ thi kia mặc dù chỉ là một con khôi lỗi nhưng mà lại là nhất nguyên sinh mệnh thể, tự có một đạo linh hồn, có thể sinh ra suy nghĩ đơn giản, phát ra một tiếng thi khiếu coi như là chấp nhân Phong Phi Vân đặt cái tên này cho nó. Hải Thần Vệ. Trước khi Hải Thần Vệ chết chính là có tu vi vũ hóa đệ tam trọng, cho dù là thân sau khi chết, chiến lực mất đi hơn phân nửa, không bằng thời điểm còn sống, như cũng có thể so với hiền giả vũ hóa đệ nhị trọng, cũng chính là bởi vì tu vi của nó kinh khủng như thế cho nên mới có thể lấy sức một mình đem hơn 10 vị vũ hóa đệ nhất trọng giết lùi. Giống như những tu sĩ ở cảnh giới Niết Bàn đệ tứ trôn đã đột phá vũ hóa cảnh kia, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể đạt tới cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng, sau này liền không có khả năng lại đột phá nữa. Cho nên ở trong vũ hóa hiền giả, tu sĩ vũ hóa đệ nhất trọng chiếm số lượng 90%, có thể đạt đến hiền giả vũ hóa đệ nhị trọng đã ít lại càng ít, thuộc về phượng mao lân giác quý hiếm. Chiến lực của tu sĩ vũ hóa đệ nhất trọng cũng không giống nhau, có tu sĩ vũ hóa đệ nhất trọng, chiến lực cũng là ngang với những thiên chi kiêu tử Niết Bàn đệ lục trọng, đệ thất trọng, mà có tu sĩ vũ hóa đệ nhất trọng lại có thể lực địch siêu cấp bá chủ vũ hóa đệ tam trọng. Hết thảy những nguyên nhân này cũng là bởi vì Niết Bàn bao nhiêu lần mà quyết định, số lần Niết Bàn càng nhiều, đạt tới vũ hóa cảnh cũng là càng cường đại. Giống như những thiên chi kiêu tử Niết Bàn 6 lần, 7 lần kia, một khi đột phá đến vũ hóa cảnh liền trực tiếp đạt tới trình độ ngang hàng với bá chủ thế hệ trước, uy hiếp tứ phương, trực tiếp trở thành một đời chủ nhân mới của một phương đại thế lực. Hiện tại Phong Phi Vân mới chỉ Niết Bàn 5 lần mà thôi, hắn cũng đã nghĩ tới thử trùng kích vào vũ hóa cảnh. Xem một chút bán yêu có phải là không cách nào đạt tới vũ hóa cảnh hay không, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, Niết Bàn 5 lần thật sự quá thấp, xa xa không đạt tới cảnh giới mà hắn muốn. Ít nhất phải đợi sau khi Niết Bàn 7 lần mới sẽ xem xét trùng kích vũ hóa. Cách trung tâm của Cửu Nguyên Tiên Thành càng lúc càng gần, Phong Phi Vân cảm giác yêu ma chi huyết trong thân thể mình cũng càng lúc càng sôi trào, mà áp lực trên người cũng càng lúc càng khổng lồ. Cơ hồ là ngay cả di chuyển cước bộ cũng lộ ra vẻ rất khó khăn. 3. Chân của Phong Phi Vân giơ lên cũng có thể rõ ràng cảm giác được lực áp bách, một cước hạ xuống là có thể đem mặt đất dẫm vỡ ra, xuất hiện một đạo khe hở. Lúc này đừng nói là bay lên, coi như là đơn giản nhảy một cái đều sẽ rất khó khăn, da đầu tựa hồ cũng bị áp đến nứt ra, có thể duy trì đi lại bình thường đã lộ ra vẻ không dễ dàng rồi. Một khối vẫn thạch thật to. Mao Ô Quy lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, liền đứng ở trên vai của Phong Phi Vân hướng nơi xa nhìn tới, thấy một khối vẫn thạch huyền phù ở không trung. Vẫn thạch này phảng phất trầm ở giữa biển mây, phải dài đến mấy ngàn thước, không có chút quy tắc nào, đang chuyển động chậm rãi trên hư không, phát ra thanh âm ong ong. Đây là một khối vẫn thạch hoàn toàn do vẫn thiên linh thạch tạo thành, khổng lồ đến quá phận, lực áp chế có thể phát huy ra cũng cực lớn. Không biết có bao nhiêu lần trọng lực từ trên vẫn thạch bộc phát ra, phàm là có tu sĩ đến gần vẫn thạch đều sẽ bị cỗ lực lượng kia bóp nát, xương cũng muốn hóa thành phấn vụn. Phong Phi Vân cách khối vẫn thiên linh thạch kia còn có 6, 7 dặm, nhưng mà lại cảm giác được trọng lực trên người đã ép tới hắn thở không nổi, mỗi khi bước ra một bước, trọng lực trên người đều gia tăng trên biên độ lớn. Căn bản không thể nào có người có thể tới gần khối vẫn thạch kia. Mao Ô Quy muốn thử trọng lực kia đến cùng mạnh như thế nào, đem một thanh ngũ phẩm linh khí ném tới, nhưng mà thanh ngũ phẩm linh khí này vừa mới bay đến địa phương cách vẫn thạch vài trăm thước liền bạo liệt ra. Ngay cả linh khí cũng không chịu nổi cỗ lực lượng kia bóp nát. Phụ cận còn có cường giả khác.
Phong Phi Vân thấy được một lão nhân đầu đội kim quan từ trong bóng tối đi ra, lão giả này ăn mặc hết sức cao quý, áo bào trên người chính là từ một loại gia thú tế luyện thành, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm, thắt lưng ngang hông hiện ra mặc lục sắc, phát ra từng tia tinh mang, chính là Thánh Điền Ngọc trong truyền thuyết. Lão nhân này vẻn vẹn chỉ là nhìn qua Phong Phi Vân một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, từng bước hướng về khối vẫn thạch kia đi tới. Bộ pháp của lão rất kỳ dị, không giống như là đang hành tẩu ở trong thế giới hiện thực, thân thể thỉnh thoảng trôi sang bên trái, thỉnh thoảng di động sang phải, một lần di động lớn nhất đạt đến vài chục trượng. Tu vi của lão gia hỏa này tương đối khó lường, hắn đây là đang tìm đến nhược điểm ở trong không gian, đi ở trong khe hở không gian, muốn lấy phương thức này đến gần khối vẫn thạch kia. Mao Ô Quy nấp ở trong vạt áo của Phong Phi Vân, lộ ra một cái đầu nhỏ. Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết lão giả này là một vị cường giả, tuyệt đối so với những vũ hóa hiền giả mà hắn vừa gặp phải kia thì cường đại hơn nhiều, không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Phong Phi Vân lại thấy được người thứ hai, đây là một tăng nhân khoác đại hồng bào, trên đầu mọc ra từng sợi tóc mỏng, trên cằm giữ lại râu mép, mà râu lại tương đối dài, đã kéo tới vị trí bả vai. Lão tăng này một tay nắm một thanh kim sắc thiền trượng, một tay nắm một chuỗi hạt châu, sải bước đi tới như lưu tinh, đến bên người Phong Phi Vân, khẽ dừng bước lại, khom người xá một cái. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, nơi này không phải là chỗ ở lâu, vẫn là mau mau rời đi đi. Nói xong lời này lão liền tiếp tục hướng về khối vẫn thạch kia đi tới, như cũ sải bước lưu tinh, không có thả chậm cước bộ, lộ ra vẻ hết sức thoải mái, giống như căn bản không bị vẫn thiên linh thạch áp chế. Nhưng mà lão đi rộng, Phong Phi Vân lại phát hiện lão đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ hoa mắt? Lão lừa ngốc này cũng là một gia hỏa không chọc nổi, đoán chừng đến từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu, đã tu luyện tới cảnh giới đại tự tại, thân thể đi ở trong đại tự tại hư không cảnh, muốn đi đường tắt hư không tới gần khối vẫn thạch kia. Đại tự tại hư không cảnh là một địa phương được ghi lại ở trong Phật môn cổ kinh, truyền thuyết là ở giữa thế giới chân thực cùng thế giới hư huyễn. Chỉ có Phật tu đạt tới cảnh giới đại tự tại mới có thể cảm nhận được tồn tại của thế giới kia. Phong Phi Vân không tùy tiện đi lên, dù sao cường giả đi đến thật sự không ít, từng người đều là hiền giả của thế hệ trước, không phải là hắn hiện tại có thể chống lại. Xem ra gì chỉ cửu huyên tiên thành mở ra, tác động đến tâm tư của rất nhiều cường giả, nơi này rốt cuộc cất giấu bí ẩn gì. Ông ông! Trên khối vẫn thạch kia truyền ra một đoàn thanh sắc quang mang hết sức chói mắt. Không thấy rõ là vật gì rạng sáng lên nhưng mà quang mang kia lại đặc biệt cường thịnh, đem rất nhiều cường giả đi tới phiến địa vực này đều bước lui. Oanh! Lão nhân đầu đội kim quan, thắt lưng đeo thánh điền ngọc kia bị cỗ thanh sắc quang mang này đánh lui, bộ ngực có một lỗ máu khổng lồ, thân thể già nua bị ném về phía sau. Chứ! Vị lão giả này phun ra một chữ đó, lỗ thủng nơi ngực liền khép lại bằng mắt thường có thể thấy được, một khối ngọc bích lớn nhỏ bằng chậu nước xuất hiện ở trong tay của lão. Bộc phát ra quang mang mờ mịt đen tối, muốn dùng một khối thần thuẫn này đem lực lượng của thanh sắc quang mang ngăn cản. Nhưng mà lão vẫn như cũ không ngừng lùi về phía sau, không thể đi tới gần khối vẫn thạch kia. Thình thịch, hư không phá toái, xé ra từng đạo liệt văn. Đại tự tại hư không cảnh tan vỡ rồi. Một lão giả mặc đại hồng bào kia từ bên trong bay ra ngoài, Phật châu nơi tay bay ra xếp thành một vòng tròn, tật tốc chuyển động ở phái trước thân thể. Phật châu phát ra từng cái Phật âm giống như lôi đình đem lực lượng của thanh sắc quang mang ngăn cản. Thân thể của lão tăng cũng đang lùi về phía sau, bị một cỗ lực lượng kia đẩy trở về. Lực lượng của một đạo thanh sắc quang mang này thực sự quá cường thịnh, phàm là những cường giả kia xông vào gần vẫn thạch đều bị ép ra ngoài, liên tục lùi trở về, hiền giả có tu vi yếu một chút tức thời bị đánh chết, hóa thành một mảnh huyết vụ. May mà linh giác của Phong Phi Vân cường đại. Trước đó đã bay ngược lại, thối lui ra bên ngoài 10 dặm. Như mà Phong Phi Vân như cũng bị một cỗ thanh sắc quang hoa kia bắn lên trên người, bạch bào trên người bị oanh đến rách nát, da thịt nám đen một mảng lớn, đang bốc lên khói xanh. Đây còn là nhục thân của hắn cường hoành cho nên mới vẻn vẹn chỉ là bị một chút vết thương nhẹ như thế, nếu như đổi lại là người khác sợ rằng thân thể đều bị đốt đến bốc hơi rồi. Bởi vậy có thể thấy được những cường giả kia cách vẫn thạch rất gần sẽ thừa nhận lực lượng mạnh như thế nào. Bị một đạo thanh sắc quang hoa đánh vào, yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân hoàn toàn sôi trào, hai mắt trở nên đỏ bừng, trên cánh tay xuất hiện từng khối lân phiến, bàn tay đều muốn hóa thành móng vuốt,
trên trán xuất hiện hai cục nhô lên, tựa hồ muốn giải ra thành hai cái sừng. Khí huyết thân thể của Phong Phi Vân hỗn loạn, ngay cả kim tàm Phật khí đều không cách nào đem yêu ma chi huyết áp chế xuống, mỗi một giọt huyết dịch đều giống như biến thành một đầu thần long gần thét ở trong thân thể của hắn. Phong Phi Vân vội vàng ngồi xuống, toàn lực chấn áp yêu ma chi huyết, nhưng mà càng là áp chế, yêu ma chi huyết lại trở nên càng thêm nóng nảy, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn nổ tung. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, hai tay hai chân đều muốn lột xác thành chảo, lân phiến trên người càng ngày càng nhiều, giống như muốn hóa hình thành một đầu thái cổ thần long. Long lân phượng bì y. Phong Phi Vân cảm giác trạng thái của chính mình càng lúc càng kém, một khi thật sự hóa hình tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, sợ rằng sẽ biến thành một đầu nghiệt long đánh mất chính mình, đây là chuyện tương đối đáng sợ, cùng tử vong không khác gì nhau. Một kiện chiến y mặc ở trên người của hắn. Kiện chiến y này chính là do năm kiện thần y dung hợp mà thành, cửu mũ long bào, cư cửu quái bào, nạp lan Phật y, ẩn tàm sa la, hồng long hỏa thường. Đồng thời cũng hội tụ bốn loại lực lượng. Lực lượng của Long, lực lượng của Đạo, lực lượng của Phật, lực lượng của Phượng. Phong Phi Vân một mực cảm thấy một kiện chiến y này nhất định là do nhiều vị cường giả liên thủ tế luyện ra, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một bộ y phục. Quả nhiên sau khi mặc vào Long Lân Phượng Bì Y, yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân liền dần dần bình tĩnh trở lại, lại biến thành hình người, áo bào trên người đều bị phá nát. Phong Phi Vân thở ra một hơi thật dài. Mẫu thân đem một kiện chiến y này để lại cho ta, khẳng định cũng là đã dự phòng sẽ phát sinh ra tình huống như mới vừa rồi, có thể dùng chiến y áp chế yêu ma chi huyết để tránh phát sinh bất trắc. Trong lòng Phong Phi Vân suy đoán như vậy, có thể sử dụng loại tài liệu như long lân, phượng bì, ẩn tàm ti để tế luyện ra một bộ y phục, như vậy người tham dự tế luyện bộ y phục này khẳng định không phải là nhân vật bình thường, rốt cuộc là một tôn Phật nào, hay là vị đạo nào. Phong Phi Vân cảm thấy nghi vấn lưu lại cho mình còn khá nhiều. Thanh mang trên khối vẫn thạch kia lại là thứ gì? Vì sao sau khi bị đạo thanh mang kia kích thích, yêu ma chi huyết liền hoàn toàn sôi trào? Xem ra một mực dẫn động yêu ma chi huyết trong thân thể ta chính là đạo thanh mang kia, đến cùng là thứ gì đây? Kháo, cái mông của ta, cái mông của ta. Một lão khiếu hoa từ phương hướng của vẫn thạch chạy nhanh mà đến, tay cầm một cái gậy. Trên gậy phủ lấy một cái túi vải rách. Trên mông của lão khiếu hoa đang bốc khói, có một đoàn thanh sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, một bên vỗ vào hỏa diễm trên đó, giống như đang chạy tới. Này, người kia, mau tới giúp mỗ ra đánh vào mông. Lão khiếu hoa đang khóc như quỷ, bị đốt tới đủ đau, thịt đều nhanh bị đốt chín rồi. Phong Phi Vân cảm thấy thanh âm của lão khiếu hoa này rất quen thuộc, nhìn kỹ, đây không phải là mỗ ra của Tất Chữ Xuất thì còn là ai? Phong Phi Vân vội vàng đi tới, đánh ra từng đạo hàn khí giúp Tất Mỗ Gia đem ngọn lửa trên mông dập tắt. Xì! Tất Mỗ Gia trực tiếp ngã trên mặt đất, thân còn đang không ngừng bốc khói, thở ra một hơi thật dài. Thoải mái, quá sung sướng, cảm ơn a, tiểu tử, ngươi khá lắm. Sau một hồi lâu, Tất Mỗ Gia phát hiện đối phương như cũ còn đang đứng ở trước mặt, lúc này mới mở mắt ra đem tên tiểu tử này nhìn rõ, nói thầm một câu. Thoạt nhìn có chút quen mắt. Hắn rụi rụi con ngươi nhìn lại, lúc này mới nhận ra được Phong Phi Vân, nói. Đây không phải là tiểu quỷ kia của bán yêu minh sao? Đã không còn nhỏ rồi. Phong Phi Vân cười cười nói. Tất Mỗ Gia ngồi dậy, chợt kêu to một cái, trên mông truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, vội vàng lăn một vòng trên mặt đất, sau đó đứng dậy, sửa sang lại y quan tràn đầy vết phá, tận lực hiện ra bộ dáng tiền bối cao nhân. Phong Phi Vân cười nói. Tiền bối, tựa hồ gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Tất Mỗ Gia lắc đầu, nói. Chỉ là cái mông bị thiêu cháy mất một mảnh da, không quan trọng, không quan trọng. Ngược lại là nhìn thấy bảo vật không lấy được vào tay, thực sự là khiến người đau đớn. Thần sắc của Phong Phi Vân vừa động, nói. Không biết trên vẫn thạch kia có bảo vật gì. Ánh mắt của Tất Mỗ Gia chợt toát ra quang mang sáng chó, nói. Hẳn là kiện đồ vật kia trong truyền thuyết, đồn rằng sứ giả của Long tộc cũng muốn lấy được, chỉ tiếc trong thiên hạ không có người nào có thể đến gần khối vẫn thạch này, hơn nữa cũng không có người nào có thể đánh bại đầu chân Long kia. Chân Long? Phong Phi Vân nói. Đầu chân Long kia không phải đã chết mấy vạn năm rồi sao? Tất Mỗ Gia Vân vê tròm râu trắng, bí hiểm mà nói.
Đó là một vị cường giả của Long tộc, cho dù là chết rồi, long hồn cũng bất diệt, bất luận kẻ nào tới gần Vẫn Thạch đều sẽ gặp phải công kích của nó. Mấy ngày qua đã có hơn 10 vị vũ hóa hiền giả chết ở chỗ này, một người tu vi cường đại nhất chính là một trong ba vị lão tổ của Cửu Tiêu Tiên Thành, bị một đầu long thi kia tát một cái phách thành bùn nhão. Mới vừa rồi Phong Phi Vân liền thấy được lực lượng của đạo thanh sắc quang hoa kia đem hai vị vũ hóa hiền giả đều bắn giết, hơn nữa thanh sắc quang hoa còn không phải là lực lượng của long thi. Lúc này đã không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, cả đám đều thối lui đến bên ngoài cách Vẫn Thạch năm dặm, ngay cả lão nhân đầu đội kim quan cùng với tăng nhân thân mặc áo bào xích hồng sắc kia đều không ngoại lệ. Hai người kia là ai? Phong Phi Vân hỏi. Hai mắt của Tất Mỗ ra sáng quắc. Lông mày nhấc lên, nói. Lão gia hỏa đầu đội kim quan, thắt lưng mang ngọc đái kia chính là tổ thúc của cảnh chủ Hoàn Thiên Cảnh, ở Hoàn Thiên Cảnh dẫm chân một cái là có thể để cho mặt đất chấn động. Lão lừa ngốc mặc áo bào hồng sắc kia hẳn là tới từ một tòa thái cổ thánh Phật miếu. Tất Mỗ gia thấp giọng mà nói. Hai lão lang đầu này đều không dễ trêu chọc. Ở thời điểm Tất Mỗ gia nói ra tên bọn họ, lão nhân đầu đội kim quan cùng hòa thượng thân mặc đại hồng bào kia đồng thời xoay người, hướng bên này liếc mắt một cái, hiển nhiên là thần thức của bọn họ cảm ứng được có người đang ở sau lưng nói ra danh húy của bọn họ. Tất Mỗ gia vội vàng câm miệng, nhanh chóng xoay người, dùng cái mông đối mặt với hai người này, tựa hồ là không muốn để cho hai người này thấy mặt của hắn. Kháo, lão hàng này cùng Tất Chữ Xuất như Nahu đều là tay chân không sạch sẽ. Khẳng định từng tại cảnh phủ chủ của Hoàn Thiên Cảnh và Thái Cổ Thánh Phật miếu trộm đồ vật. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy, cảm thấy Tất Mỗ gia nhất định là có tật giật mình. Lão giả đầu đội kim quan cùng với tăng nhân mặc đại hồng bào kia rất nhanh liền quay đầu lại, nhìn khối Vẫn Tạc hỗn độn mờ mịt khổng lồ kia. Khụ khụ. Một trận âm phong thổi qua, một lão ẩu thân thể còng xuống, chống một cây quải trượng hướng bên này di tới, một bàn tay khô héo che lấy miệng. Phát ra tiếng ho khan giả nua. Nàng đi nhanh tới đây, tóc tai bù xù, giống như là một lão quỷ mới từ địa ngục bò ra. Mẹ nó, lại là lão ẩu này. Sau khi Phong Phi Vân nhìn thấy lão ẩu này liền vội vàng trốn vào một tòa phế tích tan hoang. Một tòa phế tích này đã tương đối tàn phá, chỉ còn một chút vách tường cùng mái ngói bị vỡ, chỉ là độ dày của bức tường đã mấy chục thước, có thể tưởng tượng được nơi này từng đã phồn hoa và to lớn như thế nào. Lão ẩu này chính là lão thái bà lừa bịp kia mà Phong Phi Vân gặp được trên chiến trường vạn tộc, tuyệt đối không phải là kẻ hiền lành. Mẹ ơi, là nàng, là nàng. Tất Mỗ gia cũng ẩn nấp qua, đặt mông đem Phong Phi Vân đẩy ra, trốn đến phế tích. Phong Phi Vân có chút kinh ngạc, nói. Mỗ gia, người biết nàng. Có thể đem Tất Mỗ gia hù dọa thành như vậy, lão thái bà này xem ra địa vị thật không nhỏ. Ánh mắt của Tất Mỗ gia híp lại thành một đạo khe hở, kinh ngạc nói. Người cũng biết nàng. Phong Phi Vân gật đầu, chua xót nói. Coi như là biết đi. Vậy người có thiếu tiền của nàng không? Tất Mỗ gia nói. Phong Phi Vân càng thêm chua xót nói. Ngược lại là có, vốn là chỉ thiếu 480 vạn khối linh thạch, sau đó liền tăng lên 4 ước 8.000 vạn khối linh thạch. Người viết phiếu nợ rồi. Phong Phi Vân gật đầu. Đó là chuyện bao lâu rồi? Tất Mỗ gia nói. Phong Phi Vân nói. Hẳn là hơn 1 năm rồi. Tất Mỗ gia thở dài một tiếng nói. Hiện tại số lượng trên phiếu nợ sợ rằng đã tăng lên tới 48 ức khối linh thạch rồi. Phong Phi Vân nói. Mỗ gia, chẳng lẽ ngươi cũng thiếu tiền nàng? Sắc mặt của Tất Mỗ gia so sánh với Phong Phi Vân còn phải khổ sở hơn, khuôn mặt già nua nhăn thành một đoàn, gật đầu nói. Ta thiếu còn nhiều hơn so với ngươi. Phong Phi Vân im lặng, khó trách Tất Mỗ gia muốn nấp lão ẩu này, thì ra cùng là người trốn nợ thiên nhai. Phong Phi Vân đề nghị. Nếu không chúng ta liên thủ đem nàng giết chết. Thân thể của Tất Mỗ gia run lên, nói. Ngàn vạn lần đừng, tu vi của lão thái bà này so sánh với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn dọa người hơn, hơn nữa lòng dạ độc ác, rắn rết, nếu như rơi vào trong tay nàng so với chết còn phải khó chịu hơn. Tất Mỗ gia kiêng kỵ nàng như vậy, chẳng lẽ đã bị nàng ngược đãi rồi? Nàng rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân có chút ngạc nhiên rồi. Tất Mỗ gia ngay cả Cửu Tiêu Tiên Thành cũng dám trộm, tuyệt đối không phải là một người nhát gan sợ phiền phức, nhưng mà lại sợ hãi lão ẩu này như vậy, để cho Phong Phi Vân càng lúc càng tò mò. Tất Mỗ gia nhỏ giọng mà nói.
tên thật của nàng, vẫn là không nói, bất quá những người trong tà đạo đều gọi nàng là thần thấp bà, chính là một trong hai vị cảnh chủ của thần ma cảnh, thần thấp bà, ma sư công. Thần thấp bà cùng ma sư công chẳng lẽ là một đôi vợ chồng? Phong Phi Vân cười nói. Im, im, chớ nói lung tung, là một đôi cha con, thần thấp bà chính là nữ nhi của ma sư công, hiện tại chuyện lớn nhỏ của thần ma cảnh đều là thần thấp bà định đoạt. Về phần ma sư công đã bế quan trên vạn năm, chính là một trong ba đại ma đầu của đệ lục trung ương vương triều tà đạo, chiếm lấy một cảnh, thành lập thần ma lãnh địa, không người nào dám chinh phạt. Trong lòng Phong Phi Vân kinh ngạc nói. Chẳng lẽ thần thấp bà này không lập gia đình? Ách, cũng đúng, lớn lên như vậy không ai thèm lấy cũng rất bình thường. Im đi đại gia ngươi, lúc còn trẻ thần thấp bà nhưng là đệ nhất mỹ nhân của đệ lục trung ương vương triều. Người theo đuổi nàng nhưng là từ Vân Trung đảo đến Phủ Thiên Hà, người không biết năm đó lúc thần ma cảnh chọn rể, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt nghe thấy mà đến, chỉ vì nhìn thấy nàng một lần, khi đó. Thật là làm cho người ta hoài niệm. Trên khuôn mặt của Tất Mỗ Gia tràn đầy thần sắc hồi ức, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng giãn ra không ít. Phong Phi Vân nhìn lão ẩu lưng còng kia một chút, sau đó lại nghĩ đến lời nói của Tất Mỗ Gia. Thật sự rất khó đem lão ẩu này liên hệ với đệ nhất mỹ nữ của đệ lục trung ương vương triều, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Từ cổ hồng nhan bi thương mà bạc tóc, nửa đời phong hoa, nửa đời sa đà. Cho dù nữ tử có đẹp đi nữa cũng sẽ có một ngày già yếu xấu xí, cho dù thân thể có trẻ tuổi cũng sẽ dần dần còng xuống, bị ghét bỏ, cho dù tóc có dài đen nhánh cũng sẽ biến thành đầu bạc thưa thớt. Khi già nua, lưng còng, tóc trắng đến. Luôn là làm cho người ta hoài niệm những thứ đã từng tốt đẹp kia, khi đó ống tay áo vỗ triệu, quần áo nửa mở, lưu lại diễm danh bốn phương, thiên tài tuấn kiệt tranh giành đi đến, một khúc lụa đỏ không tính toán được. Sau mấy năm lại đều thành hồi ức. Tất Mỗ Gia cảm khái mà nói. Người trẻ tuổi, tuy nói trên con đường tiên đạo nhiều bạc tình, hồng nhan như mây khói, trường sinh là đại đạo, nhưng mà có nhiều thứ vẫn là phải quý trọng, các người đợi được, nữ tử có đợi được không? Thời điểm khi nàng già nua sợ là cho dù vẫn thích ngươi nhưng lại sẽ trốn tránh ngươi. Trong lòng Phong Phi Vân chấn động, trong đầu nghĩ tới bộ dáng ảm đạm của Đông Phương Kính Nguyệt lúc rời đi, chính mình đối với nàng có phải là quá bạc rồi hay không? Lại nghĩ tới Nam Cung Hồng Nhan, nữ tử kia sợ nhất là tóc bạc, hương tiêu ngọc vẫn trong liệt hỏa hừng hực, hóa thành cho bụi. Có lẽ, tiền bối nói đúng. Ánh mắt của Phong Phi Vân trở nên thê lương. Cảm giác mình tựa hồ không rộng rãi như trong tưởng tượng. Khụ khụ, ánh mắt của lão ẩu kia vẫn đục, dựa vào một cây quải trượng, đương 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 hướng phương hướng vẫn thạch đi tới, bộ bào trên người bị thổi bay phất phới, tóc trắng theo gió mà bay. Những cường giả kia đều chú ý tới lão ẩu này đi tới, trong đó có một số người khẽ thối lui, không muốn ở quá gần lão ẩu này, cảm thấy đây là một tồn tại không dễ chọc. Khụ khụ, các ngươi làm sao đều đứng ở chỗ này? Khụ khụ, trên vẫn thạch kia có bảo vật, sau khi lấy được có thể thành đại đạo. Lão ẩu mang trên mặt nụ cười, ngẩng đầu nhìn những cường giả này một chút, sau đó lại cúi đầu hướng phương hướng vẫn thạch đi tới. Gì, thứ tốt. Lão ẩu đi tới vị trí cách vẫn thạch vài trăm thước, cúi người xuống ở trong bùn đất lấy ra một khối long lân cự đại, sợ rằng phải lớn chừng cái gầu nước, trên đó đều hiện lên thanh quang, dày chừng một bàn tay. Đây là lân phiến của chân long. Đủ để tế luyện thành một bộ long lân bảo giáp, lực phòng ngự tuyệt đối mạnh hơn so với vũ hóa khải giáp. Trong mắt rất nhiều cường giả đều lộ ra vẻ tham lam, đây chính là một khối lân phiến của chân long, giá trị không tầm thường, làm cho người ta thèm thuồng. Tất Mỗ Gia nhíu mày, thấp giọng mà nói. Nàng lại chuẩn bị muốn lừa người rồi. Hai lão giả mặc thanh sắc đạo bào hướng lão ẩu đi tới, hai đạo bào lão giả này đều hạc phát hồng nhan, tiên phong đạo cốt. Một lão đạo dòng đó ngẩng đầu ưỡn ngực, khí độ phi phàm, trong đôi mắt hàm chứa hai đạo hắc sắc linh mang, trong tay nắm một cây thanh sắc ngọc phất trần, nói. Thật xin lỗi, một phiến long lân này chính là lúc trước bần đạo từ trên người Nghiệt Long đánh xuống, hẳn là bảo vật thuộc về bần đạo. Lão ẩu còn đang vuốt ve long lân, trên mặt mang theo thần sắc vui mừng, chợt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão đạo này một cái, nói. Thiên tài địa bảo, người có đức liền được. Làm việc còn phải có trước có sau. Một lão đạo khác lắc đầu cười nói. Không đúng, không đúng, đến trước hay sau cũng hẳn là do chúng ta đánh hạ Long Lân, cho nên Long Lân hẳn là thuộc về chúng ta. Lão ẩu khom người,
khuôn mặt đều muốn gục sát trên mặt đất, cười nói. Nói như vậy là các ngươi muốn cướp. Không, không, thiên tài địa bảo, người có đức mới có được, người có đức hạnh cao thâm dĩ nhiên là có thể có. Một lão đạo tay nắm ngọc phất trần, vuốt chòm râu, cười nói. Vô lượng thiên tôn, ta là thanh tùng hiền giả của đại danh quan, tin tưởng các hạ nhất định đã nghe nói qua đi. Trong lòng thanh tùng hiền giả cùng thanh huyền hiền giả đều đang cười lạnh, đây nhưng là chân long lân phiến, há lại tùy tiện một lão thái bà cũng có thể lấy đi, vậy thì thật là chê cười, lấy danh hiệu của đại danh quan ở hoàn thiên cảnh còn không đem nàng hù dọa cho sợ mà ngoan ngoãn đem long lân giao ra. Đại danh quan nhưng là thế lực trung cổ đạo quan bài danh trước năm trong hoàn thiên cảnh. Truyền thừa cực kỳ xa xưa, ở hoàn thiên cảnh cũng chỉ có cửu tiêu tiên thành cùng cảnh chủ phủ mới áp chế được bọn họ. Nguyên lai là hai vị hiền giả của đại danh quan, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Trên mặt lão ẩu lộ ra vẻ cười lạnh, gật đầu nói. Các ngươi đã muốn một khối long lân này, vậy lão thân liền cho các ngươi, bất quá các ngươi phải đáp ứng lão thân một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thanh tùng hiền giả nhíu mày. Trong lòng rất không nguyện ý nói điều kiện với lão ẩu này. Lão ẩu ho khan hai tiếng, nói. Đi mở đường cho lão thân, đem bảo vật trên vẫn thạch lấy cho ta, ta sẽ đem khối long lân này cho các ngươi. Để chúng ta đi mở đường cho ngươi, điệu bộ của ngươi thật lớn. Thanh huyền hiền giả giận dữ, cảm thấy lão ẩu này là đang đùa bỡn bọn họ. Khụ khụ, lão ẩu nói. Các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi, bất quá. Đó chính là một cái tử lộ, lão thân vẫn là khuyên các ngươi đi thì tốt hơn một chút, dù sao tính mạng chỉ có một lần, đừng cầm nó ra nói giỡn a. Thanh tùng hiền giả cùng thanh huyền hiền giả đều cười lạnh không thôi. Ngươi đã muốn tìm chết, vậy bần đạo sẽ thành toàn cho ngươi. Hai ngón tay của thanh huyền hiền giả kết thành ấn quyết, đầu ngón tay hiện ra một thanh thanh sắc cổ kiếm bổ ra kéo theo một cái hình cung. Lão ẩu đứng yên không nhúc nhích, chỉ là thở dài lắc đầu. Ngón tay già nua hướng thanh huyền hiền giả chỉ một cái, một viên hồng thạch ấn bay ra ngoài, hồng thạch ấn này lớn nhỏ chừng cái bàn, phía trên quấn quanh xà hồn của từng đầu linh xà, có chừng 180 đầu linh xà xà hồn. Thình thịch, hồng thạch ấn xoay tròn đem cổ kiếm của thanh huyền hiền giả đánh văng ra ngoài, đem nó chấn áp ở phía dưới. Từng đầu linh xà xà hồn đỏ ngầu ở trên người thanh huyền hiền giả ba động, có quấn quanh ở trên cổ của lão, có di chuyển vào trong đạo bào của lão. Có bỏ tới trên mặt của lão, tựa như đều đang còn sống. Thanh huyền hiền giả bị dọa đến không dám nhúc nhích, cả người đều đang run rẩy, nói. Bách xà ấn, ngươi là thần thấp bà. Ở sau khi biết được thân phận của lão ẩu này, tâm muốn khóc của thanh huyền hiền giả đều đã có. Trời ạ, làm sao vận khí đen đủi như vậy, gặp phải nàng, xong rồi. Thanh tùng hiền giả cũng bị hù sợ, vội vàng hướng phía sau chạy trốn. Nhưng mà lại phát hiện lão ẩu kia đã đứng ở phía sau hắn, đem hắn dọa sự đến thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, cả người đều trở nên lạnh như băng, run rẩy chắp tay nói. Thanh tùng ra mắt thần thấp bà. Cách đó không xa những cường giả kia đều trong lòng rung động, không nghĩ tới nhân vật như thần thấp bà thế nhưng đuổi đến, rất nhiều người đều đã có thôi ý, đối với thần ma cảnh có sợ hãi rất sâu. Lão ẩu chỉ là đứng ở nơi đó nhẹ nhàng ho khan, nói. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên còn nhận ra lão bà tử. Thanh tùng vẻ mặt đau khổ, nói. Mới vừa rồi đều là tiểu nhân ánh mắt phụng về, mắt đều mọc lên trên thân chó rồi, kính xin bà đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, bỏ qua cho hai người chúng ta đi. Lão bà tử đáng sợ như vậy sao? Lão ẩu từ từ mà nói. Các ngươi chớ khẩn trương, bà sẽ không ăn thịt người. Đúng vậy, đúng vậy. Thân thể của thanh tùng phát run. Cảm giác trái tim đều muốn từ trong thân thể nhảy ra. Lão ẩu từ trong ngực lấy ra hai tấm hắc sắc phù lục, đều giống như dùng lá sắt viết thành, chữ phía trên rất bá đạo, mặc dù chỉ là bạo lộ ở trong không khí đều đã phát ra từng đạo lôi đình điện quang. Đây là hai tấm vũ ngự phù lục, liền tặng cho hai người các ngươi, coi như là lễ ra mắt. Trong lòng thanh tùng hiền giả mừng rỡ, hắn nhưng là nghe qua đại danh của vũ ngự phù lục. Đây là một trong những loại phù lục đứng đầu nhất của thần ma cảnh, coi như là công kích của đại hiền giả đều chưa hẳn có thể đem vũ ngự phù lục đánh ra, có thể nói nắm giữ một tấm vũ ngự phù lục này, như vậy người ở hoàn thiên cảnh có thể giết hắn liền không có mấy rồi. Thanh tùng hiền giả vui quá mà khóc, không ngừng khom người tạ ơn, nói. Đa tạ bà ban thưởng phù lục, đa tạ bà.
Lão ẩu khoát khoát tay, Tường Hòa mà cười nói. Đừng vội, đừng vội, các ngươi đem vũ ngự phù lục dán lên trên đầu, giúp bà đem bảo vật trên vẫn thạch thu hồi, sau đó lại tạ ơn cũng không muộn. Khuôn mặt của Thanh Tùng Hiền giả bá một tiếng liền trở nên vô cùng tái nhợt, run rẩy mà nói. Cái này, bà, là đang nói đùa sao, đó chính là vẫn thạch do vẫn thiên linh thạch hội tụ mà thành, lấy tu vi hèn mọn của hai người chúng ta căn bản không thể nào lên tới trên vẫn thạch, huống chi còn có một đầu nghiệt long thủ hộ. Giờ phút này Thanh Tùng Hiền giả đã không cười được nữa, nắm hai tấm vũ ngự phù lục trong tay cũng giống như nắm hai khối than đỏ, muốn ném xuống lại không dám ném. Ngươi thấy ta giống như đang nói đùa sao? Sắc mặt của lão ẩu trở nên rất lạnh lùng, đem quải trượng trong tay nện xuống mặt đất, nhất thời đánh ra một vết nứt khổng lồ trên mặt đất. Trên trán của Thanh Tùng Hiền giả đổ mồ hôi lạnh, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết thì không nên ham long lân, chọc tới vị sát tinh này, đây là khổ như thế nào chứ? Trong lòng Thanh Tùng Hiền giả sinh ra lạnh lẽo, nhìn vũ ngự phù lục trong tay một chút. Đi lên vẫn thạch đoạt bảo tuyệt đối là một cái tử lộ, nếu như là một cái tử lộ còn không bằng liều mạng, ta có vũ ngự phù lục nơi tay chưa chắc không thể đánh một trận với lão thái bà này. Lão ẩu cười lạnh nói. Lão thân khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ quá khích khác, nếu không cũng không đơn giản chỉ là chết như vậy, trên đời này chuyện so với chết còn thống khổ hơn thật sự có rất nhiều, trùng hợp lão thân cũng biết mấy thứ. Thanh Tùng Hiền giả bị ánh mắt của lão ẩu nhìn đến trong lòng phát rét. Đây nhưng là thần thấp bà A, là chủ nhân hiện tại của thần ma cảnh, đắc tội nàng sợ rằng cả đại danh quan đều sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Thanh Tùng Hiền giả cuối cùng là vẫn không có liều mạng, run rẩy đem vũ ngự phù dán lên đỉnh đầu, sau đó cùng Thanh Huyền Hiền giả chậm rãi hướng phương hướng vẫn thạch đi tới, thân thể không ngừng phát rét, một đôi chân cũng đang không ngừng run lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì có vũ ngự phù lục gia trì, ngăn cản được áp lực của vẫn thạch, bọn họ đi đến càng gần, chạy tới bên trong trăm thước cách vẫn thạch. Tất cả mọi người đem tâm nhấc lên đến cổ họng rồi, thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm vào phương hướng vẫn thạch. Đúng lúc này một cái long vĩ tựa như là sơn lĩnh oanh kích ra, mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt huy hoàng trực tiếp đem Thanh Tùng Hiền giả cùng Thanh Huyền Hiền giả đánh thành hai luồng huyết phụ, ngay cả hai tấm vũ ngự phù lục cũng bị đánh nát. Oanh long long, cả thiên địa đều đang run rẩy. Trên mặt đất nứt ra một vết rách khổng lồ, tựa hồ là đem chọn cái Cửu Nguyên Tiên Thành đều phân liệt thành hai nửa. Sắc mặt của lão ẩu cũng khẽ biến đổi, thân thể già nua lui nhanh, hóa thành một đạo hôi sắc quang ảnh chạy trốn ra bên ngoài mấy dặm. Hào! Một cái đầu rồng khổng lồ hiện ra, vẻn vẹn chỉ là hai cái long giác liền đã giống như hai ngọn núi cao, một đôi long mục lại càng giống như hai cái đầm nước, đỉnh đầu che khuất nửa bầu trời, có bộ phận còn ẩn vào trong mây, tương đối kinh người. Một tiếng trường khiếu đem rất nhiều người chấn đến hộc máu, thân thể bay ngang ra ngoài. Cả không gian đều biến thành hỗn loạn, một đầu long thi trở nên rất là cuồng bạo, không ngừng giống giận đem những cường giả kia dọa lùi, không dám ở lâu chỗ này. Này, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tất Mỗ ra đem cổ tay của Phong Phi Vân kéo lại. Oanh! Yêu ma chi huyết ở trong thân thể Phong Phi Vân hoàn toàn bốc cháy lên rồi. Long lân phượng bì y trên người tản mát ra thần quang chói mắt, một cỗ khí tức long phượng kinh khủng từ trong thân thể hắn vọt ra. Hai mắt của Phong Phi Vân đỏ ngầu, cánh tay nhấc lên đem Tất Mỗ ra ném bay ra ngoài, sau đó mang theo thiên tủy binh đảm hướng phương phướng vẫn thạch đi tới. Chiến y trên người Phong Phi Vân bay phần phật, từng khối long lân ở trên áo hiện ra huyễn hóa thành một cái long ảnh khổng lồ. Một cái long ảnh này cùng với hình thái long thi thủ hộ ở bên cạnh vẫn thạch hết sức tương tự. Đều là khổng lồ mà dữ tợn, miệng phun huyết khí, móng vuốt khiếp người. Đồng thời lại có hư ảnh một đầu phượng hoàng bộc phát ra, không biết là khổng lồ cỡ nào, so sánh với tầng mây còn cao hơn, khí tức không yếu hơn bao nhiêu so với long ảnh, toàn thân đều là hỏa diễm phát ra tiếng minh thanh đinh tai nhức óc. Một long một phượng hiện ra ở sau lưng Phong Phi Vân, khiến cho khí tức trên thân hắn hoàn toàn bộc phát ra. Giờ khắc này lực lượng của long lân phượng bị y mới xem như kích phát hoàn toàn. Lực lượng mạnh mẽ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Rất nhiều cường giả đều thấy được một màn kinh hãi nhân tâm này, quả thực giống như nhìn thấy một vị chân long cùng chân phượng đồng thời phủ xuống. Mẹ nó, tên tiểu tử này chẳng lẽ chính là một con rồng chết bầm hay sao? Không, là phượng chết bầm, không, long chết bầm. Cả người Tất Mỗ ra run run,
từ trên mặt đất bò dậy. Trong một đôi mắt già nua của thần thấp bà tràn đầy vẻ mong đợi, nhìn Phong Phi Vân từng bước hướng Vẫn Thạch đi tới, lẩm bẩm tự nói. Hẳn là hắn. Ở nơi biên giới của Cửu Uyên Tiên Thành, Hiên Viên Nhất Nhất cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng bàng bạc dâng lên, một đôi ánh mắt không minh hướng trung tâm tiên thành nhìn qua, lông mày khẽ nhíu lại. Tại sao có thể như vậy? Nàng đeo cổ kiếm hóa thành một đạo u pong thơm mát, hướng trung tâm của Cửu Uyên Tiên Thành bay đi. Khí thế trên người Phong Phi Vân càng lúc càng cường đại, trên chiến y ẩn hàm lực lượng của hai nhà Phật, Đạo, đặc biệt là khí tức long cùng phượng kia là bàng bạc nhất, quả thực làm cho người ta có một loại cảm giác không thể địch nổi. Hắn rốt cuộc đi tới bên dưới Vẫn Tác, ngẩng đầu nhìn lên, một khối Vẫn Thạch kia tựa như là một phiến thiên mạc huyền phù ở trên đỉnh đầu, khiến cho người ta có một loại áp lực khổng lồ. Hào! Đầu long thi kia từ trong tầng mây hỗn độn bay ra, lộ ra một cái đầu rồng khổng lồ, xác thực mà nói chỉ là một phần ba cái đầu rồng nhưng mà đã chặn lại tất cả tầm mắt của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng thẳng, ánh mắt bế nghế, chiến thương trong tay toát ra huyễn bạch quang mang, không chút nào bị khí tức của đầu long thi kia hù sợ. Người rốt cuộc là người phương nào, vì sao sau khi nhìn thấy người ta lại sầu não như vậy? Phong Phi Vân trường thanh mà nói. Long thi cũng không công kích Phong Phi Vân, chỉ là dừng ở giữa không trung thật lâu, đỉnh đầu khổng lồ liền dừng ở phía trên Phong Phi Vân, một đôi mắt khổng lồ tản mát ra quang hoa sáng chói, tựa như là một kiện điêu khắc. Nếu nó không phát động công kích, như vậy Phong Phi Vân cũng không để ý đến nó nữa, trực tiếp đi lên Vẫn Thạch. Mặc dù Phong Phi Vân có Long Lân Phượng Bì Y gia trì, sau khi đi lên Vẫn Thạch như cũ cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ ra thân, trên người tựa như mang theo hơn 10 tòa sơn nhạc. Hắn thế nhưng thật sự đi lên Vẫn Thạch rồi. Long thì thế nhưng không công kích hắn. Điều này sao có thể, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là có lai lịch gì, chẳng lẽ là con nối dõi của Long Phượng? Những cường giả thế hệ trước kia đều bị khiếp sợ, cảm thấy tràn đầy bất khả tư nghị, thậm chí có người có thể đi lên Vẫn Thạch do Vẫn Thiên Linh Thạch đúc thành, đây là cần bao nhiêu thần thông mới có thể ngăn cản được cỗ áp lực này. Trong bóng tối, một trung niên nhân mặc thái cực đạo bào ngạo nghễ mà đứng, hắn tựa hồ đang đứng ở trong hư không, trên người có một cỗ khí tức hạo miểu vĩ ngạn, trong một đôi mắt hổ lộ ra vẻ mong đợi. Khí độ của hắn bất phàm, so với tổ thúc của Hoàn Thiên Cảnh cảnh chủ cùng vị lão tăng kia của Thái Cổ Thánh Phật Miếu đều phải cường đại hơn, tựa như một vị thần thánh đứng ở trên bầu trời. Hắn vươn ra một áp nép tay, một đạo thủ ấn khổng lồ liền xuyên qua từng tầng hư không hướng Phong Phi Vân trên Vẫn Thạch oanh áp xuống. Oanh long long. Đây là một cỗ lực lượng để cho tất cả mọi người hoảng sợ, tựa như thiên khung đang ép xuống. Trên Vẫn Thạch, Phong Phi Vân ngẩng đầu lên, hư ảnh Long Phượng phái sau phát ra tiếng bảo hao đinh tai nhức óc, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong Long Lân cùng Phượng Bì xông vào thân thể của hắn, hắn giống như là hóa thành một đầu thái cổ thần Long, thái cổ thần Phượng. Oanh! Phong Phi Vân hướng lên trên bầu trời ngang nhiên đánh một kích, đánh ra một đạo Phượng Hoàng chảo ấn đem thiên khung xé nát. Một đạo trưởng ấn khổng lồ kia đều bị đánh vỡ, chia năm xẻ bảy. Trong hư không, trung niên nam tử mặc thái cực đạo bào lạnh lùng cười. Lại bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, quả nhiên có vấn đề. Trung niên nam tử nâng hai tay lên, một viên lôi cầu khổng lồ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, có vạn thiên lôi điện xuyên qua lôi cầu, liền giống như là từng đầu điện long đang vũ điệu. Lôi cầu xuyên phá hư không hướng Phong Phi Vân oanh kích tới, đem hư không hết lần này đến lần khác phá tan thành từng mảnh. Lúc này đầu long thi kia trở nên cuồng bạo, mở ra cái miệng khổng lồ đem viên lôi cầu kia trực tiếp nuốt vào. Hoa hoa! Vô số lôi điện từ bên trong thân thể long thi lao ra, lưu động ở trên thân thể long thi. Long thi trở nên càng thêm cuồng bạo, trong miệng thốt ra một chữ thần tính. Chết! Thân thể long thi quanh co, không biết dài bao nhiêu dặm, giống như là một tòa sơn lĩnh do cương thiết đúc thành, đụng vào trong hư không hướng về phía trung niên nhân mặc thái cực đạo bào kiệu anh sát qua. Trung niên nhân mặc thái cực đạo bào kia kỳ thật cũng không ở di chỉ của Cửu Uyên Tiên Thành, mà là đứng ở hư không bên ngoài nghìn vạn dặm, nhưng mà long thi như cũ thoáng một cái liền tới trước mặt hắn, một cái long chảo khổng lồ oanh áp xuống. Oanh long long. Sắc mặt của trung niên nhân mặc thái cực đạo bào nghiêm nghị, trong thân thể nho nhỏ dựng dục thần uy to lớn, chặn lại một chảo này của long thi. Ngươi cũng đã chết đi nhiều năm rồi, sớm nên cát bụi trở về với cát bụi. Thanh âm của trung niên nhân mặc thái cực đạo bào vang dội cửu thiên,
tựa như một vị thần linh đang giảng đạo. Thình thịch, một cái long vĩ quét ngang qua, trực tiếp đem trung niên nhân mặc thái cực đạo bào kia đánh bay ra mấy ngàn dặm, đạo bào trên người cũng bị đánh cho rách nát, một tòa đạo quan bay ra. Lúc này trong cảnh trụ phủ của Hoàn Thiên Cảnh, một đạo quang trụ chói mắt dâng lên, liền giống như một thanh bạch sắc thần kiếm đánh thẳng lên thiên khung. Vô luận là yêu tộc còn sống hay là đã chết đi, phàm là xuất hiện ở Hoàn Thiên Cảnh đều là giết không tha. Trong cảnh chủ phủ, một tòa cung điện bay lên, bên trong tản mát ra bạch quang mênh mông, ngưng tụ thành một tòa thiên địa đại vực, hướng Long Thi chấn áp xuống. Long Thi xuyên qua hư không, phát ra từng tiếng trường khiếu khổng lồ như lôi đình, một đạo long tức từ trong miệng phun ra tựa như một phiến thanh sắc vân hải tịch quyển ra ngoài, bao trùm đại địa mấy ngàn vạn dặm, che khuất bầu trời, tựa như ngày tàn của thiên địa đã đến. Truyền thuyết ngươi chính là phản đồ của Long tộc. Mặc dù đã chết đi nhưng mà Long Nguyên trong thân thể bất diệt, đã sớm nghe nói chiến lực của Long tộc đệ nhất thiên hạ, hôm nay lão bà tử cũng muốn thử một lần có phải thật sự là như vậy hay không. Thân thể già nua của thần thấp bà bay lên, quải trượng trong tay trở nên vô cùng khổng lồ, giống như biến thành một cái thiên lĩnh hướng Long Thi oanh áp xuống. Một đầu Long Thi khổng lồ, trên người có thần uy huy hoàng, chân đạp tường vân, trên đầu thiên quang, cùng ba đại cường giả doa chiến. Đem bọn họ ngăn chặn ở bên ngoài hư không. Phong Phi Vân đứng ở trên vẫn thạch, trong đôi mắt bạo xạ ra hai đoàn hỏa mang, nhìn giao chiến trong hư không hỗn độn thật sự quá kinh tâm động phách, để cho hắn cũng rất muốn giết vào vòng chiến đến lâm ly thống khoái. Nhưng mà hắn cuối cùng là không làm như vậy, tiếp tục hướng lên đỉnh vẫn thạch mà đi. Trong hư không hỗn độn sôi trào một mảnh, chiến khí lăng lệ, từng đạo lực lượng kinh khủng xuyên qua, có tràn ra ngoài đem thiên địa đánh vỡ một mảnh. Đây là một loại cảnh tượng khai thiên tích địa, tương đối khiếp người, chấn thiên động địa. Trong lòng Phong Phi Vân nhiều thêm vài phần nôn nóng, cho dù là mặc vào Long Lân Phượng Bì Y, trong lòng cũng tương đối bất an. Ở đỉnh vẫn thạch hắn thấy được một tòa sào huyệt cự đại, chính là do vô số kim ti cùng ngân ti xây thành, nhưng cũng không phải là kim ti cùng ngân ti bình thường, mỗi một cái ngân ti đều mảnh như sợi tóc nhưng mà lại trầm trọng như núi cao. Mỗi một sợi ngân ti cũng tinh tế như lông, nhưng mà bên trong lại dựng dục ra lực lượng giống như lôi đình. Những kim ti cùng ngân ti kia thiên ti vạn lũ, ở trong hư không chập chờn, cho dù là huyền thạch cứng rắn bị dính vào một cái đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Phong Phi Vân lại không sợ, Long Lân Phượng Bì Y trên người hắn đủ để ngăn cản lực lượng của kim ti cùng ngân ti. Trong cái xào huyệt này rốt cuộc có đồ vật gì? Có thể để cho một đầu Long Thi phản bội Long tộc. Có thể để cho nó ở chỗ này thủ hộ vài vạn năm, có thể khiến cho sứ giả của Long tộc đều vì nó mà đến, rốt cuộc là vật gì? Trong lòng Phong Phi Vân tràn đầy tò mò, đồng thời lại tràn đầy thấp thỏm, phảng phất như có đồ vật gì đó đang kêu gọi hắn. Xuyên qua từng sợi kim ti cùng ngân ti giống như kim sắc cùng ngân sắc bay múa. Phong Phi Vân rốt cuộc đi vào trong sào huyệt, thấy được trong sào huyệt có một cỗ quang mang mênh mông mờ mịt, bên trong có đồ vật được một đoàn thanh sắc bao phủ. Đó là một quả trứng, cao chừng một trượng, rất trong mà thần tính, phía trên lưu động từng đạo long khí, mỗi một đạo long khí đều giống như một căn giải lụa thần. Nếu như Phong Phi Vân không mặc Long Lân Phượng Bì Y, chỉ cần bị bất kỳ một đạo long khí nào dính vào, thân thể đều sẽ bị ép đến hôi phi yên diệt. Đây chẳng lẽ là một quả trứng rồng? Phong Phi Vân kinh ngạc đến không nói ra lời, cái này cũng thật không thể tưởng tượng được. Một quả trứng rồng tại sao có thể có khí tức kinh khủng như thế, phải biết rằng cho dù là lúc Long và Phượng vừa mới ra khỏi trứng cũng liền tương đương với cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, trong đó có một ít cuồng Long nghịch thiên cũng nhiều nhất có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ lục trọng. Coi như là trứng rồng cũng không thể có khí tức kinh khủng như thế. Gì, phá rồi. Ánh mắt của Phong Phi Vân đều trừng lớn lên, một quả trứng rồng này dĩ nhiên là phá ra, ở vị trí phái dưới có một lỗ thủng lớn nửa thước. Bên trong chảy ra quang mang mờ mịt, tường thụy vạn thiên, mang theo vị đạo thanh mát. Phong Phi Vân cẩn thận suy tính, phát hiện lỗ thủng này ở rất nhiều năm trước đã bị vỡ ra, đại khái là hơn một vạn năm trước. Hơn một vạn năm trước trứng rồng đã vỡ, ấu long bên trong là đi ra hay là chết ở trong trứng? Thai chết ở trong trứng có khả năng không lớn. Tám vạn năm trước, một vị cường giả của Long tộc mang theo một quả trứng rồng chạy ra khỏi Long tộc. Nhưng mà lại ở nửa đường bị người của Long tộc đuổi giết rồi đánh chết, sau đó Long Thi bị một vị lão tổ của Cửu Nguyên Tiên Thành mang về nhân loại quốc độ.
Chuyện này lại khiến cho Cửu Huyên Tiên Thành chọc vào tai họa ngập đầu, sứ giả của Long tộc đi đến muốn lấy về quả trứng rồng này, nhưng mà lại không biết nguyên nhân gì lúc ấy các trưởng bối của Cửu Huyên Tiên Thành cũng không biết sự tồn tại của trứng rồng, song phương chiến đấu với nhau, cuối cùng sứ giả Long tộc vẫn lạc, Cửu Huyên Tiên Thành tiêu diệt. Sau đó lại có cường giả của Long tộc phủ xuống Cửu Huyên Tiên Thành, khiến cho cả Cửu Huyên Tiên Thành đều chìm vào lòng đất, bao gồm Long thi cùng trứng rồng, hết thảy đều bị chôn. Vị cường giả của Long tộc kia là ai, vì sao phải che giấu hết thảy? Hơn nữa lúc ấy Cửu Huyên Tiên Thành chiếm được Long thi, vì sao lại không nhận được trứng rồng, hết thảy sau lưng chuyện này lại cất giấu cái bí ẩn gì? Cửu Huyên Tiên Thành nếu như chiếm được trứng rồng nhất định sẽ giao ra, bọn họ tuyệt đối không dám đánh một trận tử chiến với Long tộc, cái này chỉ có thể nói rõ lúc ấy bọn họ thật sự không biết sự tồn tại của trứng rồng. Những điều này là do Phong Phi Vân lợi dụng khí tức trên thân trứng rồng, sau đó sử dụng đại diễn thuật suy tính ra. Phong Phi Vân cảm giác sau lưng chuyện này có chút kỳ lạ, còn có một chút chân tướng bị che giấu, ngay cả thiên cơ đều bị xóa đi, ngay cả đại diễn thuật đều suy tính không ra nguyên nhân trong đó. Đầu Long thi kia ở trong Long tộc đến cùng là có thân phận gì, vì sao lại không tiếc trở thành phản đồ mà đem quả trứng rồng đó mang ra Long tộc? Long tộc cùng phượng tộc giống nhau là đều có năng lực sinh sản thấp, tộc nhân hết sức thưa thớt, mỗi một quả trứng rồng đều có thể nói là vô thượng côi bảo của cả chủng tộc, sẽ được bảo vệ nghiêm mật nhất. Một quả trứng rồng đặt ở trong Long tộc có thể nói là quá an toàn, vì sao Long thi lại không tiếc lấy tính mạng làm đại giá mà đem nó mang ra ngoài? Chẳng lẽ trong Long tộc có người muốn bất lợi với quả trứng rồng này? Phong Phi Vân Minh Tư khổ tưởng, nhưng mà lại cũng không hiểu rõ được. Còn có một chỗ trọng yếu nhất, lấy năng lượng ẩn chứa trên thân quả trứng rồng này đều có thể thấy được ấu long dựng dục trong đó tuyệt đối là khó lường, nó đi nơi nào rồi, nếu như nó chưa chết, hiện tại nhất định là tồn tại vô cùng kinh khủng. Long tộc nhưng không giống nhân tộc, thiên phú của long tộc cực mạnh, cơ hồ đều có thể niết bàn 6 lần, đây thuộc về thiên phú của chúng nó, trong đó có một chút thiên tư cao liền có thể đạt tới niết bàn tầng thứ 7, dĩ nhiên long tộc có thể đạt tới niết bàn 8 lần như cũ tương đối thưa thớt. Hơn nữa Long tộc cho dù không tu luyện, lực lượng cũng sẽ tăng trưởng, đạt tới vũ hóa đệ nhất trọng mới xem như vừa mới trưởng thành. Cho nên nói cho dù là một con rồng kém cỏi nhất đều có thể đạt tới vũ hóa đệ nhất trọng. Trong một vạn ức nhân tộc chưa hẳn có thể xuất ra một thiên kiêu niết bàn 6 lần, nhưng mà mỗi một thành viên của Long tộc đều có thể đạt tới trình độ này, đây chính là nguyên nhân mà Long tộc cường thế. Ở trong nhân tộc, có thể đạt tới niết bàn đệ lục trọng đều đã coi như là vô thượng thiên kiêu, có thể được gọi là đệ nhất thiên tài của một cảnh, được vô số người nhìn lên, ở trong mắt con nối dõi Long tộc cũng là có chuyện như vậy, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Nếu như nói đầu ấu Long kia ở hơn một vạn năm trước đã xuất thế mà nói, như vậy bây giờ cảnh giới mà nó có thể đạt tới khẳng định là tương đối đáng sợ, nó trở lại Long tộc báo thù hay là đã đi nơi khác rồi. Ngón tay của Phong Phi Vân đụng lên trên vỏ trứng. Một đoàn thanh sắc quang vượng tan ra, một cỗ cảm giác hết sức khó hiểu tràn vào trong đầu, loại cảm giác này hết sức ấm áp, giống như là trở về trong vòng tay của mẫu thân, yêu ma chi huyết trong thân thể vào giờ khác này lần nữa trở nên cuồng bạo, điên cuồng tán loạn trong thân thể. Oanh! Đầu của Phong Phi Vân phảng phất như là bị nổ tung, cả người đều đang run rẩy mãnh liệt, đột nhiên thiên toàn địa chuyển một cái, trên da lần nữa lại mọc ra lân phiến, thân thể trở nên càng lúc càng dữ tợn. Giống như là muốn hóa thành một đầu nghiệt long. Phong Phi Vân vội vàng ôm đầu, cả người đều đau đến phát run, đây là một cỗ đau đớn đến cốt tủy cùng linh hồn. Cước bộ của Phong Phi Vân lảo đảo, đem đầu đụng vào trên vỏ trứng, phát ra từng tiếng vang leng keng. Chẳng lẽ là sắp chết rồi? Phong Phi Vân từ trước đến giờ còn chưa thống khổ giống như hiện tại, thân thể dường như muốn vỡ ra, ngay cả xương cốt đều muốn hóa thành phấn vụn. Da đã bị máu tươi thấm ướt, giống như là hóa thành một người huyết sắc. Những cường giả kia đứng ở nơi xa, trên lưng đều phát rét, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đau đớn mà giờ phút này Phong Phi Vân phải trải qua. Trong lúc vô tình Phong Phi Vân chui vào trong quả trứng rồng kia, thân thể co lại thành một đoàn, bên trong trứng rồng có một cỗ khí tức nhu hòa quen thuộc thẩm thấu vào trong thân thể hắn, giảm nhẹ cỗ đau đớn kia. Phong Phi Vân giống như là thân ở nơi cực lạnh đột nhiên có từng ánh dương quang chiếu lên trên người, làm dịu cỗ đau đớn kia trong thân thể hắn. Dần dần Phong Phi Vân bình tĩnh trở lại, ngồi xếp bằng ở trong trứng rồng, hô hấp thật dài, giống như là biến thành một ấu nhi còn chưa được ấp ra, đem long khí lưu lại ở trong trứng rồng đều hút vào trong thân thể.
Trong mê muội, Phong Phi Vân phảng phất thấy được trước mắt xuất hiện một đạo hư ảnh, là do long khí tụ tập mà thành, là một nữ tử xinh đẹp hết sức quen thuộc lại xa lạ, trên đầu mọc ra một đôi long giác. Long tộc không phải đều là phái nam sao, làm sao lại xuất hiện một nữ tử? Trong lòng Phong Phi Vân xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Đồng thời trong đầu hắn tựa hồ hiểu được cái gì đó. Chẳng lẽ, nữ tử xinh đẹp trên đầu mọc ra long giác kia ánh mắt thê lương, chậm rãi vươn ra một cánh tay nhẹ nhàng sờ ở trên mặt Phong Phi Vân một chút. Oanh! Thân thể của Phong Phi Vân chấn động mãnh liệt, bỗng nhiên từ trong hỗn độn thanh tỉnh lại, đột nhiên dương mắt ra, trong mắt bạo xạ ra hai đạo quang mang lóng lánh, kêu lên. Mẫu thân! Hết thảy tất cả đều tiêu tan, trước mắt cái gì cũng đều không còn, chỉ có từng đạo kim ti cùng ngân ti đang chập chờn, giống như là bông lúa trong ruộng lúa mùa thu. Phong Phi Vân nắm lại hai tay thật chặt, khóe mắt có vài giọt trong suốt, thân thể chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ trong thân thể của ta chính là huyết dịch của long tộc? Không đúng, long tộc từ xưa tới nay đều chỉ có nam tính, chưa từng nghe nói qua xuất hiện nữ tính. Long tộc tất cả đều là phái nam, phượng tộc tất cả đều là phái nữ. Cái tồn tại này giống như là chân lý. Dĩ nhiên cũng từng xuất hiện qua một ngoại lệ, đó chính là Phượng Phi Vân. Phượng Phi Vân mặc dù chính là Phượng Hoàng nhưng mà lại là phái nam, lúc ấy hắn đã bị coi là dị đoan, từ nhỏ bị Phượng Hoàng yêu tộc đuổi giết cùng chèn ép. Bất quá cuối cùng hắn từ trong nghịch cảnh như vậy mà trưởng thành, sau khi đánh bại thất đại Phượng Hoàng yêu hậu, lấy thực lực tuyệt đối kinh sợ tất cả người đối lập, trở thành tộc trưởng của Phượng Hoàng yêu tộc. Nhưng mà hiện tại hắn hồi tưởng tới tất cả mọi thứ của một thế này, lại cảm thấy tương đối không chân thực, tựa như là một tràng mộng ảo hư huyễn. Thật sự là một giấc mộng sao? Nếu không phải thật sự tồn tại Thủy Nguyệt Đình, nếu không phải trong đầu của hắn còn có một đoàn linh hồn của Phượng Hoàng, hắn thật sự có chút hoài nghi một thế này của chính mình có phải chỉ là giấc mộng hay không? Xem ra nhân sinh như mộng, những lời này nói cũng thật không giả. Phong Phi Vân lắc đầu cười khổ, không suy nghĩ thêm về chuyện của một thế này nữa. Hắn đứng lên, xương cốt toàn thân liền vang lên tiếng bùm bùm cách cách, nhắm mắt nội thị, phát hiện trong thân thể lại có thêm 3 khối phượng cốt. Tổng cộng 30 khối phượng cốt rồi. Niết bàn đệ lục trọng. Phong Phi Vân cảm thấy vui mừng, sau khi chính mình hấp thu long khí lưu lại ở bên trong trứng rồng thế nhưng thành công niết bàn lần nữa, đây quả thực là không thể tin được. Niết bàn đệ lục trọng là một cảnh giới cực cao, mỗi một thời đại, người có thể đánh tới niết bàn đệ lục trọng đã ít lại càng ít, có khi ở trong một cảnh đều chỉ có thể xuất ra một thiên kiêu như vậy. Cho dù là ở thời đại cường thịnh nhất, một cảnh cũng sẽ không xuất ra trên 10 niết bàn đệ lục trọng. Không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt muốn đạt tới cảnh giới này nhưng mà cuối cùng cả đời cố gắng đều không cách nào làm được. Mà hiện tại Phong Phi Vân liền đã đến cảnh giới này rồi. Phong Phi Vân từ trên xào huyệt đi xuống, hướng về phía xào huyệt kia lại 3 cái thật sâu, ánh mắt rất ngưng trọng, trong lòng đã có thể nhận định nương thân của mình chính là từ trong một quả trứng rồng này đi ra. Vô luận là Phượng Phi Vân hay là Phong Phi Vân, kỳ thật thì đều là hắn. Sau khi làm xong hết thảy, Phong Phi Vân liền đem cả khối vẫn thạch cùng xào huyệt này đều thu vào trong thiên quốc, đem chúng xem thành đồ vật mà nương thân lưu lại cho mình. Sau khi một khối vẫn thạch này bay vào thiên quốc, lực áp chế cả cửu nguyên tiên thành đều nhỏ đi rất nhiều, trở nên không khác bao nhiêu với tiên thành khác, không khủng bố giống như trước kia. 4 vị cường giả đại chiến trong hỗn độn hư không. Tất cả đều ngừng lại. Vị nam tử mặc thái cực đạo bào kia đứng ở trên hư không, khí vũ hiên ngang, uy thế bức nhân, trong mắt mang theo thần sắc kinh nghi bất định. Một tòa cung diện toàn thân đều là bạch sắc quang hoa kia cũng hạ xuống cảnh chủ phủ của Hoàn Thiên Cảnh, trầm tịch lại, bất quá trong cảnh chủ phủ vẫn như cũ hiện ra quang mang, vị đại nhân vật kia còn chưa hoàn toàn thu liếm khí tức trên thân. Khụ khụ, thần thấp bà từ trong hư không quay lại, như cũ chống quải trượng. Khom lưng ho khan, từ trong ngực lấy ra 6 cái phiếu nợ. Người trẻ tuổi, người còn thiếu ta 48 ức khối linh thạch. Ánh mắt của Phong Phi Vân tập trung ở bên ngoài hỗn độn hư không, nhìn một đầu long thi kia, long thi quay đầu lại nhìn Phong Phi Vân một cái, sau đó liền lẫn nữa chìm vào trong hỗn độn, hướng thiên ngoại hư vô mờ mịt bay đi, giống như là một tòa sơn lĩnh cương thiết phi hành ở trong hư không. Nó đã hoàn thành sứ mạng của mình, rời đi một phiến đại điện này. Suy nghĩ của Phong Phi Vân trở lại với hiện thực, cười nói. Tiền bối nói đùa rồi, rõ ràng chỉ có 4 ức 8 ngàn khối linh thạch, tại sao lại biến thành 48 ức khối linh thạch được chứ?
Không tin, ngươi nhìn. Thần thấp bà đem phiếu nợ cầm trong tay mở ra cho Phong Phi Vân xem, trên mỗi một tờ phiếu nợ quả nhiên đều có viết 8 ức khối linh thạch, hơn nữa còn thật đúng là chữ viết của Phong Phi Vân. Mẹ nó! Lão thái bà này thật đúng là biết lừa bịp. Phong Phi Vân tự nhiên lấy ra được 48 ức khối linh thạch, nhưng mà lại cũng không có nghĩa là hắn liền nguyện ý làm tên phá của. 48 ức khối linh thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ, rất nhiều vũ hóa hiền giả tích lũy cả đời đều chưa hẳn lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Gần đây không có linh thạch, lại thiếu mấy ngày. Phong Phi Vân nói. Thần thấp bà lắc đầu, híp mắt cười nói. Ngươi đừng lừa gạt bà đều nhìn thấy ngươi mới vừa rồi đem cả khối vẫn thiên linh thạch kia đều lấy đi, mau lấy ra để cho bà từ trên đó lấy xuống một khối, sau khi lấy xong liền coi như là trả xong nợ rồi. Nàng thế nhưng đánh chú ý đến khối vẫn thạch kia. Phải biết rằng khối vẫn thạch kia toàn bộ đều là vẫn thiên linh thạch ngưng tụ mà thành. Vẫn thiên linh thạch chính là linh thạch xếp hạng thứ 9, một khối vẫn thiên linh thạch có thể đổi được 10 ức khối linh thạch. Một khối vẫn thiên linh thạch khổng lồ như vậy quả thực chính là bảo vật vô giá, nếu như Phong Phi Vân đem nó lấy ra, nhất định sẽ bị điên cuồng đoạt lấy. Lực lượng của Long Lân Phượng Bì Y trên người Phong Phi Vân lại trầm tịch xuống. Lấy lực lượng niết bàn đệ lục trọng hiện tại của hắn ứng phó với vũ hóa hiền giả bình thường thì có thể được, nhưng mà tuyệt đối không thể nào là đối thủ của thần thấp bà. Phong Phi Vân cười cười, trợn mắt nói dối mà nói. Tiền bối khẳng định là bị hoa mắt rồi, một khối vẫn thạch kia rõ ràng là bị Long Thi cõng đi, làm sao có thể ở trong tay vãn bối được. Vậy sao, lão bà ta nhưng không tin, muốn động thủ thu nha. Trên mặt của thần thấp bà mang theo nụ cười hòa thiệt. Vươn ra cánh tay khô héo, một cỗ lực lượng âm hàn mà bàng bạc từ trên bàn tay của nàng truyền ra, hướng Phong Phi Vân đánh tới. Phong Phi Vân âm thầm tụ lực, thánh linh chi khí trong thân thể đang vận chuyển, quyết định xuất kỳ bất ý chém ra thánh linh chi khí, sau đó liền chạy trốn, không sợ trong thiên hạ không có chỗ dung thân cho mình. Tiểu tử, chớ liều chết với nàng, đi theo ta. Tất Mỗ ra từ trong hư không đi ra, một phen bắt được vai của Phong Phi Vân. Đem Phong Phi Vân thu vào bên trong bao quần áo rách nát, đem bao quần áo bọc lại trên một côn, sau đó liền lại trở về trong hư không. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong thời gian cực ngắn, ngay cả thần thấp bà cũng khẽ sửng sốt. Cư nhiên là cái lão quỷ ngươi, dám cướp người của ta, ngươi không muốn sống rồi. Thần thấp bà đem quải trượng quét ngang ra ngoài, hướng một đạo sơn lĩnh đánh ra, liên tiếp đánh tan mấy ngàn dặm hư không. Tất Mỗ ra nhanh chóng chạy trốn. Tốc độ kia quả thực là nghẹn hỏng chân chối, nhảy lên ở trong hư không, chỉ lưu lại hư ảnh liên tiếp. Ngăn hắn lại. Lúc này rất nhiều cường giả đều xuất thủ, hướng trong hư không đánh ra từng đạo thần thông thuật pháp. Giá trị của khối vẫn thạch kia thật sự quá lớn, có thể so với trăm vạn năm cất trữ của một tòa tiên thành, để cho vô số người thèm thuồng, bọn họ không thể trơ mắt nhìn một khoản tài phú khổng lồ như vậy bị lão khiếu hoa mang đi. Hơn nữa những cường giả kia đều cảm thấy kiện kỳ bảo kia trên vẫn thạch bị Phong Phi Vân lấy đi, đó càng là bảo vật vô giá. Oanh! Một cái mai rùa cự đại xuất hiện ở trên lưng Tất Mỗ ra, trên mai rùa tràn đầy văn lộ huyền bí, vẽ lên từng cái văn tự cổ xưa, đem những thần thông thuật pháp kia đều ngăn cản. Kỹ thuật chạy trối chết của Tất Mỗ ra là nhất lưu, rất nhanh liền bỏ chạy không còn tung tích, ngay cả suy tính cũng không suy tính ra vị trí của hắn được. Hừ! Lão gia hỏa ghê tởm này, khốn kiếp giống như năm đó. Thần thấp bà đem quải trượng gõ lên trên mặt đất một cái, khiến cho nửa cái tiên thành đều vì thế mà vỡ ra, vô số cổ kiến trúc biến thành phấn vụn, chìm vào trong lòng đất. Ba ngày sau đó, trong cương thổ của Hoàng Mục Cảnh, Tất Mỗ ra chạy như điên ba ngày ba đêm, mệt đến quá chừng, cả người đều là lá cây cùng cành khô, y phục trên người càng thêm rách nát. Hô, hô, mệt chết ta! Mệt chết ta. Cường giả phía sau rốt cuộc bị hắn bỏ rơi toàn bộ. Tất Mỗ ra đặt mông ngồi dưới đất, thở ra không ngừng, đem một cái bao quần áo trên lưng kia giải khai, bê trong lao ra một phiến thanh sắc quang hoa, Phong Phi Vân từ bên trong bay ra. Phong Phi Vân ở bên trong bao quần áo kia ba ngày ba đêm đều là lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, đều đang tu luyện cùng củng cố cảnh giới, hiện tại tinh khí thần trở nên tốt hơn, chắp tay nói. Đa tạ Mỗ ra xuất thủ tương trợ. Tất Mỗ ra khoát khoát tay, nói. Không có gì, không có gì, nói như thế nào thì ngươi cũng gọi ta là một tiếng Mỗ ra, ta không giúp đỡ ngươi thì còn giúp đỡ ai.
Phong Phi Vân lấy ra một viên giới linh thạch đem cho hắn, nói. Nơi này có một ít linh thạch, coi như là vãn bối đáp tạ ân cứu mạng của mỗ gia. Sắc mặt của Tất mỗ gia trở nên nghiêm nghị, nói. Quân tử ái tài mới là đạo, ta chính là mỗ gia, nào có đạo lý thu linh thạch của tiểu bối các ngươi, không, không, tuyệt đối không được, ngàn vạn lần đừng đưa cho ta. Nha! Phong Phi Vân cũng cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu, thu tay về nói. Ngược lại xác thực là có chút quá tục khí rồi, được rồi, 1000 viên trùng động linh thạch này ta liền thu lại vậy. Cái gì, 1000 viên trùng động linh thạch? Ánh mắt của Tất mỗ gia đều muốn từ trong hốc mắt trừng ra, 1000 viên trùng động linh thạch đều không phải là số lượng nhỏ, có giá trị 10 ức viên linh thạch, vô số tu sĩ đều thèm thuồng. Phong Phi Vân đem giới linh thạch thu hồi lại, ném vào trong túi áo, Tất mỗ gia nhìn chằm chằm vào tay của Phong Phi Vân, không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng hối hận muốn chết. Hắn vốn tưởng rằng đám tiểu bối như Phong Phi Vân cầm không ra được mấy viên linh thạch, thay vì nhận lấy linh thạch của hắn còn không bằng biểu hiện ra rộng lượng một chút, như vậy còn có thể hiện ra mấy phần phong phạm của trưởng bối, nhưng mà lại không nghĩ đến Phong Phi Vân xuất thủ rộng rãi, trực tiếp lấy ra 10 ức viên linh thạch. Đây, giờ phút này Tất mỗ gia ngay cả tâm đập dầu vào tường đều đã có, chăm chú nhìn vào túi áo của Phong Phi Vân, liếm liếm môi nói. Cái kia, tiểu Phi Phi, ta cảm thấy được. Mỗ gia, chẳng lẽ là muốn những linh thạch này? Phong Phi Vân nói. Ha ha, làm sao có thể, mỗ gia ta là nhân vật bậc nào, há sẽ quan tâm đến 1000 viên trùng động linh thạch sao? Tất mỗ gia tiêu sái hào sảng cười. Phong Phi Vân cũng là cười cười, nói. Cũng đúng, mỗ gia chính là trưởng bối, sao lại thu linh thạch của vãn bối chứ? Mới vừa rồi tiểu tử thật sự là quá không hiểu quy củ, lần sau bảo đảm sẽ không có chuyện như vậy nữa. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, sau này từ từ học, ha ha. Trên mặt của Tất mỗ gia nở nụ cười, trong lòng lại rất khổ sở, mẹ nó, đầu năm nay làm trưởng bối thật không dễ. Đây là một phiến sơn lĩnh hoang vu, tràn đầy thanh tùng, tùng hương quanh quẩn giữa sơn dã. Thần thức của Phong Phi Vân triển khai, bao trùm ra ngoài. Xuyên qua từng phiến đại địa, nói. Nơi này cách di chỉ của Cửu Uyên Tiên Thành đã tương đối xa rồi, đã tiến vào một phiến địa vực khác. Chạy 3 ngày 3 đêm, mỗ gia ta cũng không biết đã chạy bao xa rồi, bất quá dựa theo phương hướng bỏ chạy mà xem, hẳn là đến biên giới của Hoàn Thiên Cảnh cùng Hoàng Mục Cảnh rồi. Tất mỗ gia đứng dậy, hoạt động xương cốt của mình, ở trên mặt đất xem qua thổ nhưỡng, tìm kiếm địa mạch, suy tính ra vị trí hiện tại. Người như hắn thường xuyên phải chạy, đối với địa lý mạch lạc hết sức hiểu rõ. Hoàn Thiên Cảnh, Hoàng Mục Cảnh, Diệp Hồng Cảnh đều thuộc vào Tây Nam Thập Nhị Cảnh, ở phương hướng Tây Nam của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, thuộc về 12 phiến địa vực có nhân khẩu tương đối dày đặc. Tất mỗ gia nói, Hoàn Thiên Cảnh thì ngươi vạn vạn không thể trở về rồi, Hoàn Thiên Cảnh có rất nhiều cường giả đều đã từng thấy qua bộ dạng của ngươi, biết trên người của ngươi có trọng bảo, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu không thì ngươi theo mỗ gia cùng đi thánh pháp cảnh, nghe nói ngươi có quan hệ không tệ với nhị công tử, chỉ cần đi thánh pháp cảnh, những tu sĩ kia của Hoàn Thiên Cảnh khẳng định không dám động tới ngươi. Nhị công tử mà Tất mỗ gia nói đến hẳn là Thiên Toán Thư Sinh, mà chủ nhân của thánh pháp cảnh chính là Chiến Địa Tước Phủ. Thánh pháp cảnh nhưng là một cảnh có cấp bậc địa tước, Chiến Địa Tước Phủ cũng khẳng định không phải đơn giản, một câu nói của Thiên Toán Thư Sinh là có thể để cho Cửu Tiêu Tiên Thành ngoan ngoãn vâng lời. Bởi vậy có thể thấy được khả năng của Chiến Địa Tước Phủ. Trong lòng Phong Phi Vân có băn khoăn của mình, bảo vật lấy được trong Cửu Uyên Tiên Thành có giá trị thật sự quá kinh người, sau khi tin tức truyền ra ngoài nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều cường giả mơ ước, giao tình của chính mình cùng Thiên Toán Thư Sinh cũng không coi là quá sâu, có ai biết được hắn sẽ xuất thủ đối phó với mình hay không. Chính mình tùy tiện đi tới như vậy, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Huống chi Chiến Địa Tước Phủ cũng chưa chắc đã là một khối thiết bản, cho dù Thiên Tính Thư Sinh sẽ không xuất thủ, những người khác sẽ không xuất thủ sao? Hiện tại vào lúc này vẫn là điệu thấp thì tốt hơn, tốt nhất là trốn vào trong thâm sơn cổ lâm tu luyện mấy trăm năm, đợi sau khi danh tiếng hoàn toàn qua đi mới lộ diện, đây mới là cách làm ổn thỏa nhất. Phong Phi Vân hướng về phía Tất mỗ gia chắp tay, từ chối nhã nhặn, nói. Đa tạ hảo ý của mỗ gia. Chỉ là vãn bối còn có một chút chuyện chưa làm xong, còn phải trở về một chuyến, tương lai nếu như có thời gian nhất định sẽ đi tới bái hội. Tất mỗ gia cũng không miễn cưỡng,
hướng Phong Phi Vân cáo từ một tiếng, sau đó liền rời đi nơi này, đi rất vội vàng, tựa hồ là không muốn gặp lại người nào đó. Phong Phi Vân đứng ở chỗ cũ trầm tư hồi lâu, lúc này mới lại triển khai Phượng Hoàng Vũ Dục, thân thể bay lên, bay vào trong tầng mây. Mấy ngày sau hắn lại lặng lẽ trở về Cửu Uyên Tiên Thành. Một tòa tiên thành này đã đổ nát đến không còn hình dáng, những vẫn thiên linh thạch khảm ở trong cổ tường kia đều bị đào lấy, hoàn toàn biến thành phế tích, có rất nhiều tu sĩ đi tới một phiến cổ thành này tầm bảo. Cường giả đều đã rời đi, còn ở lại đều là một ít tu sĩ bất nhập lưu. Mao Ô Quy đứng ở đầu vai của Phong Phi Vân, cổ kéo ra rất dài, đang tìm kiếm cái gì đó, thật lâu sau nói. Đáng thương cho lão thực nhà ta, cũng không biết hiện tại nó có bị nữ ma đầu kia hầm cách thủy hay chưa. Yên tâm đi, tốc độ của thánh thực quả ngay cả chiến thần đều không đuổi kịp, nữ ma đại nhân muốn bắt được nó sợ là rất khó khăn. Phong Phi Vân cười nói. Phong Phi Vân. Trên tầng mây, một phiến cánh hoa bay xuống, phát ra từng đợt hương thơm, cánh hoa cuối cùng hội tụ thành một mỹ nhân yểu điệu mà xinh đẹp, trên người khoác hồng y, da thịt như bạch tuyết, tóc đen kéo xuống đến gần cái eo mảnh khảnh. Quỳnh tị của Lưu Tô Hồng bóng loáng, tinh mâu như hạnh hoa, đôi môi đỏ mọng trong suốt, song phong cao ngất, hai chân dài tinh tế, đứng ở trên một đoạn tường vỡ cổ xưa. Sau đó lại có một ít lão nhân của cảnh chủ phủ đi theo bay ra, có đến hơn 20 vị, trong đó lại càng có nhân vật cấp bậc vũ hóa hiền giả. Đây nhưng là trận thế không nhỏ. Phong Phi Vân không nghĩ đến mới vừa trở về di chỉ của Cửu Uyên Tiên Thành đã bị người phát hiện tung tích, trong lòng nhiều thêm vài phần đề phòng, chắp tay cười nói. Đại quận chúa thật là thần thông quảng đại, tại hạ mới vừa vặn trở về một phiến địa vực này cư nhiên đã bị ngươi tìm được. Lưu Tô Hồng mắt sáng răng trắng, làn da trắng tuyết, âm thầm truyền âm cho Phong Phi Vân, cười nói. Nếu ta có thể lén hạ thần tiên mê lan với ngươi, cũng là có thể lén ở trên người của ngươi hạ xuống những dược vật khác, muốn truy tung ngươi cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Ánh mắt của Phong Phi Vân híp lại, xem ra chính mình trước kia thật đúng là xem thường đại quận chúa này, làm việc đúng là một giọt nước cũng không lọt. Ha ha, Phong Phi Vân, ta đã đem chuyện giữa hai người chúng ta đều bẩm báo cho cảnh chủ. Lưu Tô Hồng cười nói. Nhìn bộ dạng nói chuyện của nàng, còn có vẻ mặt của những lão nhân kia ở cảnh chủ phủ, tựa hồ thật giống như nàng không nói dối. Trong lòng Phong Phi Vân máy động, kẻ điên này sẽ không thật sự làm như vậy đi. Cưỡng gian quận chúa của cảnh chủ phủ, đây cũng không phải là tội ác bình thường, coi như là vũ hóa hiền giả làm chuyện như vậy đều sẽ bị trấn sát vô tình, thậm chí là bị diệt toàn tộc. Chút ít lão nhân kia của Diệp Hồng cảnh chủ phủ đều là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Phong Phi Vân rất bất thiện, mang theo hàn khí nồng đậm. Đặc biệt là một vị lão nhân cưới thần lộc trong đó, ngồi ở chỗ đó tựa như một tôn thạch điêu, không nhúc nhích, nhưng mà lại làm cho người ta có một cỗ lực áp bách khổng lồ, đem trọn cái không gian đều phong tỏa lại. Sắc mặt Phong Phi Vân biến đổi, không nghĩ đến sẽ xuất hiện biến cố như vậy, vốn tưởng rằng Lưu Tô Hồng không dám đem chuyện này nói ra ngoài, nhưng mà lại không nghĩ đến nàng thật sự đã nói ra rồi. Tâm tư của nữ nhân thật đúng là không cách nào đoán được. Làm như vậy đối với nàng có ích lợi gì? Đúng rồi, nếu như nàng có thể truy tung ta, cũng là khẳng định biết được hành động của ta ở trong Cửu Uyên Tiên Thành. Chẳng lẽ nàng cũng vì cái gọi là kỳ bảo trên vẫn thạch mà đến? Chỉ có Phong Phi Vân mới biết được cái gọi là kỳ bảo kia bất quá chỉ là một cái vỏ trứng của trứng rồng, hơn nữa tinh hoa cuối cùng trong vỏ trứng đều đã bị hắn hấp thu, nếu như muốn hắn lấy ra, hắn cũng lấy không ra được. Ở trong lúc cực ngắn, trong lòng Phong Phi Vân liền đã hiện lên vô số ý niệm, nếu như bị ép liền chỉ có thể triệu hồi ra hải thần vệ mở một đường máu. Nhưng mà đây là kế sách cực thấp, dù sao mình đối mặt chính là một tòa cảnh chủ phủ, đây cũng không phải là tồn tại bình thường, mặc dù bên ngoài chỉ có mấy người như vậy nhưng mà ẩn nấp khẳng định còn có cường giả chú ý đến bên này, không thể nào để cho một tên dâm đồ cưỡng gian quận chúa chạy trốn. Đại quận chúa, người đây là đang đùa với lửa a? Phong Phi Vân ngậm miệng, có chút không nhìn thấu nàng rốt cuộc đang đánh cái chủ ý gì. Lưu Tô Hồng cười như muôn hoa khoe sắc, âm thầm truyền âm, nói. Hiện tại ta chỉ là nói cho cảnh chủ, hai người chúng ta tình đầu ý hợp, còn chưa nói cho cảnh chủ chuyện khác, ngươi không cần thiết bị dọa thành như vậy, bất quá nếu như ngươi không hảo hảo phối hợp với ta, ta sợ rằng thật sự sẽ đùa với lửa, chó nóng này sẽ nhảy khỏi tường, người nóng này liền liều mạng. Vân ca.
Cảnh chủ đại nhân hiện tại tương đối tức giận, hiện tại muốn gặp ngươi một lần. Dung nhan của Lưu Tô Hồng quyến rũ, thân thể đẫy đà, kiều đồn nhô cao, một bộ dáng vô cùng đáng thương. Da gà trên người Phong Phi Vân đều muốn hiện lên, nhưng mà lúc này lại không có quá nhiều lựa chọn cho hắn, cười nói. Chuyện của chúng ta cảnh chủ phủ đại nhân sớm muộn sẽ biết, sớm cũng là một đao, muộn cũng là một đao, sớm một chút định xuống cũng tốt. Trong mỹ mâu của Lưu Tô Hồng lộ ra vẻ tán thưởng, hiển nhiên đối với câu trả lời của Phong Phi Vân rất hài lòng. Hừ, trong cảnh chủ phủ của Diệp Hồng Cảnh lại có một vị lão nhân hừ lạnh một tiếng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, một tên bán yêu cũng muốn cưới quận chúa, thật đúng là mơ mộng hão huyền. Lão nhân ngồi ở trên lưng thần lộc kia khẽ mở ra ánh mắt già nua, con người cư nhiên là màu trắng, tựa như hai khỏa tinh thần sáng chói đem thiên địa đều chiếu sáng, trên người hắn có một cỗ ý vị cổ xưa, chính là một vị nhân vật từ trong sử sách đi ra, một cỗ khí tức kia tương đối đáng sợ. Tất cả chủ nhân của cảnh chủ phủ đều vội vàng câm miệng, không còn ai dám nhiều lời. Tu vi của lão đầu này cư nhiên đáng sợ như thế, may mắn mới vừa rồi không có mạo hiểm liều chết, bằng không nhất định sẽ bị trấn áp. Trong lòng Phong Phi Vân phanh nhiên mà động, cảm giác chính mình dường như sắp bị lão nhân này hoàn toàn nhìn thấu. Vội vàng phóng xuất ra đại diễn vực, vặn vẹo thiên cơ trên người, ngăn cản một cỗ lực lượng kia của lão nhân. Lão nhân phát ra một tiếng kêu khẽ, sau đó thu hồi ánh mắt, gật đầu nói. Đáng tiếc là một bán yêu, lãng phí một thân tư chất tốt. Tứ tổ có điều không biết, Vân ca mặc dù là thân bán yêu nhưng mà lại tinh thông khôi lỗi thuật, thành tựu nổi bật, có thể thao túng chiến khôi lỗi, ngay cả ba vị vũ hóa hiền giả của yêu tộc đều chết ở trong tay của hắn. Lưu Tô Hồng mỉm cười nhìn Phong Phi Vân một cái, tinh mâu chớp động, lông mi vừa dài vừa đẹp. Vị lão nhân này chính là tứ tổ của nhất mạch Lưu Tô Hồng, ở Lưu Ly gia tộc có địa vị cực cao, nếu như có thể được lão chấp thuận, như vậy chuyện của nàng cùng Phong Phi Vân hơn phân nửa có thể định rồi. Phong Phi Vân rất nghi ngờ Lưu Tô Hồng đây là muốn làm gì, chẳng lẽ nàng còn muốn thành thân với ta hay sao? Sau khi những lão nhân kia nghe nói chuyện này, đều là ngạc nhiên một chút, một lần nữa đánh giá Phong Phi Vân, nếu như bán yêu này thật sự là khôi lỗi sư ở trên khôi lỗi thuật có thành tựu cực cao, có lẽ thật đúng là không thể xem nhẹ. Bán yêu sở dĩ bị người xem thường chính là bởi vì bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh, vĩnh viễn không thành được chí cường. Nhưng mà lại cũng không có nghĩa là trong bán yêu không có cường giả, ví như. Có một số bán yêu có thành tựu cực cao ở lĩnh vực ngự thú, có thể câu thông với linh thú cùng cấp bậc vũ hóa đệ tứ trọng, như vậy thực lực của bán yêu này liền phải tính lại một phen. Lại ví như có bán yêu có thành tựu cực cao ở lĩnh vực tầm bảo, có thể trở thành tầm bảo sư đứng đầu, như vậy giá trị mà bán yêu này đại biểu cũng không bình thường, tầm bảo sư đứng đầu đủ để ngồi ngang hàng với nhất phương cảnh chủ. Lại ví như có bán yêu ở trên lĩnh vực trí tuệ rất xuất sắc, có thể thông hiểu cổ kim, có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm, có thể bố trí đại cục ngàn năm, địa vị của loại trí giả này cũng cực cao, không thể dùng thực lực đơn thuần đến ước định. Dĩ nhiên bán yêu có thể trở thành loại cấp bậc này cuối cùng đều là số ít, rất là hiếm thấy, cho nên địa vị của bán yêu trước sau như một là vẫn thấp. Nhưng nếu như bán yêu này là một vị khôi lỗi sư, hơn nữa còn trẻ như vậy mà có thể đánh chết vũ hóa hiền giả. Vậy thật đúng là không thể không khiến cho những lão nhân kia của cảnh chủ phủ coi trọng hắn. Tứ tổ lần nữa dương mắt lên, lần này trong ánh mắt không có nhiều quang mang như vậy, bình thản đi không ít, nói. Ngươi thật sự là một vị khôi lỗi sư, tu luyện là loại khôi lỗi thuật nào? Ánh mắt của tứ tổ rất thâm thúy, vô số đạo tắc đều hội tụ ở trong ánh mắt của lão, có thể đem rất nhiều vũ hóa hiền giả tu vi thấp đều áp đến quỳ trên mặt đất. Lưu Tô Hồng cũng có chút ngạc nhiên. Nàng vẻn vẹn chỉ là xa xa nhìn thấy Phong Phi Vân thi triển khôi lỗi thuật, về phần Phong Phi Vân rốt cuộc thi triển loại khôi lỗi thuật thì nàng cũng không quá rõ ràng. Phong Phi Vân đứng thẳng, trong lòng đang suy tư Lưu Tô Hồng rốt cuộc là có mục đích gì. Hắn tu luyện chính là đại khôi lỗi thuật. Hiên viên nhất nhất cùng Lưu Tô Tử thuận gió mà đến. Một người mặc bạch y, thánh khiết đoan trang, yểu điệu thanh lệ, có một loại mỹ vận không dính nhân gian khói lửa. Một người khác mặc tử bào hoa lệ, một bộ trang phục của mỹ thiếu niên, trong tay cầm chiết phiến, ngũ quan tinh xảo giống như là quỷ phủ thần công do sáng thế thần tạo ra. Lời mới vừa rồi tự nhiên là hiên viên nhất nhất nói ra. Phong Phi Vân có chút im lặng mà nhắm hai mắt lại, chuyện vốn là đã rất đau đầu,
bởi vì Hiên Viên Nhất Nhất cùng Lưu Tô Tử đi đến liền trở nên càng thêm đau đầu hơn. Đặc biệt là Hiên Viên Nhất Nhất lại vẫn không biết nặng nhẹ mà đem đại khôi lỗi thuật một trong thái cổ bát thuật nói ra, đây là chuyện có thể tùy tiện nói ra sao? Đây quả thực là có chủ tâm đến quấy rối. Sau khi Lưu Tô Tử biết được Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Hồng thế nhưng yêu mến nhau, thiếu chút nữa đều muốn cười ra tiếng, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể nào phát sinh. Đầu tiên là Lưu Tô Hồng tâm cao khí ngạo, xem thường bán yêu nhất, cho nên tuyệt đối sẽ không thích một tên bán yêu. Tiếp theo, Phong Đại bán yêu cũng đối với mỹ nữ không có hứng thú, càng không có khả năng thích Lưu Tô Hồng. Cho nên nàng cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất mà nàng nghe được trong năm nay. Sau khi trả qua một chuyến Cửu Uyên Tiên Thành, hiện tại tranh đoạt người thừa kế của Diệp Hồng Cảnh cảnh chủ phủ chỉ còn lại có nàng cùng Lưu Tô Hồng, cho nên nhất cử nhất động của Lưu Tô Hồng nàng đều rất quan tâm. Tâm trí của Lưu Tô Hồng sẽ không yêu hơn bao nhiêu so với nàng, không thể nào đi một nước cờ mà không có tác dụng, cho nên ở dưới khu động của lòng hiếu kỳ, Lưu Tô Tử liền chạy qua. Ở nửa đường lại gặp phải Hiên Viên Nhất Nhất đang đi tìm Phong Phi Vân. Cho nên cũng là có một màn như hiện tại. Bất quá một câu hắn tu luyện chính là đại khôi lỗi thuật kia của Hiên Viên Nhất Nhất thật đúng là đem rất nhiều người chấn trụ, bao gồm Lưu Tô Tử cùng Lưu Tô Hồng ở trong đó không người nào là không khiếp sợ. Một trong thái cổ bát thuật, đại khôi lỗi thuật. Một vị lão nhân của cảnh chủ phủ kinh hô mà nói. Thật đúng là miệng tiện, người không nói lời nào liền sẽ chết sao? Sớm không đến, muộn không đến, hết lần này tới lần khác đến, ngươi tại sao gọi là Hiên Viên Nhất Nhất, gọi là Hiên Viên Anh Vũ Vẹt chẳng phải là thích hợp hơn sao? Trong lòng Phong Phi Vân đem Hiên Viên Nhất Nhất mắng rất nhiều lần. Lần này coi như là bị Hiên Viên Nhất Nhất hại thảm rồi, tin tức đại khôi lỗi thuật kia truyền ra nhất định sẽ tạo thành sóng gió ngập trời. Ngay cả tứ tổ ngồi ở trên lưng thần lộc da thịt trên mặt đều liên tục bị rung động, cả kinh không nhẹ. Lời này nhưng là từ trong miệng Thủy Nguyệt Thánh Nữ nói ra, có độ tin cậy cực cao, nhưng mà lão còn là muốn xác nhận lần nữa, nói. Ngươi thật tu luyện đại khôi lỗi thuật. Lúc này muốn phủ nhận cũng đã muộn rồi. Phong Phi Vân cắn răng nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nhất Nhất, cười cười, nói. Đúng vậy a, vãn bối từng đi vào trong một tòa thái cổ động phủ, ở bên trong nhận được một thiên tàn quyển của đại khôi lỗi thuật. Không cách nào, chỉ cần có tàn quyển. Thiên cơ doanh của cảnh chủ phủ chúng ta đủ để căn cứ vào tàn quyển suy tính là đại khôi lỗi thuật đầy đủ. Một vị lão nhân của cảnh chủ phủ nói. Tứ tổ trừng mắt một cái, vị lão nhân vừa mới nói kia sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, biết mình nói lời không nên nói, vội vàng im lặng. Một biến cố này đem hai thiên chi kiêu nữ Lưu Tô Hồng cùng Lưu Tô Tử đều cả kinh sửng sốt. Lưu Tô Hồng rất nhanh liền phản ứng lại, thản nhiên đến bên người Phong Phi Vân. Mỹ mâu đưa tình, ôn nhu mà nói. Ta cùng Vân ca là thật tâm yêu nhau, lưỡng tình tương duyệt, hy vọng các trưởng bối có thể thành toàn. Trong mắt của Lưu Tô Tử nhíu lại, vốn là nàng chuẩn bị đến xem kịch vui nhưng mà lại không nghĩ đến trong lúc vô ý biết được một tin kinh hãi như vậy. Khó trách Lưu Tô Hồng sẽ thích một tên bán yêu, sợ là càng thêm coi trọng đại khôi lỗi thuật và kiện kỳ bảo kia mà Phong Phi Vân nắm giữ. Trong lòng Lưu Tô Tử cười lạnh một tiếng. Nếu để cho nhất mạch này của Lưu Tô Hồng chiếm được đại khôi lỗi thuật một trong thái cổ bát thuật, sợ rằng nhất mạch của nàng này sẽ trở thành chủ nhân tuyệt đối của Lưu Ly gia tộc, những mạch khác chẳng phải đều sẽ bị đánh ép xuống sao. Bất quá Lưu Tô Tử như cũ không tin Phong Phi Vân thật sự yêu mến Lưu Tô Hồng, cho nên lên tiếng nói. Phong Phi Vân, hôm nay có ta cùng Thủy Nguyệt Thánh Nữ ở đây, người nào cũng không thể uy hiếp ngươi, nhưng ngàn vạn lần không nên làm ra một chút quyết định ngu xuẩn. Bên trong nhất mạch kia của Lưu Tô Hồng có một vị lão nhân gương mặt gầy gò, khẽ vuốt chòm râu trắng, cười lạnh nói. Tử Nhi, người đây là có ý gì, chẳng lẽ hoài nghi tình yêu của Hồng Nhi cùng Phi Vân tiểu huynh đệ là giả dối hay sao? Một vị lão nhân khác bảo tướng trang nghiêm, vui mừng cười nói. Ta cảm thấy Phi Vân tiểu huynh đệ mi thanh mục tú, thiên tư tuyệt đỉnh, cùng Hồng Nhi quả thực chính là một đôi do trời đất tạo ra. Tử Nhi, chớ có vô lễ. Tỷ tỷ của ngươi tìm được tình yêu đích thực rồi, ngươi hẳn là chúc phúc cho bọn họ mới phải. Lúc trước mọi người còn đối với Phong Phi Vân lạnh nhạt mà nhìn, giờ phút này bởi vì Phong Phi Vân thân mang đại khôi lỗi thuật, cả đám đều trở nên vô cùng nhiệt tình. Trong lòng Phong Phi Vân rất không chịu được một bộ sắc mặt của những người này, cười thầm trong lòng, trên đời này thật đúng là không có địch nhân tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối. Chỉ cần có lợi ích tuyệt đối, coi như là địch nhân đều có thể biến thành bằng hữu.
coi như là địch nhân đều có thể biến thành thân nhân. Lưu Tô Tử vẫy vẫy chiếc phiến, nói. Phong Phi Vân, ngươi nói như thế nào? Phong Phi Vân sờ sờ cằm, khóe miệng dương lên, đem tay ngọc thon thon của Lưu Tô Hồng nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cùng Lưu Tô Hồng tình trạng ý thiếp đối thị mà cười, nói. Ta cùng Hồng Nhi là yêu nhau thật sự, đáng tiếc thân phận của ta quá hèn mọn, sợ là. Vân ca. Lưu Tô Hồng vươn ra một ngón tay ngọc, ngăn cản lại đôi môi của Phong Phi Vân, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đừng nói những lời làm bẩn lỗ tai kia, ngươi vốn là biết ta không cần những thứ đó mà. Lưu Tô Tử hừ lạnh một tiếng, cảm giác trong lòng rất ghê tởm, rất không chịu nổi bộ dáng ngươi nâng ta đỡ kia của Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Hồng. Nội dung vở kịch loại này thật sự quá máu chó, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Hiên Viên Nhất Nhất vừa nhìn thấy sắc mặt của Lưu Tô Tử có chút khó coi, tự nhiên hiểu được nàng làm sao lại kích động như vậy, trong lòng không khỏi cũng có chút trở nên tức giận, cảm thấy Phong Phi Vân thực sự là quá lạm tình, nếu đối xử với Tô Tử tốt hơn, lại vì sao lại đi trêu chọc tỉ tỉ của nàng. Huống chi còn ở trước mặt của Tô Tử nói ra những lời không biết thẹn như vậy. Đây là đả thương trái tim của Tô Tử nhiều lắm. Ai, từ cổ nam nhi nhiều bạc tình, chí cổ si tình không dư hận. Hiên Viên Nhất Nhất cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, chuyện tình cảm nàng cũng không xen vào được, lên tiếng an ủi. Tô Tử, nếu như trong lòng ngươi thống khổ, liền theo ta đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thanh tu mấy năm. Lưu Tô Tử anh tư bộc phát, cười lạnh liên tục, trong mỹ mâu mang theo vài phần thiếu dung, nói. Ta mới sẽ không thống khổ. Lưu Tô Hồng nếu đã xuất chiêu, ta đây há có đạo lý lùi bước, ta như cũ không tin Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Hồng thật sự yêu nhau, Phong Phi Vân nhất định nhận lấy uy hiếp nào đó mà chúng ta không biết. Hiên Viên Nhất Nhất lắc đầu thở dài, cảm thấy tình căn của Lưu Tô Tử đối với Phong Phi Vân đã chôn sâu, vẫn là không bỏ xuống được, cho nên nói. Ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Ha ha, đây đều là bị Lưu Tô Hồng bức ta. Tâm tư của Lưu Tô Tử trầm trọng. Tuyệt đối không thể để cho người của một mạch Lưu Tô Hồng nhận được đại khôi lỗi thuật, như vậy mà nói vị trí người thừa kế cảnh chủ phủ liền không phải chính là nàng thì còn ai nữa, hơn nữa sau này người của nhất mạch chính mình cũng rất khó lại có ngày xuất đầu. Hiên Viên Nhất Nhất lần nữa thở dài. Tốt lắm, Nhất Nhất, ngươi nhưng là Thủy Nguyệt Thánh Nữ, làm sao lại luôn thở dài, ta nhưng cũng không có than nhiều như ngươi. Lưu Tô Tử xinh đẹp cười nói. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Ta đây là vì ngươi mà than. Đây có cái gì mà cần thở dài, tranh giành người thừa kế vốn chính là như vậy, tính toán qua, tính toán lại, không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục, nào có thanh tĩnh như Thủy Nguyệt Thánh Nữ các ngươi. Lưu Tô Tử nói. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Ta là đang than rằng người trong cuộc như ngươi lại giả vờ không biết, lừa mình dối người. Lưu Tô Tử cảm thấy Hiên Viên Nhất Nhất có chút là lạ, hưng vẫn là cười nói. Ngươi cũng đừng dùng một bộ đại đạo lý kia nói cho ta nghe, ta chính là một tiểu nữ tử đi lại trong hồng trần, làm sao có thể so sánh với đại thánh nữ như ngươi, nếu như ngươi thật lo lắng ta thua bởi Lưu Tô Hồng, vậy ngươi hãy giúp ta một lần. Hiên Viên Nhất Nhất nói, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh từ trước đến giờ không tham dự vào tranh danh đấu lợi trong thế tục. Ai u, Lưu Tô Hồng lợi hại như vậy, vạn nhất ta không phải là đối thủ của nàng thì làm sao bây giờ? Ngươi phải biết rằng cảnh chủ phủ tổng cộng có 7 vị quận chúa cùng thế tử, hiện tại chỉ còn lại 2 người, ngươi biết kết quả của những người thất bại kia chứ? Vẻ mặt của Lưu Tô Tử trở nên thê lương. Tốt lắm, ta giúp ngươi một lần, nhưng mà ta cũng không phải là giúp ngươi tranh đoạt người thừa kế cảnh chủ phủ, mà là giúp ngươi làm rõ chuyện giữa Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Hồng, đây coi như là chuyện riêng, cũng chưa tính là nhúng tay vào trong tranh đấu của cảnh chủ phủ rồi. Hiên Viên Nhất Nhất mặc dù tâm sáng như gương, siêu phàm thoát tục nhưng mà dù sao vẫn là một con người, hơn nữa trong lòng của nàng cũng quả thật cảm thấy Phong Phi Vân quá bạc tình rồi, đối với Tô Tử quá ác tâm rồi. Giờ phút này Phong Phi Vân đang ở trên đường trở về Diệp Hồng Cảnh, có cường gải của Lưu Ly gia tộc hộ tống, lại có nhân vật cấp bậc như tứ tổ trấn giữ, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Người thật tu luyện đại khôi lỗi thuật. Lưu Tô Hồng môi hồng trong suốt, da thịt trắng muốt. Trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ lòng người, giống như hóa thân của thiên sứ cùng ma quỷ. Sa viên cuồn cuộn, xuyên qua từng tầng vân vụ. Phong Phi Vân cười nói. Đại quận chúa, chẳng lẽ ngay cả lời nói của Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng không tin? Ngược lại cũng không phải, ta chỉ là cảm thấy lần này kiếm lớn rồi,
vốn ta cảm thấy được gả cho một cái bán yêu có chút thiệt thòi, nhưng mà nếu như có đại khôi lỗi thuật làm xính lễ, ta cảm thấy một chút cũng không bị lỗ. Lưu Tô Hồng thản nhiên mà cười cười, nụ cười so với ánh dương quang của mùa xuân còn phải đẹp hơn. Phong Phi Vân im lặng mà nói. Ngươi sẽ không thật sự muốn gả cho ta chứ? Lưu Tô Hồng mệt mỏi vươn vai, nói. Ta không gả cho ngươi còn có thể gả cho người nào? Nữ tử trực hệ Lưu Ly gia tộc hàng năm đều phải nghiệm thân một lần, nếu như có người dám ở trước lúc lấy chồng mất đi hồng hoàn, liền bị coi là không trong trắng, sẽ bị đưa vào Tịnh Thiền Viện, ở bên trong ăn chay niệm Phật cả đời, coi như là chết già ở trong đó cũng bất quá chỉ là cuốn chiếu khỏa thi, ngay cả tư cách tiến vào trong tổ phổ đều không có. Điều này có thể trách được ai, ta cũng giống như người bị mất hồng hoàn. Phong Phi Vân đảo cặp mắt trắng dã. Nếu không phải Lưu Tô Hồng muốn nhận được phượng huyết trong thân thể của hắn, cũng sẽ không kích thích yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân, cũng sẽ không bị Phong Phi Vân phá thân. Đồng thời Phong Phi Vân cũng sẽ không ở trên người nàng gieo xuống nhân quả, cũng sẽ không có phiền toái như hiện tại. Lưu Tô Hồng nói, nếu không phải nhìn ở trong thân thể ngươi chảy xuôi huyết dịch của Phượng Hoàng, hơn nữa chiếm được Vẫn Thiên Linh Thạch cùng kỳ bảo ở trong di chỉ cửu huyên tiên thành. Ta coi như là đi Tĩnh Thiền Viện cũng sẽ không gả cho một cái bán yêu. Phong Phi Vân cười lên, nói. Nguyên lai là ngươi đang đánh chủ ý vào khối Vẫn Thiên Linh Thạch kia cùng cái gọi là kỳ bảo. Vậy ngươi cho là vì cái gì? Lưu Tô Hồng liếc hắn một cái, nói. Lấy độ lớn của khối Vẫn Thiên Linh Thạch kia, bước đầu có thể kết luận giá trị có thể so với lượng linh thạch tích lũy trăm vạn năm của một tòa tiên thành, nếu như trong tay của ta nắm giữ một khoản linh thạch khổng lồ như vậy. Hoàn toàn có thể hối lộ rất nhiều tộc lão, muốn trở thành người thừa kế cảnh chủ phủ, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Về phần ngươi, cho dù không đột phá được vũ hóa cảnh, không thành được bá chủ cũng không sao, chỉ cần ta trở thành người thừa kế cảnh chủ, tương lai nhất định sẽ trở thành cảnh chủ của Diệp Hồng Cảnh. Sau khi nhận được đại lượng tài nguyên của Lưu Ly gia tộc, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, lấy lực lượng của một mình ta cũng đủ để xưng hùng Diệp Hồng Cảnh, cho đến lúc này ngươi cũng chỉ là làm nền cho ta mà thôi. Tu vi của ngươi càng thấp ngược lại càng có thể để cho trưởng bối trong gia tộc an tâm, vậy liền không cần lo lắng ngươi đổi khách thành chủ. Phong Phi Vân che miệng cười, nói. Ngươi nghĩ thật đúng là đủ xa. Lưu Tô Hồng hừ lạnh một tiếng, nói. Lập gia đình với ngươi nhưng cũng có một cái chỗ xấu rất lớn. Còn có chỗ xấu. Phong Phi Vân cười nói. Hai tử sau này của chúng ta cũng nhất định là bán yêu, không trở thành cường giả tuyệt đỉnh được. Nếu không phải xảy ra chuyện kia, ngươi cho rằng ta muốn lập gia đình với ngươi sao? Thậm chí ngay cả những chuyện như hài tử ngươi cũng đã nghĩ đến rồi, không hổ là quận chúa túc trí đa mưu. Phong Phi Vân cười đến càng thêm vui mừng, nói. Sau khi ngươi trở thành cảnh chủ, uy chấn bát phương, chẳng lẽ không biết nạp mấy tên nam thiếp? Lưu Tô Hồng lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng Lưu Tô Hồng ta là ai, nếu như ta muốn nam nhân khác? Tùy tiện nói một câu liền có tài tuấn xếp thành hàng dài đến, sao lại mạo hiểm tính mạng đến tìm ngươi? Không nghĩ đến đại quận chúa là một nữ tử trung thủy, không nhìn ra được, thực sự là không nhìn ra được. Phong Phi Vân chợt không cười nữa, mặc dù cảm thấy Lưu Tô Hồng có chút buồn cười nhưng mà còn có một chỗ đáng khen, ít nhất là một nữ tử có nguyên tắc. Lưu Tô Hồng chậm rãi nhắm lại hai mắt, không để ý tới Phong Phi Vân, nói. Ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng tưởng rằng ta trung thủy đối với ngươi, đổi lại là bất kỳ một nam nhân nào cùng ta chăn gối một đêm, ta cũng sẽ không lại dính đến nam nhân khác. Phong Phi Vân gật đầu, lại nói. Có một điểm đại quận chúa có lẽ còn chưa rõ ràng, tại sao ta lại phải đem Vẫn Thiên Linh Thạch cho ngươi? Lưu Tô Hồng nói. Chúng ta lập gia đình, chẳng lẽ ngươi không có ý định đưa cho ta một chút xính lễ? Phong Phi Vân vội vàng lắc đầu, nói. Đầu tiên. Chúng ta không nhất định sẽ kết hôn, tiếp theo, cho dù lập gia đình thì ta vì sao phải lấy Vẫn Thiên Linh Thạch ra làm xính lễ. Khí chàng của Lưu Tô Hồng cũng không yếu hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, đôi môi khiêu gợi cười một tiếng, nói. Đầu tiên, chuyện chúng ta lập gia đình là tất nhiên, tiếp theo một khi chúng ta lập gia đình coi như là cột lên cùng một tòa chiến xa rồi, có vinh cùng vinh, có chết cùng chết, là vinh hay là chết, ngươi cảm thấy nên chọn như thế nào? Phong Phi Vân cười nói. Ta sẽ không chọn. Vậy thì chờ xem đi. Lưu Tô Hồng tràn đầy tự tin. Phong Phi Vân đem màn xe của Linh Sa vén lên, nhìn cảnh tượng phía ngoài. Lại trở về Hồng Diệp Tinh rồi.
Phong Phi Vân ở Hồng Diệp Tinh kỳ thực tổng cộng cũng chỉ vài ngày, đối với hết thảy nơi này cũng không phải là rất hiểu rõ, coi như là hiểu rõ cũng vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ địa phương cục bộ của huyền kỳ đại lục nơi đặt đại doanh của bán yêu minh, những đại lục khác lại chưa từng tiếp xúc qua. Vị trí của cảnh chủ phủ ở trung ương nhất trên khối đại lục giống hình tượng kia, cũng là một khối đại lục lớn nhất, ở trên một khối đại lục này tiên sơn vây quanh, vân vụ lượn lờ, có tiên cung ở khắp trong mây, có tiên trung đang minh hưởng trong thần sơn. Một khối đại lục nơi đặt đại doanh kia của bán yêu minh chính là nơi cằn cỗi nhất của Hồng Diệp Tinh, mà một khối đại lục của cảnh chủ phủ lại là một khối đại lục giàu có nhất Hồng Diệp Tinh, tu sĩ tụ tập cũng nhiều nhất, tinh anh hiền sĩ tụ tập đến từ các đại vực. Linh Sa trực tiếp hướng cảnh chủ phủ của Diệp Hồng Cảnh bay đi, đến một phiến sơn lĩnh ốc địa, sơn lĩnh nơi này cũng hết sức cao, giống như chọc trời, tựa như từng đầu thiết long nằm ngang, đại hà to lớn, rộng lớn như biển. Đệ tử tinh anh của cảnh chủ phủ đều tụ tập ở một mảnh sơn lĩnh ốc địa này, rất nhiều địa phương đều xây dựng cổ thành, giống như từng tòa tiên thành thần quang. Đại quận chúa, trở về rồi. Bái kiến tứ tổ. Bái kiến đại quận chúa. Có rất nhiều tu sĩ đi ra đón tiếp, trong đó có tài tuấn trẻ tuổi, cũng có tu sĩ thế hệ trước, bất quá những người này tuy đều đối với Lưu Tô Hồng cùng tứ tổ có tôn kính nhưng mà đối với Phong Phi Vân lại là khinh thường. Ở trong mắt tài tuấn của cảnh chủ phủ bọn hắn, bán yêu chính là sinh vật đê tiện nhất, tồn tại giống như đầy tớ. Phong Phi Vân đi theo phía sau đám người, ngược lại là lộ ra vẻ rất bình tĩnh, đi một chút xem một chút, đối với sự cường đại của Lưu Ly gia tộc lại có một bước hiểu biết mới. Đây nhưng là gia tộc truyền thừa từ thời viễn cổ, có nội tình mấy ngàn vạn năm, từng xuất ra một ít nhân vật kinh thiên vĩ địa, gia tộc như vậy đến cùng có bao nhiêu khả năng rất khó dùng hết thảy trước mắt nhìn qua mà lường được. Giờ phút này tu sĩ tụ tập đến đây đều là tộc nhân của nhất mạch Lưu Tô Hồng, trong đó có tộc nhân trực hệ, có tộc nhân chi thứ, còn có một ít hiền sĩ cùng cao thủ chiêu dụ từ thế lực khác đến, cũng có một ít gia nô đời đời kiếp kiếp. Ở lúc Phong Phi Vân đi tới cảnh chủ phủ, Lưu Tô Tử cũng đã trở về nơi này, đem tin tức Phong Phi Vân thân mang đại khôi lỗi thuật nói cho các trưởng bối một mạch của nàng, nhấc lên một cuộc sóng to gió lớn. Lưu Ly gia tộc các ngươi thật đúng là đủ cường thịnh. Thiên tài cấp bậc sử thi trong tộc nhân xuất hiện lớp lớp A. Đây là than thở mà Phong Phi Vân phát ra từ nội tâm, trên đường đi tổng cộng thấy được hơn 20 vị thiên tài cấp bậc sử thi, đây còn vẻn vẹn chỉ là một gia tộc mà thôi, ở thần tấn vương triều trước kia đây giống như là chuyện không thể tưởng tượng. Dĩ nhiên đây nhất định là có quan hệ với số lượng thành viên cùng huyết mạch của Lưu Ly gia tộc, loại cự đầu viễn cổ như Lưu Ly gia tộc, trong lịch sử không biết xuất ra bao nhiêu cường giả. Huyết mạch của những cường giả này cũng khẳng định cường đại, nhiều đời di truyền xuống đều tạo thành Lưu Ly gia tộc cường đại như hiện tại. Huyết mạch loại vật này huyền diệu khó giải thích, huyết mạch càng là ưu tú, đời sau cũng sẽ không kém được. Lưu Tô Hồng cười cười, phẩy tay áo, lan ra ngọc trắng muốt, nói. Đây bất quá chỉ là thiên tài tuấn kiệt của nhất mạch chúng ta, Lưu Ly gia tộc tổng cộng chia làm 7 đại mạch. Vẻn vẹn chỉ là một mạch mà đã cường đại như vậy, thử nghĩ một chút. Mỗi một thời đại đều có vài chục vị thiên tài cấp bậc sử thi ra đời, chỉ cần cho những thiên tài cấp bậc sử thi này thời gian mấy trăm năm cơ hồ đều có thể đạt tới cảnh giới tương đối kinh khủng. Cho dù ở trong quá trình tu luyện, thiên tài cấp bậc sử thi chết non 7 phần, như cũ còn có 3 phần thiên tài trưởng thành lên, trở thành trụ cột của một mạch. Nói cách khác mỗi cách 300 năm đều có thể đản sinh ra hơn 10 vị siêu cấp cường giả, mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Rất khó tưởng tượng số lượng cường giả của một mạch Lưu Tô Hồng này rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Phong Phi Vân cảm giác chính mình lúc trước thấy vị tứ tổ kia đều chưa hẳn là người mạnh nhất của nhất mạch bọn họ. Thời gian sáng lập của Lưu Ly gia tộc, so với đệ lục trung ương vương triều thành lập còn muốn cổ xưa hơn, thuộc về thời đại viễn cổ. Thời gian mà trung ương vương triều kiến lập là 160 vạn năm trước, thành lập trung ương vương triều là dấu hiệu cho thời đại trung cổ kết thúc. Lịch sử của nhân loại có thể chia làm, cận cổ, trung cổ, viễn cổ, thái cổ. Thời kỳ trung cổ chính là 160 vạn năm trước đến 1.400 vạn năm trước. Thời kỳ viễn cổ chính là trước 1.400 vạn năm trước. Thời kỳ thái cổ, thời kỳ này bởi vì quá xa xưa, đã tương đối mơ hồ, chỉ là để lại một chút thần thoại truyền thuyết bất lão, chỉ có một chút nhân tổ động thiên, thái cổ thánh Phật miếu có lẽ còn nhớ được một chút bí ẩn liên quan đến thời kỳ kia. Dĩ nhiên đối với tu sĩ mà nói, cho dù là thời kỳ trung cổ thì đã là tương đối xa xưa rồi, đó là một cái thời kỳ ghi lại cặn kẽ nhất trong lịch sử nhân loại,
cũng là thời đại Bách gia cùng phát, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, có rất nhiều truyền thuyết đến nay đều còn được một số người tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật rất nhiều gia tộc đều là tạo thành từ lúc đó, chỉ bất quá có một ít trung cổ thế gia tự nâng giá trị của mình lên đặt lên trên hàng viễn cổ, chuyện như vậy cũng là nhìn mãi quen mắt. Cho nên Lưu Ly gia tộc rốt cuộc là viễn cổ gia tộc hay là trung cổ gia tộc, có lẽ ngay cả chính bọn họ đều chưa hẳn đã rõ ràng, dù sao thời viễn cổ quá xa xưa rồi, trong gia tộc của bọn họ đều chưa hẳn có ghi chép về đoạn lịch sử này. Phong Phi Vân đối với lịch sử của Lưu Ly gia tộc thì một chút hứng thú cũng không có, nhưng mà giờ phút này lão đầu tử ngồi ở đối đi anh hắn lại nói cho hắn suốt một buổi sáng. Lão nhân này tên là Lưu Phủ Lan, là một vị trí sư, đầu đầy tóc bạc, râu cũng rất dài, trong tay đang cầm một quyển trúc giản, chậm rãi mà nói, liên tiếp đọc 7, 8 cuốn đều không thấy hắn dùng lại. Phong Phi Vân thật sự có chút không chịu được, cắt đứt hắn tiếp tục đọc, nói. Xin hỏi tiền bối, người nói chính là lịch sử trước trung cổ, chẳng lẽ nhưng trúc giản này cũng là từ trước trung cổ truyền lại, trung cổ cách hiện tại ít nhất cũng hơn 100 vạn năm, coi như là trúc giản bằng sắt sợ rằng cũng giữa nát rồi. Lưu Phủ Lan lắc đầu, nói. Những quyển bản này đều là bản sao, mỗi cách 30 năm sẽ sao chép một lần, đây là công việc mà đệ tử của Lưu Ly gia tộc thời điểm còn bé phải làm, nếu như ngươi muốn ở rể Lưu Ly gia tộc, vậy nhất định phải biết rõ những thứ này. Ở rể. Phong Phi Vân day day huyệt thái dương, nếu không phải nhìn ra bên ngoài còn có một đám lão gia tử trông coi hắn, chỉ sợ hắn đã sớm cướp đường chạy rồi, dừng lại ở Lưu Ly gia tộc chung quy cho hắn một loại cảm giác không an toàn. Lưu Phủ Lan nói. Đại quận chúa nhất định sẽ trở thành người thừa kế cảnh chủ, tương lai lại càng sẽ trở thành cảnh chủ, một cái bán yêu như ngươi có thể trở thành người ở rể của cảnh chủ, đây đã là vinh hạnh đặc biệt lớn lao, bán yêu minh các ngươi từ xưa đến nay sợ rằng còn chưa có ai có vinh quang như vậy đi. Bất quá ngươi muốn trở thành vị hôn phu của đại quận chúa cũng là khó càng thêm khó, người theo đuổi quận chúa thật sự nhiều lắm, hơn nữa chút ít tộc lão kia trong gia tộc đều không thể đồng ý để cho một cái bán yêu như ngươi ở rể Lưu Ly gia tộc. Cái này sẽ làm cho đồng đạo của cả tu tiên giới chê cười, cho nên hết thảy còn phải nhìn chính ngươi có đủ cố gắng hay không. Phong Phi Vân lắc đầu cười cười, chợt lại nói. Ta còn là có một điểm nghĩ không ra, Lưu Ly gia tộc các ngươi coi như là thế lực lớn anh tài xuất hiện lớp lớp, mỗi một thời đại đều sẽ có nhân tài thiên tư tuyệt diễm xuất thế, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở thế hệ đại quận chúa lựa chọn người thừa kế, chẳng lẽ thời đại khác đều không có xuất gia thiên tài. Phong Phi Vân cảm thấy nguyên nhân lớn nhất mà Lưu Tô Hồng bức hồn chính là muốn mượn tư nguyên mà hắn có đến đè chết Lưu Tô Tử, trở thành người thừa kế cảnh chủ. Lưu Phủ Lan nói, cảnh chủ của Diệp Hồng Cảnh mỗi 1000 năm thay đổi một lần, cho dù là cảnh chủ có cường đại cùng anh minh như thế nào cũng nhiều nhất chỉ có thể liên tiếp làm 3000 năm, sau đó sẽ thối vị, sẽ phải để xuống hết thảy sự vụ của gia tộc, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện tiên đạo. Cảnh chủ thế hệ này anh vũ hơn người, hùng tài vĩ lược. Đã liên tục làm 2000 năm, hơn nữa ở 120 năm trước liền tỏ vẻ sẽ không tiếp tục làm nữa, sẽ toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Mà người kế nhiệm cảnh chủ được đề cử cũng là ở lúc đó được bắt đầu tìm kiếm và bồi dưỡng, mỗi một mạch đề sẽ bồi dưỡng một vị hậu tuyển giả, khiến cho những hậu tuyển giả này cạnh tranh lẫn nhau, người nào có thể thắng được thì mới trở thành người thừa kế cảnh chủ, người thừa kế cảnh chủ một khi đột phá vũ hóa cảnh liền sẽ lập tức trở thành cảnh chủ một đời mới. Phong Phi Vân gật đầu, lại nói. Như vậy nếu là người cảnh chủ vẫn lạc ở trong niết bàn thì sao? Đó tự nhiên sẽ có hậu tuyển giả khác được chọn ra. Lưu Phủ Lan nói. Rốt cuộc hoàn thành một ngày nghe giảng bài, rời đi Vạn Thư Nhai, Phong Phi Vân cảm giác đau hết đầu, cảnh chủ phủ quyến đoán không thể ở lâu, ở rể Lưu Ly gia tộc lại càng là chuyện tức cười, phải nghĩ một cái biện pháp chạy trốn. Ta cảm thấy vẫn là không sai, ngươi nhìn xem. Có thể vào tay một quận chúa xinh đẹp như vậy, có thể nhận được ủng hộ của thế lực khổng lồ như Lưu Ly gia tộc, mấu chốt là đại quận chúa còn là một nữ nhân trung thủy, sự vụ lớn nhỏ trong nhà cũng không cần ngươi lo lắng, người ta liền là có thể xử lý được ngay ngắn rõ ràng, dù sao nếu như ta gặp được một mẫu ô quy như vậy khẳng định liền gả cho nàng. Mao ô quy cũng muốn cười rồi. Phong Phi Vân lại căn bản không cười ra được, trầm tư nói. Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy. Đó trừ phi là trời sập, nhưng trên thực tế những lão gia hỏa kia của Lưu Ly gia tộc đều là đang đánh chủ ý vào đại khôi lỗi thuật cùng với cái gọi là kỳ bảo ở Cửu Uyên Tiên Thành. Nếu như ta không đem những thứ này giao ra sợ rằng căn bản là không đi ra khỏi đại môn của cản chủ phủ,
cùng với lao tù thì có cái gì khác nhau? Phong Phi Vân liếc liếc về phía sau, có bốn vị lão nhân đi theo hắn gắt gao, liền đứng ở bên ngoài mấy chục thước, nhìn như là đang bảo vệ hắn, kỳ thật bất quá chỉ là đang trông coi hắn, sợ hắn chạy trốn. Mao Ô Quy nghiêm nghị mà nói. Điều này cũng không thể hoàn toàn trách được đại quận chúa, người ta nhưng cũng là bị buộc đến bất đắc dĩ, nếu như nàng thật sự bị tra ra là không còn trong trắng, sợ rằng kết quả sẽ rất bi thảm, ta liền cảm thấy vô luận là nam nhân hay là Ô Quy đực, lạm tình tự nhiên là cũng được, nhưng mà ý thức trách nhiệm lại không thể mất. Phong Phi Vân sờ sờ cằm, lộ ra vẻ trầm tư. Chạm mặt với một đám tu sĩ trẻ tuổi đi tới, nam đều là anh tư bức nhân, nữ đều là siêu phàm thoát tục. Một người đầu lĩnh trong đó chính là Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử mặc tử y sạch sẽ, ngang hông mảnh khảnh có đeo bạch ngọc đái, trên đầu thắt búi tóc kiểu công tử, vẫy vẫy một cái chiến phiến, chuyện trò vui vẻ, hướng Vạn Thư Nhai đi tới. Một người bên cạnh từ rất xa kêu lên. Vị kia không phải là bán yêu mà đại quận chúa yêu ái sao, tựa hồ gọi là Phong Phi Vân. Lúc này rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt căm thù, cũng có người mang theo nụ cười khinh miệt. Còn có một số người đã cười ra tiếng. Đại quận chủ thế nhưng yêu một tên bán yêu, phẩm vị càng lúc càng thấp, vị trí người thừa kế cảnh chủ này sợ rằng không phải là Lưu Tô Tử thì còn là ai. Một tên bán yêu này coi như là một bước lên trời, đây chẳng lẽ chính là côn trùng bay đến đầu cành liền biến thành phượng hoàng trong truyền thuyết sao, ha ha. Lưu Tô Tử xoay người đi đến, tinh mâu mờ mịt, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân một cái, cười nói. Các ngươi nhưng chớ có nói hưu nói vượt, Phong huynh chính là nhân trung long phượng, xa xa không phải là những bán yêu bình thường kia có thể so sánh được. Những thiên tài tuấn kiệt kia đều ngậm miệng lại, đối với Lưu Tô Tử rất kính sợ. Lưu Tô Tử đi tới, chắp tay cười nói. Phong huynh, không nghĩ đến chúng ta lần nữa gặp nhau, thế nhưng lại là ở chỗ này, hơn nữa còn là lấy thân phận như vậy. Trên mặt của Lưu Tô Tử mang theo nụ cười, nói. Ta cảm thấy chỗ này cũng không tệ lắm, non xanh nước biếc, linh khí bức nhân. Bốn vị lão nhân đi theo phía sau Phong Phi Vân thấy đám người Lưu Tô Tử đi qua, đều là lộ ra vẻ mặt đề phòng, bốn người âm thầm nói chuyện với nhau một hồi lâu, một lão giả trong đó xoay người rời đi. Ánh mắt của Lưu Tô Tử khẽ nghiêng sang nhìn, liền là hắng giọng cười một tiếng, nói. Phong huynh mới đến cảnh chủ phủ, sợ là đối với nơi này còn không phải rất quen thuộc. Có mấy chỗ để đi so với phong cảnh nơi này còn đẹp hơn, càng cổ xưa hơn, chỉ cần Phong huynh không sợ bị người nói xấu, ta cũng là không sợ mang Phong huynh đi du lãm những chỗ này. Phong Phi Vân cười nói. Hôm nay sợ rằng không đúng dịp lắm, đại quận chủ còn đang chờ ta trở về. Lông mày của Lưu Tô Tử khẽ ngưng tụ, âm thầm truyền âm nói. Lưu Tô Hồng so sánh với trong tưởng tượng của ngươi càng xảo trá hơn, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ bị hứa hẹn của nàng che mắt. Ngươi hợp tác với nàng sẽ chỉ là bảo hổ lột da, cuối cùng sẽ bị nàng ăn đến sạch sẽ, hai vị thế tử cùng một vị quận chúa của cảnh chủ phủ đều là chết ở trong tay của nàng, cho nên ngươi cần phải hiểu rõ. Lưu Tô Tử không tin Phong Phi Vân thật sự sẽ yêu Lưu Tô Hồng, cảm thấy Lưu Tô Hồng là hứa hẹn cho Phong Phi Vân một thứ gì đó, hai người chính là quan hệ hợp tác. Lưu Tô Tử đối với tài lực vốn có của Phong Phi Vân, còn có đại khôi lỗi thuật mà Phong Phi Vân nắm giữ vẫn là tương đối kiêng kỵ. Nếu như Phong Phi Vân thật sự hợp tác với Lưu Tô Hồng, như vậy có thể sẽ tạo thành uy hiếp thật sự rất lớn. Phong Phi Vân chắp tay nói. Nếu như thất quận chúa không còn phân phó khác, như vậy tại hạ liền cáo từ rồi. Lưu Tô Tử cau mày thật sâu. Đứng lại, một cái bán yêu nho nhỏ như ngươi lại dám không để thất quận chúa vào mắt, thất quận chúa có thân phận bực nào, thành tâm muốn mời ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng không nên không biết xấu hổ. Một vị nam tử mặc ngân sắc chiến giáp trầm giọng mà nói. Vị nam tử mặc ngân sắc chiến giáp này tên là Lưu Hồng Viễn, chính là thúc phụ của Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân biết Lưu Tô Tử xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải tình cờ, nếu thật sự liều chết với đám người kia có lẽ chính là hợp với ý muốn của Lưu Tô Tử. Lưu Tô Hồng lòng dạ độc ác, Lưu Tô Tử lại như thế nào lại là đèn cạn dầu. Có thể ở trong tranh giành người thừa kế cảnh chủ phủ đánh đến một bước cuối cùng. Đều là tồn tại tâm trí cao tuyệt, Lưu Tô Tử không thể nào bởi vì Phong Phi Vân đã từng cứu nàng liền trơ mắt nhìn Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Hồng cường cường liên hợp, cái đó và lợi ích của nàng không tương xứng. Nam nhân sẽ không ở trước đại sự nói giao tình, nữ cường nhân ở trước mặt đại sự cũng tuyệt đối sẽ không nói giao tình. Tranh giành cảnh chủ,
chí thân cũng sẽ giết, huống chi chỉ là bằng hữu có chút giao tình. Phong Phi Vân không muốn lưu lại chỗ này, xoay người rời đi, cũng không có để ý tới Lưu Hồng Viễn kêu gào. Ghê tởm! Lưu Hồng Viễn không nghĩ đến một tên bán yêu thế nhưng không xem lời nói của hắn vào đâu, hai chân trầm xuống, trên cánh tay hiện ra hai cái thú hồn, hóa thành hai đầu thú trưởng ấn khổng lồ hướng Phong Phi Vân áp xuống. Tất cả những tu sĩ kia đều khẽ lui về phía sau, bị khí thế trên người Lưu Hồng Viễn trấn trụ. Phong Phi Vân nhướng mày, cước bộ dừng lại, trong mắt sinh ra lệ sắc âm trầm, trên cánh tay hiện ra một phiến Phật quang, có từng tòa hư ảnh thế giới ở trên cánh tay hắn hiện lên. Hắn cũng không xoay người, cánh tay phản ngược vung ra, trực tiếp đem Lưu Hồng Viễn đánh bay. Thình thịch, khôi giáp của Lưu Hồng Viễn rách nát, hộc một búng máu, lăn trên mặt đất không cách nào bò dậy. Những tu sĩ kia bên cạnh Lưu Tô Tử đều nghe nói qua sự cường đại của bán yêu này, từng đã đánh bại Cố Bát thiếu gia đệ nhất thiên tài Diệp Hồng Cảnh, nhưng mà đều chưa tận mắt nhìn thấy cho nên trong lòng cũng là khinh thị mấy phần, nhưng mà giờ phút này tận mắt nhìn thấy thực lực của bán yêu này, sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt, chỉ có im lặng. Phật quang trên cánh tay của Phong Phi Vân thu liếm, nói. Tử công tử, ta đối với ngươi không có uy hiếp, đừng lại tìm người tới đối phó ta, đối thủ của ngươi chính là đại quận chúa. Lưu Tô Tử trợn trắng mắt nói. Phong Phi Vân, chúng ta miễn cưỡng cũng có thể xem như bằng hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lẫn vào trong việc tranh giành người thừa kế của cảnh chủ phủ, bán yêu không có đại bối cảnh như ngươi sẽ chết rất nhanh. Thành thật mà nói, nếu không phải nhìn ở trên phần ngươi đã cứu ta hai lần, ta còn thật không muốn nói nhảm nhiều như vậy với ngươi, ngươi có biết ngươi là một người không biết thức thời chút nào hay không, hơn nữa rất khó sống chung. Phong Phi Vân nhìn bầu trời một chút, cười cười, nói. Ta cùng đại quận chúa là yêu nhau thật lòng, nếu như tử công tử thật sự là bằng hữu của tại hạ, xin thối lui khỏi tranh giành người thừa kế cảnh chủ. Ngươi đây là đang nằm mơ. Lưu Tô Tử lắc đầu thở dài. Không sai, người đây là đang nằm mơ. Một cái thanh âm oanh minh vang lên, giống như là một phiến lôi đình cuồn cuộn mà qua, một kiện cổ đỉnh huyền phù ở trường không, cao chừng mấy chục thước, toàn thân phát ra tử sắc quang mang, bên trên cổ đỉnh có một trung niên nhân mặc bạch sắc trường bào đang đứng, trầm giọng mà nói. Một tên bán yêu cũng dám đánh đệ tử của Lưu Ly gia tộc chúng ta bị thương, thật sự là muốn tạo phản rồi, hôm nay lão phu sẽ thay mặt cảnh chủ trấn giết tên cuồng đồ dĩ hạ phạm thượng như ngươi. Đăng! Cổ đỉnh oanh áp xuống giống như là một tòa tử sắc tinh đồng sơn thể. Một cỗ khí tức này thật sự là quá kinh khủng, trung niên nhân này càng là nhân vật cấp bậc vũ hóa hiền giả, một thân vũ hóa khí đều ngưng tụ ở trên cổ đỉnh. Lưu Tô Tử cũng khẽ cau mày lại, chợt đã hiểu chuyện gì xảy ra, xem ra hết thảy đây đều là bát thúc cùng những lão gia hỏa kia bố cục, bát thúc cố ý bị Phong Phi Vân đánh trọng thương, sau đó lão gia hỏa này là có thể danh chính ngôn thuận đi trấn áp Phong Phi Vân. Lão gia hỏa này xem ra cũng biết ta có chút giao tình với Phong Phi Vân, sợ ta không hạ sát thủ được, cho nên bọn họ tính toán tự mình xuất thủ. Lưu Tô Tử có chút thương hại nhìn Phong Phi Vân một cái, nếu những lão gia hỏa kia đã quyết định muốn trấn áp hắn, đó khẳng định là có chuẩn bị mà đến, nàng nên nói đều đã nói, nên khuyên đều đã khuyên, cũng không cảm thấy có lỗi với Phong Phi Vân. Các ngươi làm đến cũng thật quá táo bạo đi, hắn nhưng là người của đại quận chúa. Ba vị lão giả kia ở phía sau Phong Phi Vân đều là cường giả, đồng thời xuất thủ, riêng mình tế ra linh khí, hướng cự đỉnh trên bầu trời kia oanh kích tới. Oanh! Trên cổ đỉnh kích động ra một tầng tử sắc quang mang đem ba vị lão giả kia bắn bay ra ngoài. Bạch bào trung niên nhân đứng ở trên cổ đỉnh kia trầm giọng mà nói. Lưu Phủ Thanh, Lưu Phủ Việt, Lưu Phủ Vũ, ba người các ngươi còn có ý tứ nói chuyện sao? Nhìn xem một tên bán yêu kia khi dễ đệ tử Lưu Ly gia tộc ta như thế, thế nhưng lại không ra tay trấn áp, trơ mắt nhìn một tên bán yêu phát ra uy phong, sau này lại thu thập các ngươi. Bạch bào trung niên nhân kia chính là một vị hiền giả thuộc về nhất mạch của Lưu Tô Tử, cũng là nhân vật có bối phận chữ phủ, tên là Lưu Phủ Vu. Bất quá Lưu Phủ Vu nhưng là nhân vật đứng đầu thuộc về bối phận chữ phủ, đã sớm bước vào vũ hóa cảnh. Tiểu bói, biết điều một chút tự phế tu vi. Theo bổn tọa đi luyện ngục đại lao, nếu không chờ đợi ngươi sẽ chỉ là một chữ chết. Lưu Phủ Vu trầm giọng mà nói. Phong Phi Vân lẳng lặng mà đứng, lộ ra vẻ rất thong dong, cũng không đem lời của Lưu Phủ Vu xem vào đâu. Lưu Phủ Vu, một mạch các ngươi làm đến thực sự quá phận rồi. Lưu Phủ Thanh triệu hồi ra một thanh cự truy,
dẫn đến vạn thiên lôi điện, hướng Lưu Phủ Vũ oanh áp qua. Đồ vô dụng, lúc còn trẻ không phải là đối thủ của ta, bây giờ còn muốn giao thủ với ta. Lưu Phủ Vũ khí độ thần tuấn, lực lượng trên người có thể bạt sơn, một chưởng đem Lưu Phủ Thanh đánh cho hộc máu, trực tiếp quỳ phục ở trên mặt đất, hai chân đều bị đánh gãy. Lưu Phủ Việt cùng Lưu Phủ Vũ cũng liên tục xuất thủ, nhưng mà lại đều bị Lưu Phủ Vũ đã gục trên mặt đất, quỳ xuống một loạt. Ba lão gia hỏa các ngươi đánh mất thể diện của cảnh chủ phủ rồi, vốn nên đem các ngươi đều đánh chết, bất quá nhìn ở trên mặt mũi của đại quận chúa liền tạm thời tha cho các ngươi một mạng, các ngươi ở chỗ này quỳ ba ngày đi. Lưu Phủ Vũ trác nhiên mà đứng, thần tình vĩ ngạn, có một loại tư thái siêu nhiên. Hào khí trở nên khắc nghiệt, vòng trời lờ mờ, tựa hồ đang thai nghén lấy một hồi đại phong bạo. Một vị nữ tử trẻ tuổi sau lưng Lưu Tô Tử che miệng mà cười, mang theo vài phần khinh miệt. Hắc hắc, Phủ Vu lão tổ vừa ra tay, thật sự quá cường thế, đánh cho một phương nhân mã đại quận chúa đến hoa rơi nước chảy. Xem ra nhân mã nhất mạch bọn họ mới là cường giả xuất hiện lớp lớp, người kế thừa cảnh chủ đời tiếp theo nên sinh ra từ nhất mạch bọn họ mới đúng. Tên bán yêu này cũng thật sự quá kiêu ngạo, trên địa bàn của Lưu Ly gia tộc cũng dám kiêu ngạo như vậy, thật sự phải cho hắn chịu chút đau khổ, hắn mới biết được mình có thân phận gì. Mí mắt Lưu Tô Tử co rút lại, niệm đến giao tình với Phong Phi Vân, trong nội tâm sinh ra lòng thương cảm, nói. Phong Phi Vân, người bây giờ cút ra cảnh chủ phủ, ta có thể ở trước mặt Phủ Vu lão tổ xin tha cho ngươi, giúp ngươi giữ được một mạng. Đúng, cút ra cảnh chủ phủ. Cút ra cảnh chủ phủ. Phong Phi Vân thờ ơ lạnh nhạt, nói. Thất quận chúa, người quá ngây thơ rồi, Phủ Vu lão tổ nói rõ là vì đại khôi lỗi thuật mà đến. Há có thể thả ta rời đi được chứ? Lưu Phủ Vu đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy, lỗ mũi cơ hồ như muốn hất lên trời, nói. Tử nhi, chuyện này ngươi cũng đừng có quản nhiều, tên bán yêu này thật sự quá cuồng vọng, ở cảnh chủ phủ cũng dám đánh đệ tử Lưu Ly gia tộc, loại cuồng đồ này nếu để hắn bình yên vô sự rời khỏi cảnh chủ phủ, vậy thì thể hiện Lưu Ly gia tộc ta để đâu đây? Phong Phi Vân cười nói. Thể diện Lưu Ly gia tộc lại dựa vào trấn áp một bán yêu để vãn hồi, cái thể diện này cũng không khỏi quá không đáng giá đi. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao, quỳ xuống cho ta. Lưu Phủ Vu ngưng tụ ra một cái thủ ấn, những đường vân trên lòng bàn tay phảng phất như biến thành một mảnh sông lớn dài hẹp, bao gồm thiên địa đại lực, đè ép xuống Phong Phi Vân. Sắc mặt Phong Phi Vân cũng lạnh lẽo, sau lưng bày biện ra một vạn đầu linh thú chiến hồn, mỗi một đầu đều bàng bạc khiếp người. Tựa như một vạn đầu thái cổ linh thú tồn tại chân thật vậy. Lực lượng mỗi một đầu linh thú chiến hồn đều có thể sánh với tu sĩ Niết Bàn đệ lục trọng. Phong Phi Vân đánh ra một chưởng, mang theo lực lượng của một vạn vị tu sĩ Niết Bàn đệ lục trọng, đây là một cổ lực lượng rung trời động địa, khiến chưởng ấn của Lưu Phủ Vu cũng phải nứt vỡ. Lưu Phủ Vu cũng bị đánh cho đầy bụi đất, trong lòng lửa giận ba trượng. Tốt cho tên bán yêu ngươi, quả thật có vài phần bổn sự đấy. Cổ đỉnh màu tím dưới chân Lưu Phủ Vu tự động bay lên, vũ hóa chi khí hoàn toàn bộc phát, toàn bộ thiên địa đều bị ánh sáng tím bao phủ, ngang nhiên đè ép xuống dưới. Ầm ầm, toàn bộ thiên mạc đều tối sầm. Phong Phi Vân khí thế trên người huy hoàng, đứng nghiêm, tựa như một vị vạn thú tôn giả, trên hai tay ngưng tụ ra bóng dáng vạn thú, trực tiếp chụp lấy một chân cổ đỉnh. Bành, phát ra một tiếng vang không hỗn. Lưu Phủ Vu biến sắc. Lực lượng tên bán yêu này sao lại cường hoành như vậy? Dáng vẻ này nào giống một bán yêu chứ, quả thực giống như một vị vũ hóa tiên hiền thì đúng hơn. Phong Phi Vân sắc mặt nghiêm nghị, nâng lây cổ đỉnh, sau đó vung mạnh một cái, thân thể Lưu Phủ Vu cũng theo cổ đỉnh chuyển động, sau đó bị quẳng ra ngoài. Oanh! Lưu Phủ Vu cùng cổ đỉnh kia đều đụng vào lòng núi, phát ra một tiếng vang thật lớn, như chuông lớn bị chấn vang vậy. Những tu sĩ chung quanh đều trợn mắt hốc mồm, tên bán yêu này cũng quá nghịch thiên đi, hai ba chiêu đã đánh bay một vị vũ hóa tiên hiền rồi. Con mắt Lưu Tô Tử gợn sóng, thở ra một hơi thật sâu, chăm chú cắn hàm răng. Tu vị tiến cảnh tên bán yêu chết tiệt này thật sự quá nhanh, lại trở nên mạnh mẽ rồi, loại tốc độ tu luyện này quả thật nhanh hơn bất kỳ ai. Bành! Lưu Phủ Vu từ trong lòng núi bay ra, tóc tai bù xù, người đầy bụi đất, trong tay cầm một cái cổ đỉnh. Hai mắt trở nên dữ tợn, mặt cũng biến dạng, nói. Đi chết đi à! Người đâu? Sắc mặt dữ tợn của hắn đột nhiên sửng sốt, tên bán yêu kia đâu rồi?
Bá! Một đạo gió mát thổi tới. Phong Phi Vân đứng trên cổ đỉnh cực lớn trong tay Lưu Phủ Vu, áo trắng như tuyết, thân thể thẳng tắp, trường bào theo gió mà phiêu, phiêu giật nói không nên lời. Lưu Phủ Vu cũng phát giác được Phong Phi Vân xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong lòng càng kinh, tốc độ thật nhanh. Oanh! Một cổ lực lượng khổng lồ từ đỉnh đầu truyền đến, Lưu Phủ Vu chỉ cảm thấy phảng phất như một phiến thiên địa ép lên người mình, thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, xương cốt trên người đùng đùng vang vọng, thân thể đang không ngừng run rẩy run. Phong Phi Vân ôm hai tay, lần nữa mạnh mẽ dậm một cước, một đạo Phật mang kim sắc từ lòng bàn chân truyền ra, trực tiếp xuyên thấu qua cổ đỉnh, oanh kích lên trên người Lưu Phủ Vu. Phốc! Lưu Phủ Vu miệng phun máu tươi, hai chân gãy xương, quỳ rạp xuống trên mặt đất. Phong Phi Vân trấn áp Lưu Phủ Vu dưới chân, thản nhiên nói. Ta vốn không muốn gây chuyện ở cảnh chủ phủ, các ngươi cứ gì lại khổ sở bức bách chứ? Lưu Phủ Vu sắc mặt đỏ lên, so với bọn người Liễu Phủ Thanh còn muốn biệt khuất hơn, bị một tên bán yêu trấn áp khiến quỳ trên mặt đất, một tấm mặt mo này xem như mất hết rồi. Tiểu bối, ngươi làm quá mức rồi. Một thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Cùng lúc đó, một cổ huy hoàng chi khí hàng lâm xuống, một vòng liệt nhật lơ lửng trên trời cao, bên trong vòng liệt nhật kia bao lấy một đầu tam thúc thần điểu, cực giống với kim ô trong truyền thuyết. Sau khi cổ lực lượng này truyền ra, toàn bộ nhiệt độ giữa thiên địa đều tăng lên mảng lớn, không khí trở nên vặn vẹo, đại địa như muốn hóa thành nham tương, tất cả tu sĩ ở đây đều bị cổ lực lượng kia đè khiến quỳ rạp trên mặt đất. Đây là một cổ khí thế quân lâm thiên hạ, bế nghĩa vô địch. Phong Phi Vân nhảy ra khỏi cổ đình, liên tiếp lui về sau vài trăm thước trên mặt đất mới miễn cưỡng đứng vững, vội vàng điều động lực lượng ngũ tọa vực trong thân thể chống cự khí tức bàng bạc từ trên thiên mạc đánh xuống kia. Đây là thập ngũ phẩm linh khí. Trên trán Phong Phi Vân mồ hôi như hạt đầu, mặc dù có ngũ tọa vực ra thân nhưng vẫn không chịu nổi cổ lực lượng khổng lồ kia. Lưu Ly gia tộc cường đại như vậy, vậy mà có được thập ngũ phẩm linh khí. Linh khí sau khi đạt tới thập phẩm, mỗi gia tăng một phẩm, lực lượng đều sẽ tăng lên một cấp bậc hoàn toàn khác, hơn nữa còn kèm theo một ít lực lượng đặc thù khác. Đây là chấn tộc thần khí Kim Ô Bảo Luân của Lưu Ly gia tộc, trong lịch sử từng đè chết qua một vị bán thánh, những lão gia tử kia vậy mà điều động cả thần khí này, xem ra ta vẫn coi thường quyết tâm trấn áp Phong Phi Vân của bọn hắn rồi. Sắc mặt Lưu Tô Tử đột nhiên biến đổi. Kiện chấn tộc thần khí này cũng là lần đầu nàng nhìn thấy. Trước kia đều chỉ nghe nói qua thôi. Chỉ một đạo khí tức tràn ra thôi cũng đã ép tới khiến vũ hóa hiền giả cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Đây không chỉ đơn giản là chuyện trấn áp Phong Phi Vân, đây là hai đại mạch của Lưu Ly gia tộc đang đấu pháp, đến cùng là vật gì đáng cho những lão nhân mời ra chấn tộc thần khí như Kim Ô Bảo Luân chứ? Đại khôi lỗi thuật. Nhất định là đại khôi lỗi thuật. Ầm ầm. Đúng lúc này, một phương hướng khác bay lên một đầu sông dài màu bạc. Đầu sông dài màu bạc nà như do ngôi sao đầy trời hội tụ mà thành, che khuất bầu trời, cũng bộc phát ra thần mang vô cùng mênh mông, cách không tương đối với Kim Ô Bảo Luân. Lại một kiện chấn tộc thần khí Ngân Hà Thiên Toa. Đây là một kiện chiến binh trong truyền thuyết, nghe đồn chính là chiến bảo do tổ tiên Lưu Ly gia tộc tự mình tiến đến ngoại vực, cô đọng một vạn khỏa tinh thần, cuối cùng ngưng tụ thành. Một đám lão nhân từ trên Ngân Hà đi tới, như trích tiên đến thế gian. Lưu Tô Hồng cũng đi bên người đám lão nhân này. Tứ tổ quơ quơ ống tay áo, cuốn Phong Phi Vân tới, sau đó trầm giọng nói. Lão Lục, người làm quá mức là các ngươi, Phi Vân và Hồng Nhi chính là thật tâm mến nhau, các ngươi tội gì phải khó xử bọn hắn. Hình không lên thánh nhân, bổng không đánh uyên ương. Có người thở dài. Bên ngoài hư không truyền đến một tiếng cười lạnh. Lão Tứ, Lão Ngũ, đừng ở đó giả bộ làm người tốt nữa. Các ngươi đang đánh chủ ý gì ta lại không biết sao, các ngươi thật đúng là giỏi tính toán, vì đạt được thái cổ bát thuật, vậy mà không tiếc cả đại quận chúa cho một tên bán yêu, các ngươi không biết mất mặt, nhưng ta thấy mất mặt đấy. Tứ tổ sắc mặt tái nhợt, nói. Chuyện giữa Hồng Nhi và Phi Vân, Hồng Nhi đã sớm bẩm báo cho cảnh chủ, trước đây, chúng ta căn bản không biết trên người Phi Vân có một trong thái cổ bát thuật. Ngân ngân, có biết hay không? Vậy cũng chỉ có trong lòng các ngươi mới biết được rồi, dù sao muốn quận chú của Lưu Ly gia tộc ta gả cho một tên bán yêu, ta là người đầu tiên phản đối. Trong lòng Phong Phi Vân cười thầm, đây chính là phiền não của đại gia tộc, truyền thừa đã lâu, nhưng phe phái quá nhiều, như vậy thì tất nhiên sẽ xuất hiện bất đồng,
xem ra Lưu Ly gia tộc mặt ngoài cường thịnh nhưng cũng không phải là bền chắc như thép. Lưu Tô Hồng cười dịu dàng nói. Không cần lo lắng, Lưu Ly gia tộc cũng không phải do bọn hắn định đoạt. Phong Phi Vân lắc đầu, cười nói. Ngươi nói bọn hắn thật sự sẽ đánh nhau sao? Cái này, khó mà nói. Lưu Tô Hồng trầm ngâm, trong lịch sử Lưu Ly gia tộc cũng phát sinh qua náo động gia tộc không chỉ một lần, trong đó có mấy lần càng hiếu chút nữa đã khiến Lưu Ly gia tộc chia năm xẻ bảy. Sự xuất hiện của Thái Cổ Bát Thuật, thật sự khiến vô số người phải động tâm. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm cường hoành vang lên. Đã đủ rồi. Chỉ hai chữ, nhưng lại chấn khiến màng tai tất cả mọi người đều đau nhức, coi như là bọn người tứ tổ và lục tổ cũng đều có chút biến sắc. Một người tuổi còn trẻ từ trong mây mù đi ra, tuổi đại khái chừng 28, 29, tuy rằng nhìn như trẻ tuổi, nhưng trên người lại mang theo một cổ lão luyện và uy nghiêm, trong đôi mắt sáng người hữu thần cũng có thứ gì đó không nói nên lời, dù sao cũng không giống như ánh mắt một người trẻ tuổi nên có. Hắn tuy rằng nhìn như chỉ có 28, 29, nhưng đã sống hơn 2.000 năm. Đúng là gia chủ Lưu Ly gia tộc thế hệ này, cũng là cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, Phong Hồng Nhật Nhân Tước, tên gọi là Lưu Hồng. Cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh tuy rằng nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng uy thế lại tương đối bức người, cổ khí độ khiến nhân vật như tứ tổ và lục tổ cũng phải khuất phục, không dám khiêu chiến vị cảnh chủ đại nhân này. Còn không mau thu hồi chiến binh lại, đây là muốn phân ra sao? Diệp Hồng Cảnh chủ sau khi uy nghiêm, thần sắc lại trở nên hiền hòa, trên gương mặt trẻ tuổi anh Tuấn mang theo vài phần vui vẻ. Mặc cho ai cũng khó có thể tưởng tượng, đương kim chủ nhân Diệp Hồng Cảnh lại là một vị nam tử trẻ tuổi như thế, nếu là người nhãn lực không đủ thì nhất định sẽ cảm thấy tuổi của hắn không vượt quá 30. Phong Phi Vân xa xa trông qua, trong lòng cũng có chút ngưng trọng, vậy mà không cách nào nhìn thấu được hắn, tu vị chỉ sợ còn trên cả tứ tổ. Không hổ là một phương cảnh chủ. Chỉ nói một câu đã khiến hai phe đội ngũ đều phải khuất phục, nhao nhao thu hồi chiến khí thần binh. Lục tổ từ trong hư không đi ra, trên người bao vây lấy một mảnh vân hà màu vàng, tóc trắng trên đầu dài đến vài thước, phiêu động trên thiên mạc, nói. Bái kiến cảnh chủ, Lưu Phù Mộc kiên quyết phản đối để quận chúa Lưu Ly gia tộc gả cho một tên bán yêu. Tứ tổ từ trên thần lộc đi xuống, con mắt híp lại, nói. Bái kiến cảnh chủ. Phong Phi Vân hiện giờ chính là lãnh tụ tinh thần của bán yêu minh, hắn lại cùng Hồng Nhi mến nhau, nếu Lưu Ly gia tộc chúng ta cứ thế chia rẽ bọn hắn, chỉ sợ sẽ khiến bán yêu khắp thiên hạ căm thù. Diệp Hồng Cảnh chủ mặt trắng không tì vết, y quan chỉnh tề, giơ tay lên nói. Hai vị tổ thúc không cần nhiều lời, chuyện này ta đã biết, đây không phải một chuyện nhỏ, ta đề nghị chiêu tập lão nhân của thất mạch cùng nhau thương thảo, tốt nhất có biện pháp điều giải cho thỏa đáng. Diệp Hồng Cảnh chủ mặc dù nói rất hiền hòa, nhưng trong lời nói lại để lộ ra một cổ uy thế ẩn ẩn, biểu đạt ra một loại ý chí. Ta đây không phải là thương thảo với các ngươi, mà là mệnh lệnh. Tất cả đều theo cảnh chủ làm chủ. Tứ tổ và lục tổ đều cung kính cúi đầu. Ông, chín âm thanh thiên trung vang lên, vang vọng toàn bộ cảnh chủ phủ, sau đó truyền bá đến toàn bộ Hồng Diệp Tinh, từng đạo tin tức tiếp tục truyền ra, lan tràn đến tất cả đại vực toàn bộ Diệp Hồng Cảnh. Những lão nhân của Lưu Ly gia tộc đều nhao nhao trở về, sau đó chạy về phía Thiên Tề Cung. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà lại đánh Thiên Trung? Hình như là bởi vì một tên bán yêu. Lần này huyên náo không nhỏ, lão tứ và lão lục thiếu chút nữa đã đánh nhau rồi. Lưu Ly gia tộc thật lâu không xảy ra dung chuyện lớn như vậy rồi. Nguyên một đám lão nhân trở về, từng đạo khí tức khủng bố mà cường hoành từ phía chân trời xẹt qua. Như từng khỏa lưu tinh bay đến, kinh động đến toàn bộ tu sĩ Hồng Diệp Tinh. Nếu cảnh chủ đã nhúng tay vào việc này thì không có khả năng đánh nhau rồi. Lưu Tô Hồng lộ ra rất nhẹ nhàng, trên gương mặt óng ánh ngọc bạch mang theo nụ cười thản nhiên. Phong Phi Vân đứng trên vạn thư nhai, ngắm nhìn tòa tiên cung lơ lửng giữa mây trắng ở xa xa, đó chính là cung điện nghị sự của Lưu Ly gia tộc, Tề Thiên Cung, cũng là nơi quyền uy nhất cả Diệp Hồng Cảnh, ở đó nếu có một mệnh lệnh truyền ra. Liền có thể điều động vực chủ khắp nơi. Đương nhiên muốn đi vào Tề Thiên Cung, ít nhất cũng cần tu vị cấp bậc vũ hóa, tu sĩ trẻ tuổi chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Phong Phi Vân sờ lên cằm, nói. Vị cảnh chủ kia của các ngươi ngược lại có chút mạnh. Sự cường đại của cảnh chủ đại nhân không phải ngươi có thể tưởng tượng đâu, mặc dù mới tu luyện hơn 2.000 năm,
nhưng ở trên vạn tộc chiến trường đã có được quân công cấp bậc chiến thần, trong toàn bộ đệ lục trung ương vương triều cũng là tồn tại có uy danh hiển hách. Lưu Tô Hồng kính nể nói, chiến thần đã là vinh dự cao nhất của nhân loại, cần lập 100 triệu điểm quân công, mới có thể có được loại xưng hô vinh dự này. Phân lượng của chiến thần cũng hơn xa những đại hiền giả kia. Vậy hắn là đệ tử của nhất mạch nào? Phong Phi Vân càng quan tâm đến vấn đề này hơn. Thần sắc Lưu Tô Hồng trở nên ngưng trọng, có chút nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Tử, sau đó nói. Hắn là cha ruột của Lưu Tô Tử. Sắc mặt Phong Phi Vân cũng có chút biến đổi, nói. Vậy ngươi vẫn đấu với nàng, đây không phải là muốn chết sao, xong rồi, vị cảnh chủ đại nhân kia của các ngươi khẳng định thiên về phía Lưu Tô Tử, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ta sẽ khó giữ được rồi, nếu không chúng ta bỏ trốn đi. Lưu Tô Hồng liếc Phong Phi Vân, nói. Tranh giành người thừa kế cảnh chủ cũng không thể nhúng tay, huống hồ toàn bộ Lưu Ly gia tộc cũng không phải chỉ do một mình cảnh chủ định đoạt, thất mạch lão tổ đoàn cũng có sức nặng rất lớn. Thất mạch lão tổ đoàn. Phong Phi Vân nói. Lưu Tô Hồng nói. Thất mạch lão tổ đoàn tổng cộng do 21 người tạo thành, tuyển ra từ trong các vị lão tổ từ 3.000 tuổi đến 8.000 tuổi, cùng cảnh chủ cùng nhau quản lý Diệp Hồng Cảnh và Lưu Ly gia tộc. Lão tổ đoàn, mỗi 6.000 năm thay đổi thành viên một lần, thành viên lão tổ đoàn mỗi 1.000 năm sẽ tiến hành một cuộc tỉ thí, sau đó chế định bài danh, do đó quyết định quyền nói chuyện và lực ảnh hưởng của thành viên lão tổ đoàn. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói. Tứ tổ và lục tổ đều là thành viên thất mạch lão tổ đoàn rồi. Đúng là như thế, nhất mạch chúng ta tổng cộng có 8 vị lão tổ trở thành thành viên thất mạch lão tổ đoàn, quyền nói chuyện không thể coi thường. Lưu Tô Hồng vẫn tràn đầy tự tin, trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ. Đã biết rõ lão ngoan đồng chính thức của Lưu Ly gia tộc sẽ không hiện thân, hiện giờ những người này chính là cường giả bên ngoài của Lưu Ly gia tộc. Nội tình những viễn cổ cự đầu này thật sự không thể coi thường. Phong Phi Vân càng thêm đau đầu, xem ra muốn chạy ra cảnh chủ phủ thật sự là chuyện khó lớn lên trời, đáng chết hơn là cảnh chủ đại nhân còn là phụ thân của đối thủ cạnh tranh, thật sự càng thêm hung hiểm rồi. Phong Phi Vân không khỏi nhìn thoáng qua Lưu Tô Tử, nàng tự đứng cách đó không xa, nhìn qua Tề Thiên Cung xa xa, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, tựa hồ đang suy tư gì đó. Cảm nhận được ánh mắt Phong Phi Vân, nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt co rụt lại, âm thầm truyền âm nói. Đã sớm bảo ngươi xéo đi, lại luôn không nghe khuyên bảo, hiện giờ nhìn chằm chằm ta thì làm được gì, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Phong Phi Vân khóe miệng nhếch lên. Truyền âm nói. Còn không phải bị vị Thủy Nguyệt Thánh Nữ kia làm hại sao, nếu không phải nàng nói ra đại khôi lỗi thuật thì cũng sẽ không gây ra sóng gió lớn vậy rồi. Hiên viên nhất nhất. Lưu Tô Tử nói. Là hiên viên anh Vũ. Phong Phi Vân sờ sờ mũi, nói. Lại nói nàng đi nơi nào rồi, nàng phải là không muốn gặp mặt ta, còn ngồi xổm cạnh góc tường vẽ vòng tròn không? Lưu Tô Tử không ngừng dao động quạt xếp, sau đó trợn trắng mắt, nói. Ngươi đánh giá mình quá cao rồi, Thủy Nguyệt Thánh Nữ há ngươi muốn gặp là gặp. Đúng lúc này, tâm tư Phong Phi Vân ngưng tụ, đột nhiên cảm giác mình dừng lại ở cảnh chủ phủ tuy rằng rất nguy hiểm, sát cơ khắp nơi, nhưng lại an toàn hơn bên ngoài nhiều. Ở Di Chỉ Cửu Uyên Tiên Thành, mình bị rất nhiều cường giả nhìn thấy, có thể tưởng tượng, một khi mình ra khỏi cảnh chủ phủ nhất định sẽ có vô số người đến đối phó, bá chủ khắp hoàn thiên cảnh, âm phủ giới, thần thấp bà V. V. Hiên viên nhất 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 định cũng sẽ dẫn hắn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, mà hắn bây giờ lại tuyệt đối không thể đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, sau khi xảy ra chuyện Lưu Tô Hồng thì nếu hiên viên nhất nhất muốn dẫn hắn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tự nhiên sẽ bị kéo dài ra rất nhiều. Nghĩ như vậy, dừng lại ở cảnh chủ phủ kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể tạm thời lợi dụng cái ô dù này để ngăn cản áp lực khắp nơi từ bên ngoài. Phong Phi Vân không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi nói với nàng gì thế? Lưu Tô Hồng thấp giọng hỏi. Linh giác nàng rất cường đại, phát giác được âm tần chấn động giữa Phong Phi Vân và Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân cười nói. Nàng nói ngươi là một nữ nhân tâm tư ác độc, bảo ta cách ngươi xa một chút. Đôi mắt Lưu Tô Hồng nhíu lại, trong mắt sinh ra vài phần hàn ý. Nàng ngược lại rất quan tâm ngươi đấy. Dù sao cũng là một nửa bằng hữu mà. Phong Phi Vân cười nói. Bọn người Phong Phi Vân lộ ra có chút nhẹ nhõm. Nhưng bên trong Tề Thiên Cung lại đang tranh đấu gây gắt, một cổ ý niệm cường hoành từ bên trong tản mát ra.
Đúng lúc này bên ngoài cảnh chủ phủ truyền đến một tiếng kêu cao giọng. Thánh đình sứ giả giá lâm. Toàn bộ cảnh chủ phủ đều oanh động, mà ngay cả những lão nhân trong Tề Thiên Cung cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, nhao nhao đi ra đón tiếp. Thánh đình sứ giả sao lại đến? Khẳng định có đại sự xảy ra. Thánh đình tuy rằng đã suy nhược lâu ngày, nhưng vẫn có được lực ảnh hưởng không nhỏ, đại biểu cho cơ cấu thống trị cao nhất tại đệ lục trung ương vương triều. Những tu sĩ trẻ tuổi của cảnh chủ phủ cũng đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhao nhao suy đoán nguyên nhân vì sao thánh đình sứ giả lại hàng lâm. Một cỗ giao long cổ liễn lướt qua trên bầu trời, một đám tu sĩ ăn mặc quan trang màu xanh đi theo, mỗi người đều có một cổ quý khí, tu vị đều không yếu. Thánh đình sứ giả từ bên trong cổ liễn đi ra, là một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, run rẩy áo bào trên người, thanh âm có chút lanh lảnh, cười nói. Hồng Nhật Tước gia không hổ là chiến thần đương thời, một đường đi đến, chứng kiến Diệp Hồng cảnh nhất phái phồn vinh hưng thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, linh mạch minh mông cuồn cuộn, đây là rầm rộ hiện ra a hát. Diệp Hồng cảnh chủ ngồi ở trong Tề Thiên Cung, uy nghiêm bức người, cũng không đứng người lên nghênh đón cái gọi là thánh đỉnh sứ giả kia, chỉ cười nói. Sứ giả đường xa mà đến, khổ cực rồi, dọn chỗ. Thánh đỉnh sứ giả thụ sủng nhược kinh, không ngớt lời bái tạ. Dưới sự túm tụng của một đám lão nhân đi vào Tề Thiên Cung. Phong Phi Vân nhíu mày, nói. Cảnh chủ đại nhân tựa hồ cũng không để vị thánh đình sứ giả kia vào mắt lắm. Theo Phong Phi Vân thấy, cái gọi là thánh đình sứ giả có lẽ cũng tương đương với sứ giả của Tấn Đế ở Thần Tấn Vương Triều. Ở Thần Tấn Vương Triều, sứ giả Tấn Đế đã có thể tương đương với Tấn Đế tự mình đến, coi như là một phương phủ chủ cũng phải quỳ xuống hành lễ. Nhưng từ thái độ của Diệp Hồng cảnh chủ mà xem, thánh đình sứ giả này ngoại trừ thân phận có chút dọa người ra, tựa hồ cũng không có địa vị gì. Lưu Tô Hồng khinh thường cười, nói. Từ khi đệ lục trung ương vương triều vừa thành lập, thánh đình là tồn tại vô thượng quyền uy, cảnh chủ khắp nơi đều phải nghe theo mệnh lệnh, nhưng thánh đình hiện giờ cũng đã sớm không còn cường thế nhưng năm đó rồi, bất quá chỉ là chúa tể trên danh nghĩa của đệ sáu trung ương vương triều, thùng rỗng kêu to, cảnh chủ khắp nơi cũng đã sớm không để nó vào mắt rồi. Cảnh chủ khắp nơi hiện giờ đều ủng binh tự trọng, nội tình cường đại, tựa như chư hầu một phương, đừng nói là thánh đình sứ giả, coi như là thánh đình chúa tể cũng chưa hẳn đã được các vị cảnh chủ tước gia để vào mắt. Các vị tước gia bọn họ nghe điều không nghe tuyên đó là chuyện thường, người cũng không cần ngạc nhiên. Nghe đồn, đương kim thánh đình chúa tể chính là thứ cặn bã, chẳng qua chỉ là một con chó được thần thiên tước gia nuôi. Nghe nói một vị thế tử của thần thiên tước phủ lên giường với tuyết thần quý phi mà thánh đình chúa tể yêu mến nhất, thánh đình chúa tể tận mắt thấy một màn này cũng nhanh chóng rời đi, không dám lộ ra, thậm chí cũng không dám quấy rầy vị thế tử kia, chỉ là dám phát giận trong thánh đình, dùng đầu đập vào tường, say rượu 3 ngày mới tỉnh, cái này đã trở thành trò cười mà người trong thiên hạ đều biết. Người nói thánh đình chúa tể như vậy, vị cảnh chủ tước gia nào sẽ để hắn vào mắt chứ? Lưu Tô Hồng cười lạnh lắc đầu. Phong Phi Vân cũng cười lắc đầu, nếu một vị chúa tể làm được phân thượng này, quả thật cũng đủ biệt khuất. Tuy rằng thánh đình hiện giờ suy nhược lâu ngày, thùng rỗng kêu to, nhưng dù sao cũng là chúa tể trên danh nghĩa của đệ lục trung ương vương triều, có được địa vị thần thánh, cảnh chủ tước ra khắp nơi có lẽ cũng không để bọn họ vào mắt, nhưng cũng không thể làm quá mức được. Lưu Tô Hồng cười lạnh nói, cảnh chủ đại nhân có thể dọn chỗ cho thánh đình sứ giả cũng đã cho hắn đủ mặt mũi rồi. Nếu gặp phải cảnh chủ khác, đoán chừng cũng sẽ không chào đón thánh đình sứ giả này thế nào đâu. Thánh đình sứ giả tới cũng nhanh, đi cũng rất nhanh, một đoàn người rất nhanh liền rút đi như thủy triều. Không bao lâu, Lưu Tô Hồng liền thu được truyền âm của một vị lão tổ trong Tề Thiên Cung, sớm biết được nguyên nhân vì sao thánh đình sứ giả tiến đến. Dù sao nàng chính là người được đề cử thừa kế cảnh chủ, địa vị ở Lưu Ly gia tộc rất cao, không giống với tu sĩ khác. Sớm truyền tin tức cho nàng cũng là để thuận tiện cho nàng sớm tìm cách ứng đối. Phong Phi Vân đã tu luyện đại diễn thuật đến cảnh giới sâu đậm, đại diễn vực lặng lẽ tản mát ra đi, nghe lén tin tức mà vị lão tổ kia truyền cho Lưu Tô Hồng. Thì ra vị thánh đình sứ giả kia đi tới cảnh chủ phủ, chính là để truyền pháp chỉ của chúa tể, nội dung pháp chỉ ngược lại có chút nghiền ngẫm, dĩ nhiên là chiếu lệnh người thừa kế cảnh chủ khắp nơi tiến đến thánh đình, tham dự tước phủ ước định 8 vạn năm một lần. Cái gì là tước phủ ước định? Phong Phi Vân cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn càng quan tâm chính là câu trước kia, chiếu lệnh người thừa kế cảnh chủ khắp nơi tiến đến thánh đình.
Hiện giờ người thừa kế Diệp Hồng Cảnh vẫn còn chưa cạnh tranh ra, cũng không biết những lão gia hỏa kia sẽ điều động ai tiến đến Thánh Đình. Phong Phi Vân nghe trộm xong nội dung trọng yếu nhất trong đó liền vội lặng lẽ thu hồi đại diễn vực, sợ bị những cường giả trong cảnh chủ phủ phát giác được. Lưu Tô Tử và Lưu Tô Hồng hiển nhiên đều được biết nội dung pháp chỉ, cơ hồ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đối phương, mang theo một cổ khí thế tranh phong tương đối, giữa thân thể hai người sinh ra một cổ điện mang tiêu tác. Đúng lúc này, bên trong Tề Thiên Cung truyền đến một thanh âm nguy nga mênh mông, từ giữa tầng mây truyền lạ. Lệnh Lưu Tô Tử, Lưu Tô Hồng, tiến Tề Thiên Cung. Tất cả tu sĩ đều một mảnh xôn xao, vậy mà lệnh cho tài tuấn trẻ tuổi tiến vào Tề Thiên Cung thần thánh nhất, từ xưa đến nay chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ cả. Lưu Tô Hồng và Lưu Tô Tử cũng đều thoáng kinh ngạc, bất quá tất cả tựa hồ đều trong dự liệu của các nàng, không có cảm xúc chấn động quá lớn, cung kính sửa sang lại y quan, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, lễ nghi đoan trang đi đến Tề Thiên Cung. Đúng lúc này người vui vẻ nhất không ai qua được Phong Phi Vân, Thánh Đình Pháp chỉ đột nhiên đánh xuống, khẳng định sẽ làm rối loạn bố cục của đám lão nhân Lưu Ly gia tộc kia, tâm tư hao phí trên người hắn đoán chừng cũng sẽ ít đi một chút. Càng không coi trọng hắn, vậy thì hắn càng được an toàn. Thanh âm Mao Ô Quy vang lên, nói. Thánh Đình vậy mà sa sút đến loại trình độ này, thật sự khiến người cảm khái ngàn vạn. Cái này có gì mà cảm khái? Một thế lực dù cường đại đến đâu đi nữa cũng sẽ có lúc sa sút, thời trẻ qua mau, không người nào tốt mãi được, nếu người thừa kế một thế lực cự vô phách không chọn ra chính xác, đoán chừng một thế hệ liền sẽ khiến một siêu cấp thế lực lớn sa sút ngay, đây là chuyện rất bình thường. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, dò hỏi. Lại nói cái gì là tước phủ ước định? Mao Ô Quy chính là càng già càng lão luyện, đã biết rõ Thánh Đình đã từng phồn vinh, thì khẳng định chỉ là những chuyện ở đệ lục trung ương vương triều. Thanh âm già nua của Mao Ô Quy mang theo vài phần hồi ức, nói. Đệ lục trung ương vương triều chính là được thành lập vào 160 vạn năm trước, lúc ấy tổng cộng thành lập 148 cảnh, do Thánh Đình Chúa Tể ngay lúc đó phân biệt phân đất phong hầu cho 148 vị công thần kiến triều, phong làm tước gia, thiết lập thiên tước tam vị, địa tước 9 vị, nhân tước 136 vị, mỗi một vị tước gia chính là cảnh chủ một phương. Đương nhiên quyền lợi mà thiên tước, địa tước, nhân tước có được cũng không giống nhau, ví dụ như, thiên tước cảnh, nhiều có thể thành lập 5 vạn tòa vực, địa tước cảnh tối đa có thể thành lập 3 vạn tòa vực, nhân tước cảnh tối đa có thể thành lập 1 vạn tòa vực. Cái này dĩ nhiên là không công bình, khiến các vị tước gia lúc ấy chiến đấu cùng bất mãn, vì vậy ngay lúc đó Thánh Đình Chúa Tể liền có nói, mỗi 8 vạn năm tiến hành một lần tước phủ ước định, một lần nữa chế định tước vị mới, tất cả đều do quyết định của Thánh Đình Chúa Tể. Nhân tước có thể sẽ trở thành địa tước cũng có thể trở thành thiên tước cũng có thể trở thành nhân tước, tất cả đều có một tiêu chuẩn ước định, chuẩn tắc ước định thì lại khá là rườm rà, nhất thời bán hội khó mà nói rõ được. Tiêu chuẩn chế định này lúc đầu kỳ thật cũng là do Thánh Đình Chúa Tể sợ những cảnh chủ này cấu kết liên hợp với nhau, uy hiếp đến địa vị Chúa Tể của Thánh Đình, cho nên mới chế định ra phương thức như thế. Chỉ có điều ngay cả vị Thánh Đình Chúa Tể hùng tài vĩ lược đó cũng không nghĩ đến Thánh Đình sẽ sa sút được nhanh như vậy, cuối cùng nhất khiến các vị cảnh chủ xưng hùng, đã trở thành tình thế chư hầu cũng khởi. Trong giọng nói của Mao Ô Quy mang theo vài phần buồn vô cớ, còn có một chút tiếc hận. Phong Phi Vân xem như đã đại khái hiểu rõ tầm quan trọng của tước phủ ước định, bất quá còn một điều khiến hắn hết sức tò mò, cười nói. Lão Mao, sao ngươi lại hiểu rõ những chuyện này như vậy? Mao Ô Quy không chịu nói lời nói thật, lại bắt đầu khoác lác, nói. Nói nhảm, lão phu trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, trước biết ngàn vạn năm, sau biết 10 vạn năm, những tên gọi là trí sư hiện giờ trong mắt ta chỉ là thứ cặn bã, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đấu với cháu ta một trận thôi. Ngươi có cháu trai sao? Phong Phi Vân kinh ngạc. Mao lão thực a hát. Mao Ô Quy nói. Đổ mồ hôi, sao lại quên mất tên này chứ? Bất quá nói đến Mao lão thực, cũng không biết nó hiện giờ bị nữ ma đại nhân đuổi đến nơi nào rồi nữa. Không bao lâu, Lưu Tô Hồng và Lưu Tô Tử liền từ bên trong Tề Thiên Cung đi ra, ngay sau đó những lão nhân kia cũng đều nhao nhao từ trong Tề Thiên Cung đi ra, vẫn đang thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn chằm chằm về phía Phong Phi Vân. Xem ra lần này có kết quả rồi. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế. Hừ, tiểu tử, nếu ngươi muốn giữ mạng, tốt nhất là nên lưu cho mình nhiều át chủ bài chút đi, ngân ngân.
Lục Tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong ánh mắt kia mang theo vài phần thâm ý. Đầy trời đều là cường giả thế hệ trước, phía dưới nhưng tu sĩ của cảnh chủ phủ kia cung đã sớm quỳ đầy đất. Phong Phi Vân lại không quỳ, dù sao hắn cũng không phải người cảnh chủ phủ, chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc, lão gia hỏa Lục Tổ này lúc trước còn gọi ra Kim Ô Bảo Luân đến trấn áp ta, sao giờ lại đột nhiên quan tâm đến tánh mạng của ta chứ? Loại lời này cũng không giống như là hắn nói ra a. Phong Phi Vân chắp tay cười cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đa tạ Lục Tổ quan tâm, vãn bối tự nhiên muốn sống rồi. Lưu Tô Tử đứng ngay bên người Lục Tổ, trong đôi mắt mang theo thần sắc phức tạp, âm thầm truyền âm nói. Ngươi chỉ cần không giao đại khôi lỗi thuật và kỳ bảo tại Cửu Uyên Tiên Thành kia cho Lưu Tô Hồng bọn hắn, thì bọn hắn tạm thời cũng không động tới ngươi, nhưng nếu ngươi giao ra, vậy thì nhất định phải chết. Phong Phi Vân bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch nguyên nhân Lục Tổ nói như vậy. Át chủ bài mà hắn chỉ có lẽ chính là đại khôi lỗi thuật và kiện kỳ bảo kia, chỉ cần Phong Phi Vân không giao ra hai thứ này, thì sẽ có được địa vị và quyền nói chuyện nhất, cái này giống như là hai tấm phù bảo vệ tánh mạng vậy. Nguyên nhân Lục Tổ làm như vậy tự nhiên là không hy vọng bên phía nhất mạch Lưu Tô Hồng phát triển an toàn, có lẽ còn có nguyên nhân khác trong đó nữa. Tuy rằng Phong Phi Vân không biết bọn hắn tại Tề Thiên Cung bên trong đều đàm luận một mấy thứ gì đó, nhưng là có thể khẳng định hai phe mọi người thỏa hiệp rồi, bằng không thì hiện giờ không thể nào là như vậy một bức hài hòa bộ dáng. Nói cách khác Phong Phi Vân tạm thời an toàn, muốn động hắn thì sẽ bị chế ước ngay. Lão Lục, Phi Vân chính là một hài tử tốt, người cũng không nên dọa sợ hắn, hôn sự giữa hắn và Hồng Nhi hai ngày nữa sẽ định ra, sau khi từ Thánh Đình quay lại sẽ thành hôn. Đến lúc đó Phi Vân chính là con rể của cảnh chủ phủ chúng ta rồi. Tứ Tổ mỉm cười mà nói. Lục Tổ cười nói. Vậy cũng không nhất định, lần đi Thánh Đình này chuyện gì cũng có thể xảy ra, có một số việc không phải lão tứ ngươi nói là được, Tử Nhi, chúng ta đi. Tu sĩ nhất hệ Lục Tổ đều lạnh lùng cười cười, sau đó phất tay áo rời đi. Lão Lục, ngươi đi tốt a hát, ta chờ ngươi ra chiêu, cạc cạc. Tứ Tổ vê râu mà cười. Những lão hồ ly này so chiêu, quả nhiên một người tinh hơn một người. Trong lòng Phong Phi Vân lại sinh ra một ít nghi vấn, tựa hồ tất cả không hề đơn giản như mặt ngoài, còn cất giấu một ít những thứ khác, Thánh Đình lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta cũng sẽ đi Thánh Đình sao? Những nghi hoặc này cũng không dừng lại trong lòng Phong Phi Vân, vào lúc ban đêm Lưu Tô Hồng liền nói tình hình thực tế cho hắn biết. Nàng mặc lấy một bộ áo tơ hoa đào sắc, da thịt dưới ánh đèn lộ ra thập phần tinh tế tỉ mỉ. Giống như ngọc vậy, tinh mâu nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân an vị ở đối diện với của nàng, trong tay bưng lấy một cuốn cổ giản, đúng là hồ sơ lịch sử của đệ lục trung ương vương triều, thích ý đọc lấy, bên cạnh có một chiếc linh đăng. Lưu Tô Hồng nói, tước phủ ước định lần này tuy rằng bên ngoài chính là pháp chỉ của Thánh Đình Chúa Tể nhưng kỳ thật chính là thần thiên tước phủ ở sau lưng điều khiển, cảnh chủ đại nhân khá là xem trọng việc này. Quyết định lần này cần khiến Diệp Hồng Cảnh trở thành đại tước cảnh. A hát, thần thiên tước, một trong tam đại thiên tước, hôm nay càng là thiên tước cường đại nhất, có được thực lực hiệp thiên tử để lệnh chư hầu, lợi hại, lợi hại. Ngón tay Phong Phi Vân chỉ một hàng chữ trên hồ sơ, trên đó ghi chép đúng là một ít tin tức về thần thiên tước phủ, giờ phút này hắn nở nụ cười. Lưu Tô Hồng tiếp tục nói, lúc này đây ta VF Lưu Tô Tử đều phải đến Thánh Đình. Kết quả của người thừa kế cảnh chủ sẽ định ra sau chuyện này, thời gian xuất phát định trong một tháng về sau. Tây Nam thập nhị quận cũng chỉ là nhân tước cảnh, cũng đã cường thịnh như thế, thật không biết những địa tước cảnh và thiên tước cảnh kia còn cường thịnh đến mức nào nữa. Phong Phi Vân chỉ nhìn chằm chằm vào hồ sơ trong tay, vui vẻ trên mặt rất đậm. Lưu Tô Hồng chớp chớp đôi mắt dễ thương, có chút tức giận, nói. Trước khi tiến đến Thánh Đình, hôn sự của chúng ta sẽ được định ra. 3. Phong Phi Vân khép hồ sơ trong tay lại, ánh mắt trở nên rất nghiêm túc, nói. Đầu tiên, ta đã đính hôn với nữ tử khác, tiếp theo, ngươi không phải có một vị hôn phu sao, là bát thiếu gia kia đấy. Chợt, hắn lại cười cười, nói. Đại quận chúa, nếu ngươi muốn đại khôi lỗi thuật, ta có thể cho ngươi, coi như là đền bù tổn thất đối với ngươi, đương nhiên, cái này cũng không đại biểu, ta thừa nhận chuyện kia là ta làm sai. Chỉ là hy vọng ngươi không nên nói chuyện hôn sự với ta, ta thật sự đã đính hôn rồi, sẽ không ở rể tại Lưu Ly gia tộc, trèo cao không nổi đâu. Tay Lưu Tô Hồng ngưng lại ở đó,
không nhúc nhích, trong cặp mắt tràn đầy thần sắc băng hàn, toàn bộ phòng đều trở nên vô cùng băng hàn. Phốc, chiếc linh đăng kia cũng bị đông cứng lại. Toàn bộ không gian đều trở nên hắc ám, nhưng đối với loại cường giả cấp bậc như Lưu Tô Hồng và Phong Phi Vân mà nói, có ánh sáng hay không đều như nhau cả. Hai người cứ như vậy dừng ở đối phương. Hôn sự với Cố Lão Bát là chuyện thương thảo giữa gia gia ta và gia gia của hắn, cũng chưa định ra, ngoại giới cũng không biết, bởi vì Cố Lão Bát cấu kết với người của âm phủ giới nên hiện giờ Cố gia đã trục xuất hắn ra khỏi gia môn, hôn sự giữa chúng ta tự nhiên cũng biến mất. Trầm ngưng chỉ chốc lát. Nữ tử đã đính hôn với ngươi là ai? Lưu Tô Hồng cũng không đề cập tới đại khôi lỗi thuật, mà trước tiên hỏi chuyện này. Phong Phi Vân nghĩ nghĩ, nói. Nói với ngươi rồi, cũng không có bất cứ tác dụng gì, ngươi chỉ cần biết rõ ta không lừa gạt ngươi là được. Ngươi không nói cũng không sao, ta tự nhiên sẽ đi thăm dò. Trên mặt Lưu Tô Hồng không hề có dáng cười, rất cường thế nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là vì đại khôi lỗi thuật mới muốn gả cho ngươi. Ta cũng không phải một nữ nhân không có nam nhân thì không được, chỉ có điều. Ngươi cũng phải hiểu một việc. Nàng hít một hơi thật sâu, nói. Ngày đó không phải ngươi ngủ ta, mà là ta ngủ ngươi, nếu ngươi đã trở thành nam nhân của ta, vậy thì ngươi là của ta, đừng hòng ai nhúng chạm được, cho dù không chiếm được lòng của ngươi cũng không sao cả, ta. Không muốn thứ kia. Nói xong lời này, nàng liền đứng dậy rời đi. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng uyển chuyển rời đi của nàng, ngón tay sờ lên cằm, trầm mặc thật lâu. Phốc! Hắn bắn ra một điểm ánh lửa, lần nữa thắp sáng linh đăng, hào quang sáng quắc, thật là hoa mỹ. Nữ nhân này ham muốn chiếm giữ thật mạnh. Mao ô quỳ từ trong ngực Phong Phi Vân bỏ ra, rơi vào trên thanh ngọc trác thai. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy a, cũng chỉ có nữ nhân như vậy. Mới có thể trở thành người được đề cử thừa kế cảnh chủ, những nữ tử dáng vẻ cái cỡm kia so với nàng vẫn kém một đoạn. Sao ngươi luôn gặp phải nữ tử như vậy thế? Phong Phi Vân nghĩ nghĩ, nói. Chỉ có nữ tử tâm trí cường đại mới có thể có tu vị cường đại, phàm là nữ nhân tu vị cường đại đều có rất nhiều điểm giống nhau, cao ngạo, tự phụ, đa trí, quyết đoán, lòng dạ. Dã tâm. Nữ tử không có những thứ này cũng đã sớm lập gia đình sinh hài tử. Sao có thể đạp vào con đường cường giả được? Mao Ô Quy nhẹ gật đầu, nói. Vị Thủy Nguyệt Thánh Nữ kia tựa hồ không như ngươi nói. Phong Phi Vân lại cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Nàng đích thật là một ngoại lệ, không thể xem nàng như nữ nhân bình thường được. Tối nay, trăng sáng nhô lên cao, dạ lãng sao thưa. Một đạo lệ ảnh bạch sắc từ phía chân trời bay thấp xuống, chân đạp lên hồ nước. Một đạo rung động rất nhỏ đẩy ra, khiến ngọn đèn dầu trên mặt hồ cũng phải lu mờ. Xôn xao. Bộ pháp nàng rất nhẹ nhàng, như một mảnh lá cây bay xuống xuống, rơi vào bên ngoài cửa sổ, áo trắng chậm rãi rủ xuống, bộ ngực sữa hơi nhảy, thánh tính chảy xuôi, tóc dài như thác nước, trên lưng có một thanh cổ kiếm, như một vị trích tiên hạ phạm không ăn nhân gian khói lửa vậy. Nói xấu sau lưng người khác, cũng không phải một loại thói quen tốt đâu. Cặp môi đỏ mọng của nàng như đan, hàm răng óng ánh, thanh âm rất là không linh. Phong Phi Vân ngồi ở bên trong cửa sổ, trong tay vẫn cầm lấy hồ sơ cổ xưa, có chút nhìn qua thân ảnh bên ngoài, cười nhạt một tiếng. Ta cho rằng thánh nữ đại nhân xấu hổ không chịu nổi, không dám gặp ta nữa chứ. Gió mát thổi qua, khiến một mảnh cánh hoa bên hồ rơi xuống đầu ngón tay, như một mảnh hoa vũ phấn hồng bay đến. Hiên Viên Nhất Nhất u thán một tiếng, nói. Ta không thích nhất là nói dối, cũng ghét nhất người khác nói dối, lúc ấy nếu ta không nói ra ngươi tu luyện chính là đại khôi lỗi thuật, chỉ sợ ngươi nhất định sẽ nói dối, ta đây là đang giúp ngươi đổi đi thói quen xấu. Phong Phi Vân vuốt vuốt ra đầu, nói. Ta hiện giờ rốt cuộc biết vì sao ngươi không có những đặc thù của nữ nhân tu vị mạnh mẽ như ta nói rồi, bởi vì ngươi căn bản không phải là nữ nhân. Chẳng lẽ ta là nam nhân sao? Hiên Viên Nhất Nhất thản nhiên nói. Ngươi đã không phải nữ nhân, cũng không phải nam nhân, mà là loại người thứ ba. Phong Phi Vân sau khi do dự nửa ngày mới nói. Đúng, nhất định là loại người thứ ba. Hiên Viên Nhất Nhất ngược lại cũng không tức giận, bàn tay mở ra, một tòa tiên cung tinh xảo xảo diệu hiện ra trong lòng bàn tay của nàng, bên trong tiên cung bay ra hai đạo quang điểm, rơi xuống mặt đất, hóa thành hai mỹ nhân tuyệt sắc, đúng là Diêu Cát và Tuyết Lang. Nàng lại thu hồi tiên cung, nói.
Người ngươi muốn, ta đã giúp ngươi mang về bình yên vô sự. Phong Phi Vân nói, mục đích ngươi đến chỉ sợ không chỉ là mang các nàng tới đi. Hiên Viên Nhất Nhất sau khi do dự sau nửa ngày, vẫn nói ra. Ngày đó, ta nhìn thấy chuyện ngươi và Tô Tử làm ở Mộng Thiên Cư Lý. Thần sắc Phong Phi Vân có chút sửng sốt, nàng đang nói cái gì, sau khi hồi tưởng nửa ngày, hắn mới phản ứng lại, chẳng lẽ. Nàng chỉ chính là chuyện giữa ta và Lưu Tô Hồng. Lúc ấy Lưu Tô Hồng biến thành bộ dáng Lưu Tô Tử, muốn lấy phượng hoàng huyết dịch trên người Phong Phi Vân, kết quả ngược lại khơi dậy yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân, bị Phong Phi Vân cướp đi hồng hoàn. Chẳng lẽ chuyện lúc đó đã bị Hiên Viên Nhất Nhất nhìn thấy rồi? Phong Phi Vân lúc đó thần trí một mảnh hỗn loạn, căn bản không có khả năng phát giác được có người đến. Cái này nguy rồi. Hiên Viên Nhất Nhất hiện giờ khẳng định còn chưa chính diện nói qua chuyện này với Lưu Tô Tử, nhưng hai người bọn họ tình cảm vô cùng tốt, nói loại chuyện này cũng chỉ là sớm muộn. Một khi Hiên Viên Nhất Nhất nói ra chuyện này, dùng thông minh tài trí của Lưu Tô Tử nhất định sẽ đoán được chính thức phát sinh quan hệ với Phong Phi Vân chính là Lưu Tô Hồng. Một khi để Lưu Tô Tử nắm được cái tay cầm này, vậy thì khi có thể triệt để đánh bại Lưu Tô Hồng tất nhiên sẽ phải đi vào Tĩnh Thiền Viện, thanh đăng khô tỏa cả đời, nhưng Phong Phi Vân thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ phải nói tình hình thực tế cho Hiên Viên Nhất Nhất, bảo nàng không nên lan truyền ra ngoài sao? Phong Phi Vân lập tức chối bỏ ý nghĩ này, quan hệ giữa Lưu Tô Tử và Hiên Viên Nhất Nhất tốt như vậy, nhất định sẽ đứng ở bên phía Lưu Tô Tử, nếu thật sự nói cho nàng biết tình hình thực tế, chỉ sợ đêm nay chính là tử kỳ của mình. Việc này quan hệ đến tánh mạng của mình, Phong Phi Vân không thể không chú ý cẩn thận, bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng. Mấy ngày nữa, hôn sự giữa hắn và Lưu Tô Hồng cũng sẽ được định xuống, đến lúc đó Hiên Viên Nhất 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 định sẽ giúp Lưu Tô Tử xuất đầu, đến lúc đó cũng là khi chuyện bại lộ. Nếu để cho tình thế như vậy phát triển, vậy thì đối với mình sẽ càng lúc càng bất lợi. Phong Phi Vân nhẹ nhàng đánh mặt bàn, trong mắt sáng tối bất định. Hiên Viên Nhất Nhất nhìn thấy sắc mặt Phong Phi Vân trở nên trầm ngưng, chợt nhân tiện nói. Đó là việc tư giữa các ngươi, ta vốn không nên quản nhiều, nhưng Tô Tử chính là phát tiểu của ta, nếu có người bội tình bạc nghĩa đối với nàng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha người này. Cho dù là vi phạm nguyên tắc một lần. Phong Phi Vân trầm ngâm, thở dài nói. Không nghĩ đến chúng ta làm bí mật như vậy mà vẫn bị ngươi thấy được, Tô Tử. Nàng coi như không tồi. Hiện giờ, trước tiên phải ôn định Hiên Viên Nhất Nhất đã. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Tâm tình của nàng thật có chút không ổn định. Phong Phi Vân khép hai mắt lại, cắn răng thật chặt, sắc mặt cực kỳ đắng chát, nói. Đều tại ta, đều tại ta. Nói thật cho ngươi biết a, kỳ thật. Ta là bị Lưu Tô Hồng bức bách, nàng muốn đạt được kiện kỳ bảo mà ta lấy được trong Cửu Uyên Tiên Thành kia. Hiên Viên Nhất Nhất tuy rằng tâm trí hơn người, nhưng dù sao vẫn quá mức tinh khiết, chợt nói. Thì ra là như thế, vậy ngươi đưa kiện kỳ bảo kia cho nàng là được, loại bảo vật này đặt ở trên người của ngươi, chỉ sẽ mang đến cho ngươi sát kiếp vô tận thôi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không đơn giản như vậy, nếu ta đưa kỳ bảo kia cho nàng. Thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng nhất định sẽ giết người diệt khẩu, sau đó hủy thi diệt tích, như vậy tất cả mọi người liền cho rằng kiện kỳ bảo kia vẫn còn trên người của ta, sẽ không ai hoài nghi đến nàng cả. Cho nên ngươi muốn nàng gả cho ngươi. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói. Đây phương pháp cứu mạng cuối cùng của ta, chỉ cần nàng ở trước mặt người trong thiên hạ gả cho ta, vậy thì ta cũng tương đương với cho thêm một phần bảo đảm tánh mạng. Đến lúc đó ta lại đưa kiện kỳ bảo kia cho nàng, có lẽ nàng sẽ không làm quá tuyệt. Bành! Hắn vỗ án, tóc tán loạn, giận không kềm được, ngửa lên trời nói. Ô hô, bán yêu không địa vị, bán yêu không tôn nghiêm a hát, khi ở trước mặt loại chủ nghĩa bá quyền cường thế như bọn hắn, bán yêu chúng ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể mặc người chém giết, còn không bằng nô lệ. Ngươi phải biết rằng ta và Tô Tử mới là yêu thật đáng tiếc chúng ta lại không thể ở cùng một chỗ, nhất định phải bị chia rẽ, ngươi nhất định phải nói cho Tô Tử. Phong Phi Vân nuốt nuốt nước đắng, nói. Bảo nàng ngàn vạn đừng trách ta, Lưu Tô Hồng lấy toàn bộ tánh mạng hàng tỷ bán yêu của bán yêu minh để uy hiếp ta, ta không thể không để ý đến tánh mạng của bọn hắn được, cho dù chịu lấy tra tấn, thì cứ để nàng tra tấn mình ta được, đây là mạng của ta. Trông thấy bộ dáng Phong Phi Vân như phát điên, vốn trong lòng Hiên Viên Nhất Nhất còn có chút nghi hoặc,
tuy nhiên cũng tạm thời kiềm chế lại, nói. Ngươi, vẫn nên tỉnh táo một chút, tổ tử nếu là biết rõ sự thật, cũng không muốn thấy ngươi như vậy đâu. Không, đừng nói gì nữa, ta cảm thấy nhân sinh của ta một mảnh u ám, chuyện gì cũng bị người khác khống chế, chẳng lẽ là vì ta là một bán yêu sao, bán yêu thì trời sinh đã là mạng đê tiện rồi. Nắm đấm Phong Phi Vân không ngừng đập lên mặt bàn, đột nhiên tựa như một người chết đuối bắt được một căn rơm giả cứu mạng cuối cùng, liền xông ra ngoài, một phát bắt lấy cổ tay Hiên Viên Nhất Nhất, nói. Thánh nữ đại nhân, người tâm nhân hậu, người thuần khiết thiện lương, người cứu cứu ta, người cứu cứu ta đi. Ta, Hiên Viên Nhất Nhất bị Phong Phi Vân bắt lấy cổ tay, cũng có chút bối rối, nói. Ta làm sao cứu ngươi? Mang kiện kỳ bảo chó má gì đó đi, mang về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, vậy thì Lưu Tô Hồng cũng sẽ không ngấp nghé nó nữa. Phong Phi Vân rất kích động nói, nghiến răng nghiến lợi, đối với kiện kỳ bảo kia cực kỳ thống hận, hận không thể lập tức ném nó đi. Hiên Viên Nhất Nhất nhíu mày, nói. Phàm là bảo vật sẽ gây ra đại loạn, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngược lại có thể bảo thời bảo quản giúp, kiện kỳ bảo kia giờ ở nơi nào? Ngay ở bên trong Thiên Quốc, hiện giờ ta sẽ mang ngươi đi lấy. Phong Phi Vân tế ra một tòa kim Phật cao 99 mét, sau đó mở ra thông đạo Thiên Quốc, hướng Hiên Viên Nhất Nhất làm một tư thế xin mời. Diêu Cát đứng ở một bên cực kỳ hiểu rõ Phong Phi Vân, thẳng đến khi Phong Phi Vân mở ra thông đạo Thiên Quốc nàng mới xem như đã hiểu rõ Phong Phi Vân đến cùng muốn làm gì, trong lòng cười thầm không thôi. Hiên Viên Nhất Nhất dung nhan thanh lệ, khí chất tuyệt trần, không ai có khí chất thánh nữ hơn nàng cả. Nàng đối với Thiên Quốc mà cao tăng Phật môn lập ra trong truyền thuyết cũng rất tò mò, lập tức bước ra, tiến nhập Thiên Quốc thông đạo, biến mất trong cảnh chủ phủ. Sau một khắc, Phong Phi Vân, Tuyết Lang, Diêu Cát cũng đều xuất hiện bên trong Thiên Quốc. Dưới chân là một mảnh hải dương mênh mông, sóng cả mãnh liệt, thiên mạc trên đỉnh đầu, có vầng sáng như liệt nhật do Phật Xá Lợi phát ra. Gió biển thổi Phật, mang theo vị mặn nhàn nhạt. Nàng hít một hơi thật sâu. Đôi mắt dễ thương chậm rãi nhắm lại, lông mi chỉnh tề mà nồng đậm, nói. Yên tĩnh, tường hòa, không hổ là một phương tịnh thổ, một tòa thiên quốc, nhưng vì sao nơi tường hòa như vậy lại có một đám khắc nghiệt truyền ra thế? Hai con ngươi nàng bỗng nhiên mở ra, thập phần không linh, nhưng ánh mắt lại sắc bén dị thường, nhìn thẳng Phong Phi Vân ở dị thường, chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ nhạt kia của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ôm hai tay, lộ ra rất nhẹ nhõm. Nhìn chằm chằm vào tiên nhan tuyệt lệ trước mặt, cười nói. Linh giác của thánh nữ đại nhân quả nhiên lợi hại, khiến người bội phục a hát, ta cũng đã che giấu rất tốt rồi, nhưng vẫn bị ngươi phát hiện. Ta không rõ, ngươi đến cùng vì sao lại làm vậy, ngươi thật là kỳ quái, nếu ngươi thật sự muốn đối phó ta, lúc ở Cửu Uyên Tiên Thành ta bị thương chẳng phải thích hợp hơn sao? Hiên Viên Nhất Nhất lộ ra rất bình tĩnh, ngọc nhan óng ánh, vô hạ vô cấu, tóc dài đen nhánh theo gió mà bay. Như là một cây sợi thô ôn như vậy. Lúc này khác, lúc kia khác. Phong Phi Vân dừng một chút, nói. Nói thực ra, ta thật sự không muốn làm khó thánh nữ đại nhân, ta cũng là bất đắc dĩ kỳ thật, ta chỉ là muốn mời thánh nữ đại nhân ở lại trong thiên quốc một thời gian ngắn thôi. Ngươi muốn giam giữ ta. Hiên Viên Nhất Nhất hơi nhíu mày lại. Phong Phi Vân cười nói. Không phải giam, là mời thánh nữ đại nhân làm khách ở thiên quốc. Chẳng qua thời gian hơi lâu một chút thôi. Vậy nếu ta không muốn thì sao? Hiên Viên Nhất Nhất tuy rằng tính cách ôn hòa, nhưng cũng không phải một người nguyện ý bị người uy hiếp. Vậy thì, thật sự là có chút tổn thương hòa khí rồi. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, khí thế trên người trở nên lợi hại, chậm rãi vươn tay ra, trên trường ấn Phật quang sáng quắc, đan vào thành đường vân một tòa thế giới, như đỡ lấy một mảnh hoàn vũ vậy. Càn khôn trường ấn. Cánh tay Phong Phi Vân vung lên, Phật ấn chấn ấp xuống Hiên Viên Nhất Nhất, như đánh ra một mảnh thế giới màu vàng. Phản ứng của Hiên Viên Nhất Nhất cũng không hề chậm hơn Phong Phi Vân, ngón tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay chịu tải một mảnh kiếm ý thế giới, cùng mảnh Phật hiệu thế giới kia tranh chấp đấu, khiến phiến hải vực này trở nên sôi trào cả lên. Bành! Bành! Phật quang cùng kiếm ý tấn công, phát ra thanh âm kim loại va chạm. Khiến một ít linh thú Phật tu và đệ tử ngự thú trai bên trong thiên quốc đều ị kinh động, cảm giác được một cổ khí tức cường hoành như thần linh đang chấn động kịch liệt, khiến nhân tâm đều bị chấn nhiếp. Phong Phi Vân, người đây là ý gì, chẳng lẽ chúng ta không làm địch nhân không được sao? Hiên Viên Nhất Nhất dáng người cao gầy,
Bạch y vô trần, trong nội tâm không chút tạp niệm, chỉ có đạo đạo kiếm khí bạch sắc lượn lờ chung quanh thân thể nàng. Chỉ cần thánh nữ đại nhân đáp ứng tạm ở lại trong thiên quốc 3 tháng, ta cảm thấy chúng ta sẽ vẫn là bằng hữu. Sau lưng Phong Phi Vân lộ ra 1 vạn đầu linh thú chiến hồn, khiến cả phiến hải vực này đều chấn ních, chiến thú thân thể khổng lồ, khí tức hùng hậu, chiến ý cuộn trào, sát khí lạnh thấu xương. Hiên Viên Nhất Nhất lắc đầu, nói. Ngươi không giam được ta. Cổ kiếm trên lưng nàng bay ra, như một đạo lưu tinh, hoạch xuất một đường vòng cung xinh đẹp, khiến hư không nứt ra một khe hở. Thân ảnh của nàng mỹ huyễn, động tác yêu nhã, chân đạp hư không, vừa sải bước ra, liền xuất hiện ở ngay bên ngoài mấy ngàn trượng. Đây là truyền thừa nàng có được từ Bạch Nhạn Thánh Tổ, tên là Thiên Nhai Đạo. Một bước một gang tấc, một bước một thiên nhai. Tốc độ của nàng nhanh đến mức tận cùng, đứng ở trên chỗ hư không vỡ ra, duyên dáng yêu kiều, muốn xuyên phá hư không, rời khỏi thiên quốc. Hiên Viên Nhất Nhất có Thiên Nhai Đạo, Phong Phi Vân cũng có luân hồi tật tốc, cũng không hề chậm hơn nàng. Oanh! Phong Phi Vân trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Hiên Viên Nhất Nhất, lực lượng toàn thân đều tụ tập trên 2 tay, đánh xuống dưới. Đây là lực lượng của 1 vạn vị tu sĩ Niết Bàn Đệ Lục Trọng. Hiên Viên Nhất Nhất cũng cảm nhận được cổ cực lực bàng bạc kia, ngón tay niết động kiếm quyết, thanh cổ kiếm kia như một đầu thiên hà, chảm phá trưởng phong của Phong Phi Vân, một đạo kiếm khí bước thẳng đến trước mặt Phong Phi Vân. Lực lượng ngay cả vũ hóa hiền giả cũng không đỡ nổi lại bị nàng một kiếm phá vỡ. Trong lòng Phong Phi Vân cũng rất giật mình, Thủy Nguyệt Thánh Nữ này thật cường đại. Thiên Tủy Binh Đảm. Phong Phi Vân gọi ra Thiên Tủy Binh Đảm, ngưng tụ ra một cây chiến kích dài đến 3 trượng, đánh ra chiến khí sắc bén, đỡ lấy một kiếm kia của Hiên Viên Nhất Nhất. Bành! Biển cả thiếu chút nữa đã bị cổ khí lãng này phân thành 2 nửa, 2 người đồng thời lui về phía sau, kéo ra khoảng cách hơn 10 dặm, vô số sóng nước quay cuồng tung tóe. Trên người Hiên Viên Nhất Nhất không dính một giọt nước, lộ ra phong khinh vân đạm, quần áo nhẹ múa, trong mắt đẹp mang theo vài phần tán thưởng. Đã thật lâu không ở trong cùng thế hệ thấy được loại thiên kiêu cấp bậc như Phong Phi Vân rồi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng không gì hơn cái này. Phong Phi Vân xoa xoa nước đọng trên mặt, trên tóc dài bọt nước nhỏ giọt, trong lòng lại không được nhẹ nhàng như vậy. Từ trên người Hiên Viên Nhất Nhất hắn cảm thấy một cổ áp lực, đây là cảm giác mà những thiên kiêu trước kia chưa bao giờ mang đến cho hắn. Chiến ý trên người hắn không ngừng kéo lên, giống như một vòng mặt trời mới mọc đang từ từ bay lên. Hiên Viên Nhất Nhất nói, công pháp của ngươi rất đặc biệt, thiên tư cũng rất cao, nếu ta không đột phá đến cảnh giới Niết Bàn Đệ Thất Trọng, ngươi có lẽ thực sự có thực lực đánh với ta một trận, bất quá, dùng thực lực ngươi bây giờ không thể nào ngăn được ta. Ngươi đột phá Niết Bàn Đệ Thất Trọng rồi sao? Phong Phi Vân nói, phải biết rằng Niết Bàn Đệ Thất Trọng cũng đã là cảnh giới cực kỳ khó lường, những thánh linh cổ xưa trong truyền thuyết, chỉ có số ít người lúc tuổi trẻ đạt đến được cảnh giới này thôi. Hiên Viên Nhất Nhất còn rất trẻ tuổi, dĩ nhiên đã đạt đến cảnh giới này, quả thật khiến người cảm thấy kinh ngạc. Ở trong Cửu Huyền Tiên Thành đã hoàn thành Niết Bàn lần thứ 7, lúc ấy còn phải đa tạ ngươi hộ pháp giúp ta. Hiên Viên Nhất Nhất thản nhiên nói. Cho dù Niết Bàn đệ thất trọng thì đã sao, nếu ta muốn lưu ngươi lại thì ngươi không thể nào rời đi được, Hải Thần Vệ. Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, đánh ra một quả giới linh thạch. Bên trong bay ra một lão thi toàn thân đều bọc lấy áo choàng màu đen, trên người tản mát ra thi khí đầm đặc, trên đầu mang theo mũ rộng vành màu đen, có giọt giọt thi thủy từ bên trong áo đen nhỏ xuống. Trong miệng của nó phát ra một tiếng thét dài, tà khí lẫm nhiên, phát động công kích tới Hiên Viên Nhất Nhất. Bành! Thủ trảo của Hải Thần Vệ đánh lên trên mũi cổ kiếm, một cổ đại lực xuyên thấu qua mũi kiếm truyền lại ra ngoài, đánh cho Hiên Viên Nhất Nhất bay về phía sau, thân thể tựa như một tầng lụa mỏng. Không ngừng lui về phía sau trên mặt biển. Hải Thần Vệ thật giống như có được lực lượng vô cùng vô tận, một dậm chân cũng đóng băng trọn cả hải vực, một cổ hàn khí trùng kích về phía Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất không hề lui về phía sau, thân thể đứng lại, cổ tuyết nhỏ nhắn, ngực ngọc cao thẳng, eo lưng mảnh khảnh vòng lấy đường cong mê người, cánh tay ngọc mảnh khảnh đánh ra tâm ngự kiếm, kiếm ngư nguyệt. Một đạo kiếm khí hình bán nguyệt từ trên thân cổ kiếm bắn ra. Mang theo một cổ hủy diệt lực vô kiên bất tồi. Phốc! Một cánh tay của Hải Thần Vệ bị chém rụng, rơi xuống trên mặt biển, cổ tà khí kia khiến sông băng phạm vi mấy trăm dặm đều trở nên đen kịt. Nàng đứng trên sông băng, chân đạp vân yên, thu hồi cổ kiếm, nói.
Một kiếm vừa rồi ta vốn có thể triệt để phá hủy hải thần vệ của ngươi. Phong Phi Vân dừng ở nàng, sau đó cười cười, nói. Tâm ngự tính tâm kiếm điển quả nhiên lợi hại. Phong Phi Vân tay niết ấn ký đại khôi lỗi thuật, đánh ra một đạo ô quang, khiến cánh tay hải thần vệ lần nữa tổ hợp lại, sau đó thu nó vào trong giới linh thạch. Ngươi nhận thua. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Muốn ta nhận thua, chỉ bằng thực lực mà ngươi biểu hiện ra hiện giờ vẫn còn chưa đủ. Phong Phi Vân lấy ra Long Lân Phượng Bì y, sau đó mặc lên người, chiến y ra thân, lực lượng trên người hắn đang không ngừng kéo lên, có long khí, phượng khí, phật khí, đạo khí, bốn loại lực lượng vờn quanh thân thể. Ầm ầm, khí thế trên người Phong Phi Vân liên tiếp kéo lên, tuy rằng lực lượng chính thức của Long Lân Phượng Bì y vẫn chưa thức tỉnh, hắn hiện giờ chỉ nhận được một đám khí tức trên chiến y. Nhưng lực lượng tăng phúc vẫn không thể coi thường. Ít nhất về mặt khí thế đã không hề yếu hơn Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất cũng trở nên nghiêm túc, cảm nhận được cổ lực lượng trên người Phong Phi Vân, quả thực còn khủng bố hơn cả vũ hóa hiền giả. Da thịt của nàng tinh khiết, xếp bằng trên hư không, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một cổ khí tức hoàn toàn bất đồng với Phong Phi Vân hiện ra trên người nàng, đó là một loại yên lặng, bình thản chi khí. Oanh! Trên cánh tay Phong Phi Vân hiện lên từng đạo thú vân, sinh trưởng ra một tia thần vũ xích hỏa, hỏa diễm thiêu đốt, như một tòa núi cao bốc lên lên hỏa diễm đè ép về phía Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất vẫn nhắm lấy hai mắt, áo trắng trên người bồng bềnh, duỗi ra một ngón tay ngọc điểm tới Phượng Hoàng chảo ấn. Cổ kiếm trên lưng nàng cũng theo đó bay ra, cơ hồ như đồng bộ với ngón tay nàng. Bành! Vô số hỏa diễm nổ tung, hóa thành ngàn vạn hỏa vũ, xông tới giữa hai người. Năng lượng mà mỗi một đoàn hỏa diễm mang theo đều cường hoành đến dọa người, rơi vào trên biển, có thể khiến cả một phiến hải vực đều bị bốc khô. Những sinh linh bên trong thiên quốc đều bị cổ khí tức này chấn nhiếp, trở nên nôn nóng bất an, chuyển ánh mắt về phía nam, có thể cảm nhận được Nam Hải cách đây mấy trăm dặm khẳng định đang phát sinh chiến đấu kinh thiên động địa nào đó. Hiên Viên Nhất Nhất như là một gốc u lan cắm rễ trên hư không, ngọc thân thể bất động, tâm tư trầm ngưng, ngón tay giống như bạch ngọc tạo thành. Mỗi một nháy mắt đều đâm ra mấy trăm đạo kiếm ba, một cổ kiếm ý tràn ngập trong toàn bộ thiên địa. Phong Phi Vân mặc Long Lân Phượng Bì y, căn bản không sợ những kiếm khí có thể chạm thánh hiền kia, trên bàn tay đánh ra từng đạo thần thông khủng bố. Phượng Hoàng Liệt Thiên, Càn Khôn Thế Giới, Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa, Phật Hiệu Vô Biên. Cùng lúc đó, Thiên Tủy Binh Đảm cũng hóa thành vô số tiểu kiếm, tựa như từng khỏa lưu tinh tán toái. Va chạm với tâm kiếm vực mà Hiên Viên Nhất Nhất khởi động. Nhất niệm phong khởi, nhất niệm sinh diệt, nhất niệm luân hồi. Hiên Viên Nhất Nhất bỗng nhiên đứng lên, thon dài xinh đẹp, đứng ở ven biển, nắm cổ kiếm bay trên hư không thân trên tuôn ra một cổ kiếm ý vô cùng, một kiếm bổ ra ngoài. Kiếm khí một kiếm này không phải chuyện đùa, tựa như rút sạch khí của trọn cả vũ nội, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị một kiếm này của nàng hủy diệt. Phong Phi Vân vội vàng bay ngược. Hai tay như đại bằng dương cánh, ngũ tọa vực toàn bộ bộc phát ra, hắn mà biểu hiện cường đại nhất phải kể tới Phượng Hoàng Hỏa Thần vực, Vạn Thú Chiến vực, Kim Tầm Phật vực. Ba tòa vực này mỗi khi triển khai một tòa đều như triển khai thế giới hoàn toàn bất đồng vậy. Về phần đại diễn vực và thánh vực, một cái chính là vực vô hình vô chất, một cái là vực tồn tại trong thân thể Phong Phi Vân, ngược lại không có khí thế cường đại bao nhiêu, chỉ để lộ ra một cổ khí tức như có như không. Ầm ầm. Hiên Viên Nhất Nhất một kiếm này đã triển khai kiếm ý nhất niệm sinh diệt, đủ để quét ngang những vũ hóa hiền giả kia, chảm phá cả Phượng Hoàng Hỏa Thần vực, Vạn Thú Chiến vực, Kim Tầm Phật vực, cổ kiếm xuyên thấu đại diễn vực, trực tiếp đâm vào trái tim Phong Phi Vân. Tốc độ của Hiên Viên Nhất Nhất cũng không biết đạt đến mức nào, ở bên ngoài hơn 10 dặm trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước người Phong Phi Vân. Trong thân thể nàng lao ra từng đạo lưu quang màu trắng, ngăn cản lượng lực từ vực mà Phong Phi Vân phóng xuất ra. Cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm chỉ về phía thân thể hắn. Động tác nhìn như chậm chạp đến cực hạn, nhưng lại khiến người không cách nào né tránh được. Trên người Phong Phi Vân tuy rằng mặc Long Lân Phượng Bì y, nhưng kiếm trong tay Hiên Viên Nhất Nhất cũng không phải phàm phẩm, cách Long Lân Phượng Bì, đâm cổ kiếm vào trong thân thể Phong Phi Vân. Ngực Phong Phi Vân truyền đến một tia cảm giác đau đớn, nhưng tâm thần vẫn tỉnh táo như trước, ánh mắt của hắn cách mắt Hiên Viên Nhất Nhất nửa mét. Có thể rõ ràng từng sợi lông mi, trong con mắt xinh đẹp của nàng còn có cái bóng của hắn, lại rõ ràng như vậy.
Hắn không chút kinh hoàng, trong thân thể thánh linh chi khí ngưng tụ, mang theo một cổ uy thế mênh mông cuồn cuộn, ngưng tụ trên ngón tay, điểm về phía ngực Hiên Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân điều động chính là thánh linh chi khí, một khi chạm phá tâm của nàng, đủ để diệt đạo của nàng. Cho dù chết, cũng phải đồng quy vô tận. Xíu, yêu yêu. Cổ kiếm vốn đang không ngừng đẩy vào ngực Phong Phi Vân, bỗng nhiên biến mất, Hiên Viên Nhất Nhất trở tay thu hồi cổ kiếm lại. Ngọc thể linh lung thước tha của nàng lui về sau một bước, chợt liền lại lui ra ngoài 30 trượng. Nàng vì sao lại đột nhiên thu tay, chẳng lẽ nàng đã cảm giác được thánh linh chi khí trong thân thể ta sao? Ánh mắt Phong Phi Vân trầm ngưng, nhất thời nửa khắc không biết có nên đánh ra thánh linh chi khí hay không. Đúng lúc này Hiên Viên Nhất Nhất đã thối lui đến ngoài 30 dặm, dùng tu vi của nàng và sự huyền bí của Thiên Nhai Đạo, lại có khoảng cách xa như vậy, cho dù có chém ra thánh linh chi khí thì tỷ lệ làm bị thương hắn cũng rất nhỏ. Ta có thể đáp ứng ngươi, tạm thời đợi trong thiên quốc 3 tháng, bất quá ngươi phải nói cho ta biết là vì sao. Hiên Viên Nhất Nhất dáng người mênh mông, thanh âm thanh mỹ, trên người trung quy vẫn luôn có một loại cảm giác không ăn nhân gian khói lửa. Xem ra nàng vẫn chưa phát giác ra thánh linh chi khí trong thân thể ta. Cũng đúng, có đại diễn vực ngăn cách, cho dù linh giác của nàng có cường đại thế nào đi nữa, đoán chừng cũng rất khó phát giác được khí tức lưu động trong thân thể ta. Phong Phi Vân không chút giấu vết thu ngón tay vào, cười nói. Nguyên nhân này, ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết được, đợi đến lúc có thể nói, dĩ nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết, lại nói thánh nữ điện hạ sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý thế. Hiên Viên Nhất Nhất nói, ta muốn ngươi cũng đáp ứng ta một điều kiện. Chỉ cần thánh nữ điện hạ tạm ở lại thiên quốc 3 tháng, bất luận điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Phong Phi Vân rất có phong độ thân sĩ cười, nhưng nói ra lại không giống thân sĩ một chút nào. Kể cả lấy thân báo đáp. Hiên Viên Nhất Nhất nói, thiên phú của ngươi có lẽ không phải là tồn tại cao cấp nhất trong những người ta từng thấy, nhưng chiến lực của ngươi lại khiến rất nhiều người theo không kịp. Nhân tài như ngươi không nên bị mai một. Ngươi không phải muốn ta đi thủy nguyệt thiên cảnh đấy chứ? Phong Phi Vân cười nói. Hiên Viên Nhất Nhất lắc đầu, nói. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta điều kiện này là đủ rồi, về phần muốn ngươi làm gì? Ngươi bây giờ biết cũng không được gì, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Tốt, ta đáp ứng. Phong Phi Vân cũng rất sảng khoái, nói. Chính vì nguyên nhân đó nên thánh nữ điện hạ mới hạ mình thỏa hiệp sao? Hiên Viên Nhất Nhất nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, đôi mắt kia xinh đẹp nói không nên lời, nói. Chẳng lẽ ngươi quên ta còn thiếu nợ ngươi một nhân tình sao? Phong Phi Vân sờ lên cằm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói. Ta ngược lại đã quên mất chuyện này, thánh nữ đại nhân thật là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sớm biết vậy thì trận này chúng ta đã không cần đánh rồi. Hiên Viên Nhất Nhất nói, ta là cố ý đánh một trận với ngươi, nếu không phải thế, ta sao có thể biết rõ thực lực chân chính của ngươi, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá còn chưa mạnh đạt đến hàng ngũ nhân kiệt cao cấp nhất, vừa rồi ta từ đầu đến cuối đều chỉ sử dụng chừng 2 thành lực lượng, chừng nào ngươi có thể ngăn cản được 3 thành lực lượng của ta, cũng không tính là tiến nhập hàng ngũ nhân kiệt cao cấp nhất nhân tộc. Nàng vừa rồi cảm giác mình hoàn toàn có thể đánh chết Phong Phi Vân. Cho nên mới cân nhắc thực lực Phong Phi Vân chính là 2 thành lực lượng của nàng. Nếu nàng biết rõ thánh linh chi khí trong thân thể Phong Phi Vân còn chưa đánh ra thì khẳng định đã không cân nhắc như thế rồi. Phong Phi Vân cũng không sao cả, càng bị đánh giá thấp, vậy thì càng có lợi với hắn. Hiên Viên Nhất Nhất sẽ không hạ sát thủ với bất kỳ người nào, tâm quá nhân từ, cho dù tu vị có cao đi nữa cũng không làm được gì, thật giống như nàng giao thủ với hơn 10 vị vũ hóa hiền giả kia của yêu tộc. Dùng thực lực của nàng vốn có thể chém giết 10 vị vũ hóa hiền giả kia, nhưng lại vì nàng không muốn giết người cho nên ngược lại khiến mình trọng thương gần chết. Người khác là liều mạng, mà ngươi lại khắp nơi lưu tánh mạng cho đối phương, vậy thì cho dù tu vị ngươi có cao hơn đối phương, cũng có khả năng bị đối phương giết chết. Có vài lúc, đáng chết thì phải giết. Nữ tử lòng dạ đàn bà như Hiên Viên Nhất Nhất, cho dù tu vị cao hơn Phong Phi Vân một mảng lớn. Phong Phi Vân cũng không cho rằng nàng có uy hiếp gì với mình, bọn người phi viện công chúa, Lưu Tô Hồng còn có lực sát thương hơn nàng nhiều. Ta đây sau này khẳng định sẽ cố gắng, tranh thủ có thể mau chóng đạt tới trình độ 3 thành lực lượng của thánh nữ điện hạ. Trên mặt Phong Phi Vân treo dáng tươi cười. Nói thực ra, Phong Phi Vân thật sự không có bao nhiêu phần nắm chắc có thể lưu Hiên Viên Nhất Nhất lại ở thiên quốc,
dù sao tu vi của nàng thật sự rất cao, hơn nữa nắm giữ lấy thiên nhai xích, cho dù Phong Phi Vân có ném thánh linh thi thanh đồng cổ huyền chi tử ra ngoài cũng chưa hẳn có thể trấn áp được nàng. Nhưng nàng đã tự nguyện lưu lại, vậy thì tự nhiên tất cả đều vui vẻ rồi. Bên trong thiên quốc di tích cổ rất nhiều, Phật điện cổ tháp mọc lên san sát như rừng, không biết tại hạ có tư cách mời thánh nữ điện hạ cùng đi du ngoạn không? Phong Phi Vân giả trang bộ dạng chư ca, nào có chút bộ dạng như vừa rồi. Quả thực như hóa thân thành một trong những người theo đuổi Thủy Nguyệt thánh nữ rồi. Thiên Viên Nhất Nhất không chút cho Phong Phi Vân mặt mũi, phong độ tư thái yên lặng, thản nhiên nói. Cái này thì thôi đi, ta vốn quen một mình một người cảm ngộ thiên đạo, muốn ở trong thiên quốc thanh tu ngộ đạo, không muốn bị người quấy rầy. Đừng a hát, nói thực cho ngươi biết thánh nữ điện hạ, kỳ thật tại hạ lần này mời ngươi tới thiên quốc, nguyên nhân chân chính là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Phong Phi Vân vội vàng ngăn trước người Hiên Viên Nhất Nhất, ngăn trở đường đi của nàng. Một màn này nếu là xảy ra trên đường cái, nhất định sẽ bị người ngộ nhận là thiếu gia quần là áo lượt nhà nào đó đang đùa giỡn thiếu nữ vũ hóa hiền giả. Vị này thiếu gia quần là áo lượt này cũng chỉ thiếu nói ra một câu lời kịch kinh điển, tiểu nương tử, chớ đi a hát, lại cùng ta vùi đua đi thôi. Hiên Viên Nhất Nhất dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài, không hề thấp hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, nói. Nói đi, hy vọng yêu cầu của ngươi hợp lý. Kỳ thật từ sau khi đi tới thiên quốc, hảo cảm của Hiên Viên Nhất Nhất đối với Phong Phi Vân cũng đã thấp xuống rất nhiều, thậm chí còn có chút phản cảm. Vị bán yêu này thật sự quá hoa tâm rồi, vốn đây là nơi Phật môn thanh tịnh, không ngờ lại trở thành nơi tàng kiều nạp mỹ của hắn. Nếu Phật Tầm Tử tiền bối biết rõ thiên quốc biến thành bộ dáng như hiện giờ, không biết lão nhân gia ông ta có thể sẽ bị tức chết hay không nữa. Thần niệm Hiên Viên Nhất Nhất rất cường đại, đã sớm dò xét ra nơi khác, dò xét được đều là nữ tử, cái này khiến đánh giá của nàng về nhân phẩm Phong Phi Vân lại thấp không ít, cho rằng những nữ tử ngự thú trai này đều là tình nhân mà Phong Phi Vân giấu ở bên trong thiên quốc. Vốn là trêu chọc Tô Tử, lại thông đồng với Lưu Tô Hồng, tên bán yêu này thực quá khốn kiếp. Phong Phi Vân lại không biết trong lòng Hiên Viên Nhất Nhất đang nghĩ gì, mà nghiêm nghị nói. Thiên quốc hiện giờ đang từ cao cấp bí cảnh chuyển hóa thành tiểu thiên thế giới, một khi hoàn thành chuyển hóa, sẽ tự thành thế giới, ta muốn mời thánh nữ điện hạ giúp ta giúp một tay, thôi động tiến trình thiên quốc chuyển hóa thành tiểu thiên thế giới. Hiên Viên Nhất Nhất nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Đi cùng ta. Phong Phi Vân hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua liền biến mất ở phía chân trời, sau một khắc đã xuất hiện ở một phiến hải vực khác bên ngoài trăm vạn dặm. Phiến hải vực này thập phần bình tĩnh, trong không khí tràn đầy lực lượng giam cầm, nước biển lưu động đến nơi đây liền tự động chảy về, ở trên mặt biển đã tạo thành một vòng xoáy cự đại, nối thẳng đáy biển. Mà phía trên phiến hải vực này lại lơ lửng một khối thiên thạch lớn chừng mấy ngàn thước. Khối thiên thạch này hoàn toàn do vẫn thiên linh thạch cấu thành, phóng xuất ra lực áp chế mãnh liệt, dùng tu vị của Phong Phi Vân cũng không cách nào đi gần thiên thạch trăm mét. Ta muốn phóng khối vẫn thiên linh thạch này tới địa tâm, khiến nó trở thành thế giới chi tâm của thiên quốc, thôi động tiến trình thiên quốc diễn biến thành tiểu thiên thế giới. Phong Phi Vân hào hứng bừng bừng nói. Cái này giống như Hồng Diệp Tinh vậy, bên trong Hồng Diệp Tinh cũng có một khối vẫn thiên linh thạch khổng lồ, cho nên lực áp chế của Hồng Diệp Tinh cũng cực kỳ cường đại, khiến Hồng Diệp Tinh trở nên tựa như một tòa tu luyện thánh địa. Phong Phi Vân cũng muốn khiến thiên quốc thành tu luyện thánh địa giống Hồng Diệp Tinh, như vậy tu sĩ tiến vào bên trong thiên quốc. Tốc độ tu luyện sẽ trở nên nhanh hơn, trở thành Phật môn thánh địa xứng với tên gọi. Phong Phi Vân cảm thấy nếu mình đã đạt được truyền thừa của Phật Tầm Tử tiền bối, vậy thì coi như mình không thích tu Phật, cũng nhất định phải làm cho tốt việc này, kiến tạo cho Phật tu ở đây một hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Bên trong cảnh chủ phủ xây dựng lên một tòa tế đàn cao lớn, được mở ra từ trong dãy núi, còn cao hơn cả núi, do vô số cỗ yêu thi và linh thạch xây thành, nhưng lại dội lấy tầng tầng vũ hóa huyết dịch. Mang theo một cổ khí tức kinh khủng, khiến cho tất cả đạo tắc Hồng Diệp Tinh đều tụ tập tới tế đàn. Dùng nhân lực và tài lực của cảnh chủ phủ cũng phải hao tốn nửa tháng mới dựng xong. Theo như lời một vị người hầu trong cảnh chủ phủ thì tòa tế đàn này chính là vì hai vị quận chúa mà dựng lên, muốn dùng bí pháp cổ xưa nào đó để tăng lên tu vị cho hai vị quận chúa. Đây là một loại lực lượng cùng loại với tín ngưỡng, bất quá không phải là lấy được từ trong hương khói chúng sinh. Mà là dùng phương thức tế tự từ chỗ thần minh cổ xưa mượn lấy, quán đỉnh cho hai vị quận chúa.
Trong khoảng thời gian này Lưu Tô Tử và Lưu Tô Hồng cũng đều bận rộn chuyện này, rất khó gặp được bóng dáng các nàng. Lão nhân hai mạch cũng đều như kỳ tích không tìm đến Phong Phi Vân gây phiền toái, mà Phong Phi Vân thì có nhiều thời gian hơn để tiến vào trong thiên quốc, cùng Thủy Nguyệt Thánh Nữ triệt đế tế luyện vẫn thiên linh thạch thành thế giới chi tâm. Đây là một công trình không hề kém hơn tòa tế đàn kia của cảnh chủ phủ, chỉ dựa vào Phong Phi Vân và Thủy Nguyệt Thánh Nữ không biết cần đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành, cơ hồ tất cả linh thú Phật tu vị đạt tới niết bàn cảnh đều bị điều động đến. Ca, ngươi xem ta chôn đầu linh mạch này thế nào? Phong Khanh Khanh từ lòng đất chui ra, toàn thân đều là bùn ô, một đôi bàn tay nhỏ bé vốn sạch sẽ cũng trở nên vô cùng bẩn, mà ngay cả mèo con đạm đạm màu trắng cũng trở nên xám xịt. Nàng dùng tay xoa xoa khuôn mặt, khiến gương mặt tinh xảo xinh đẹp càng thêm lấm lem. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn về phía lòng đất có một đầu linh mạch dài đạt 6-10 vạn dặm đang chảy xuôi, từ trung tâm thiên quốc kéo dài về phía tây bắc, tốc hành phía chân trời. Phong Phi Vân thu hồi thiên nhãn, cười nói. Đúng vậy, vất vả ngươi rồi, Tiểu Khanh Khanh. Không khổ cực, một chút cũng không khổ cực, còn cần gì nữa cứ bảo ta làm là được. Phong Khanh Khanh chớp chớp đôi mắt, óng ánh lưu quang, như hai quả ngôi sao chớp động. Nàng rất hưng phấn, cảm thấy rốt cục có chuyện làm rồi, cả ngày chui trong động đất, nàng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Toàn bộ bên trong thiên quốc tổng cộng có 21 đầu linh mạch cấp bậc 10 vạn dặm, còn có một đầu chủ linh mạch cấp bậc 100 vạn dặm, muốn vùi thế giới chi tâm, tự nhiên phải khiến linh mạch đều tụ tập đến vị trí thế giới chi tâm. Sau đó kéo dài về bốn phía, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất khiến thế giới càng thêm vững chắc. Tiếp đến hãy giao cho ta. Phong Phi Vân nói. Dưới sự vận tác của tất cả mọi người bên trong thiên quốc, tất cả linh mạch đều bị một lần nữa sắp xếp, tập trung, linh khí đều tập trung tới khôi đại lục lớn nhất bên trong thiên quốc, tạo thành một tòa linh khí qua luân cự đại. Địa mạch dưới lòng đất cũng đều bị Phong Phi Vân tỉ mỉ xếp đặt qua, địa thế cũng đều đã tiến hành một lần nữa bố cục. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đứng trên trời cao, giống như thiên nữ, nước da óng ánh, người đẹp thanh nhã, nói. Chuẩn bị xong chưa? Ta đi lòng đất mở đường. Phong Phi Vân mặc long lân phượng bì y lên người, hóa thân thành một đầu phượng hoàng khổng lồ, cánh chim 9000 dặm, đầy người đều là long lân, khí tức trên thân cực lớn đến cực hạn, như một đầu thái cổ thần phượng hàng lâm vậy. Tất cả mọi người bị cổ khí thế này trấn trụ, thật sự quá dọa người rồi. Mà ngay cả Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã sớm có chuẩn bị sắc mặt cũng ngưng trọng, gọi ra thiên nhai xích, dùng hào quang thánh linh thủ hộ bản thân, tâm hồn thiếu nữ nhảy lên, đây là khí tức mà ngay cả đại hiền giả cũng không có, bán yêu này rõ ràng còn có át chủ bài chưa xuất, nếu hắn ngày đó hóa thân thành phượng, ta muốn thắng hắn sợ rằng sẽ rất khó. Không biết hắn còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa. Bành! Đầu phượng hoàng cực lớn kia một đầu đụng vào lòng đất, khai thiên tích địa. Đại địa phạm vi mấy vạn dặm đều vỡ vụn ra, một mảnh địa liệt dài hẹp khủng bố tràn ra, tựa như toàn bộ đại lục đều như bị đụng nát vậy. Trên mặt đất đụng ra một cái hố to phạm vi ngàn dặm, một mực hướng lan xuống địa tâm, trong hố lớn không ngừng bộc phát ra thanh âm nổ vang, chấn khiến toàn bộ thiên quốc đều bất an. Đại khái hai ngày sau, lòng đất nổ bắn ra từng đạo hào quang khí lành, bay thẳng vòng trời. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cầm trong tay thiên nhai xích. Vầng sáng màu trắng trên người nổ bắn ra, toàn bộ quy tắc thiên địa đều hội tụ tới nàng, nàng tựa hồ biến thành trung tâm thiên địa, ngàn vạn Phật xá lợi trên thiên mạc đều đang chuyển động chung quanh nàng, tựa như chư thiên tinh thần đang lóe lên vậy. Ầm ầm, cánh tay mảnh khảnh của nàng thai nghén lấy sức mạnh vô cùng to lớn, điều động một tia khí thức thiên nhai xích, phung đánh xuống dưới, đánh cho vẫn thạch khổng lồ bắn vào trong hầm lớn mà Phong Phi Vân đâm ra, bay thẳng vào địa tâm. Đây là lực lượng của thánh linh khí mãnh, dù là chỉ là một tia cũng có lực lượng không gì sánh kịp, cũng chỉ có loại thần binh như thánh linh khí mãnh mới có thể dung chuyển được khối thiên thạch. Ầm ầm, toàn bộ thiên quốc vào thời khắc này đều run run kịch liệt, phát ra thanh âm rung trời động địa. Nếu lúc này có người đứng ở biên giới thiên quốc, nhìn ra xa hư không thì sẽ phát hiện, có vô số đê cấp bí cảnh, trung cấp bí cảnh đang va chạm tới thiên quốc, giống như bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Hướng tới gần thiên quốc, sau đó diễn biến thành một bộ phận của thiên quốc. Đây là một bức hình ảnh to lớn, như một quả hành tinh trong tinh không đang thôn vệ hành tinh và thiên thạch chung quanh vậy. Thiên quốc vốn chỉ có 2.100 vạn dặm, một vạn năm qua, cũng chỉ gia tăng lên 300 vạn dặm,
nhưng ngay khi thế giới chi tâm vừa được chôn xuống thì chiều dài đã gia tăng lên gấp 3, đạt đến 6.500 vạn dặm. Đây mới chỉ là vừa bắt đầu thôi, thiên quốc đã có thế giới chi tâm đang không ngừng thôn phệ trung cấp bí cảnh và đê cấp bí cảnh ở chung quanh, thậm chí là một ít cao cấp bí cảnh cũng bị nó đồng hóa, trở thành một bộ phận của bản thân. Qua thêm vài ngày, thiên quốc lúc nào cũng đang chấn động, có rất nhiều bí cảnh hội tụ về phía nó. Đến ngày thứ tư, chiều dài đường kính của thiên quốc đã vượt qua ức dặm, diện tích hải vực gia tăng lên 58 lần, lục diện tích gia tăng lên 76 lần. Địa vực trở nên càng thêm rộng lớn, bước ra một bước dài về phía diễn biến thành tiểu thiên thế giới. Diện tích thiên quốc hiện giờ đã có thể so với lãnh thổ một tòa vực của Diệp Hồng Cảnh rồi. Nếu để cho thiên quốc tự hành diễn biến, muốn diễn biến đến một bước như hiện giờ, sợ rằng phải cần đến 50 vạn năm mới được. Phong Phi Vân đứng ở cuối thiên quốc, nhìn qua hư không mênh mông hỗn độn, đại địa dưới chân càng thêm vững chắc hơn trước, tất cả đều là nhờ có thế giới chi tâm. Vẫn quá mức hoang vu. Phong Phi Vân lầm bầm lầu bầu nói. Thiên Viên Nhất Nhất nhìn phát triển của thiên quốc, trong nội tâm cũng có một loại vui sướng nói không nên lời, sáng tạo một thế giới, đây là điều lúc trước chỉ nghe qua trong truyền thuyết thần thoại, không nghĩ đến có một ngày mình cũng tham gia vào trong hành động vĩ đại này. Thân thể của nàng uyển chuyển, thanh lệ ôn nhu, lòng có thánh đạo, cốt như chạm ngọc, nói. Nếu không phải thiên quốc bị ngươi khiến cho chướng khí mù mịt, ta ngược lại sẽ không để ý lưu lại đây, hao phí tâm huyết suốt đời khiến mảnh đại địa này biến thành Phật môn tịnh thổ, trở thành tồn tại thần thánh có thể so với thủy nguyệt thiên cảnh, thái cổ thánh Phật miếu, trở thành thánh địa được tất cả nhân loại triều bái. Trong lòng nàng có một tia kỳ vọng, đây là lời nói phát ra từ nội tâm. Phong Phi Vân càng nghe lời này càng chán ngấy, nhíu mày, nói. Thánh nữ điện hạ, nói ra lời này ta thật không thích nghe, bên trong thiên quốc đều là tu sĩ một lòng tìm kiếm Phật đạo, người không thể bởi vì chúng đều là linh thú nên xem thường chúng được, tâm của bọn chúng còn tinh khiết hơn rất nhiều nhân loại đấy. Phong Phi Vân cho rằng Thủy Nguyệt Thánh nữ chỉ chính là những linh thú Phật tu kia. Thiên Viên Nhất Nhất lắc đầu, nói. Ta không phải chỉ chúng, mà là. Được rồi. Coi như ta chưa từng nói qua. Phong Phi Vân rất không vui, nói. Thiên quốc quả thật chướng khí mù mịt, nhưng lại tuyệt đối sạch sẽ hơn Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân lại không biết, ở trong lòng Hiên Viên Nhất Nhất đầu sỏ chính là hắn. Không thể nào. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Được rồi, nếu Thánh Nữ Điện Hạ đã nói vậy, xem ra ta không thể không mang ngươi đi xem vẻ thần thánh và thuần khiết của tu sĩ ở đây một chút rồi. Phong Phi Vân đã rất cố gắng duy trì vẻ tường hòa của thiên quốc, không muốn thấy thành quả cố gắng của mình lại bị người khác không ủng hộ. Phong Phi Vân mang theo Hiên Viên Nhất Nhất tiến đến một tòa thanh tu chi địa của ngự thú trai, ở đây Phật miếu mọc lên san sát như rừng, hương khói cường thịnh, Phật trung du dương, những đệ tử trẻ tuổi kia đều đang tụng kinh luyện đạo, tràn đầy yên lặng và tường hòa. Phật môn phạm âm kéo dài, kinh văn truyền khắp trong thiên địa. Khóe miệng Phong Phi Vân nhếch lên. Đắc sắt cười nói. Thánh nữ điện hạ, cảm thấy thiên quốc chướng khí mù mịt, ta sao lại không nhìn ra ở đâu chướng khí mù mịt thế? Đúng lúc này, bên trong Phật miếu có một nữ tử trẻ tuổi mặc Phật y trắng đi ra, tiên nhan thánh khiết, sau lưng hiện ra một vòng Phật hoàn, cặp môi đỏ mọng răng trắng, mỹ diệu nói không nên lời. Nàng từ trong Phật miếu đi ra, hai con người mê ly, hóa thành một hồi làn gió thơm trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Phong Phi Vân, nước mắt chảy ròng. Một đôi cánh tay ngọc ôm lấy cổ Phong Phi Vân, khóc lóc kể lể nói. Đại Phong hỗn đản, trong thiên quốc không thú vị chút nào cả, người cũng không đến thăm ta, lâu ngày mới trở về một lần. Phong Phi Vân nhẹ nhàng vỗ vai thơm của nàng, nói. Nạp Lan, người tu Phật lòng nên thành tĩnh. Ta không muốn tu Phật đâu, không tĩnh nổi, nếu không chúng ta kết hôn đi, sinh một tiểu tử mập mạp, về sau ngươi không ở đây ta sẽ chơi với nó, rất có ý tứ a. Nạp Lan Tuyết Tiên nháy nháy con mắt, cặp môi đỏ mọng óng ánh, thân thể mềm mại ma sát trong ngực Phong Phi Vân. Thiên Viên Nhất Nhất đứng ở cách đó không xa, thở dài một tiếng, có chút xoay người, trực tiếp rời đi. Nạp Lan, chuyện sinh con chúng ta bàn sau đi, sau lại bàn. Phong Phi Vân cũng không ngờ tới lại gặp chuyện như vậy, vội vàng bỏ chạy, đuổi theo Thiên Viên Nhất Nhất, nói. Thánh nữ điện hạ, người trước chờ một chút, nghe ta giải thích. Vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, Nạp Lan là em gái ruột thanh mai trúc mã của ta, quan hệ của chúng ta rất thuần khiết, cũng không phải như ngươi nghĩ đâu,
Phong Phi Vân gọi nàng lại. Hiên Viên Nhất Nhất nhíu mày, hít một hơi thật sâu, nói. Tịnh thổ thánh địa, Phật môn nữ tu sĩ, cùng ngươi ấp ấp ôm ôm, đây quả thực là vũ nhục đối với chữ Phật, Phật Tầm Tử tiền bối nếu biết rõ việc này, sợ rằng cũng sẽ bị loại người như ngươi tức chết. Tâm tư của nàng còn chưa lớn lên, từ nhỏ đã tùy hứng, ngươi cũng nên cho nàng một chút thời gian rèn luyện tâm tình, việc này chúng ta tạm thời không nói đến nữa, chúng ta đi một chỗ khác, lần này ta cam đoan nơi này khẳng định thần thánh trang nghiêm,